người trên cuộc đời này về mặt đầu não và sức khỏe và trí tuệ, không ai thua ai cả. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Nhưng tại sao có người được và có người không? Tại người kia ngu hơn, người ta không được, còn mình khôn hơn mình được à? Các vị đừng sai lầm. Chúng ta được hay không, nó dựa vào phước đức, phước báo của chúng ta từ vô lượng kiếp và kiếp này, chứ không phải tự nhiên chúng ta có được đâu. Cho nên ai chủ quan kiêu ngạo với những gì mình có được trong tay mà không có suy tư bằng tâm đức thì người đó lọt hố và tự mất đức và thất bại là chuyện rất dễ dàng. Cho nên ở đây, khi chúng ta có được những điều gì trên cuộc đời, chúng ta hãy thầm nhủ rằng: may mắn tôi đã làm nhiều phước báo gì đây, gieo duyên lành gì đây mà cuộc đời tôi được như vậy như vậy. Và hãy nhận ra được điều đó, phải khởi từ bi tâm với những người không được và tìm cách tô bồi cái công đức cho chính mình, lúc đó mới đúng. Còn cái này lại tự ngã kiêu xa là tự hại chết mình. Các vị phải thấy được chỗ này. Cho nên ở đây, ở đời đường cầu không hoạn nạn gì, không hoạn nạn kiêu xa nổi dậy. Nó là những điều để chúng ta quán chiếu và tu tập, nhận ra được những điều để tu tập. Cho nên hoạn nạn là cái điều đó có thể xảy ra hoặc có thể không, hoặc là xảy ra cấp độ nặng và cấp độ nhẹ. Nhưng nếu đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng đừng nên tiếc nuối hay là đau khổ quá đáng, mà chúng ta phải lặp lại trong cuộc đời, tức là lấy những cái thất bại đó làm kinh nghiệm để nhận thức cho chúng ta một phương thức sống. Và quan trọng nhất, đừng kiêu ngạo thách thức với cuộc đời một khi chúng ta đã được phước báo cuộc đời bình an lặng lẽ trôi qua. Đừng tự phụ hay là đừng thế này thế khác. Cho nên một cái cô đó ở Canada, lúc đó tôi còn ở Ấn Độ, tôi chưa về Việt Nam. Cô ở Canada, cô điện qua tôi. Cô nói ngày xưa, cô nói thật với thầy á, con thấy mấy cái người đi chùa mà tu học này kia, nói trời ơi cuộc đời thiếu gì, không có đủ thời gian để đi chơi, làm việc đi này đi kia, mắc gì đi vô chùa hoài vậy. Cô nói vậy đó. Cô nói đi vô đó để làm cái gì? Cô bao nhiêu lần cô đi ngang mà cô thấy mấy cái đó, cô mắc cười cho mấy cái người đi chùa lắm. Cô nói với tôi mà. Và khi đau khổ đến á, thì cô lúc đó cô mới đi chùa và cô hiểu là tại sao người ta đi như thế này. Và lúc đó vì một chuyện rất là đặc biệt cho nên cô có điện hỏi tôi, vì cô biết ra những bài giảng của tôi. Và tôi chia sẻ với cô như vậy. Và trước khi cô nói là, nói thiệt với thầy á, cô nói trên cuộc đời này mà không có ai đau khổ á, thì không ai đi tìm mấy ông thầy làm gì. Đầu tiên cô gặp tôi cô nói vậy á. Cô nói cũng có thiệt, cái thầy đời mà không đau khổ không ai đi tìm mấy ông thầy làm gì. Cô nói vậy. Thì tôi nghe thì tôi cũng có thể đoán mò được cái câu chuyện cô muốn nói là cái gì. Cho nên các vị biết rằng có những người rất là chủ quan. Chủ quan dữ lắm. Khi cuộc đời mình được nhiều hạnh phúc quá, hay là được quyền lực, được tiền của, được sắc đẹp, được cái gì đó, chúng ta quên đi tại sao có được điều này. Cho nên á, tất cả tôi đều nói với các vị rồi. Tôi nói là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, cái gì có được bằng phước báo thì đều vô thường. Đau khổ bằng nghiệp chướng cũng vô thường. Cái gì xuất phát từ trên phước đức để có hạnh phúc và đau khổ, tất cả đều vô thường. Người ta giữ bền lâu và dài được hay không là tùy cái cách của mình, làm cái phương pháp nào để duy trì được cho nó dài hơn một chút, là cái điều ở khéo léo nơi mỗi người. Còn tất cả mọi thứ, tôi biết rằng cái gì có được từ phương pháp là vô thường cả. Giàu, đẹp, hạnh phúc hay là tất cả mọi thứ đều vô thường. Còn tật nguyền, tai nạn, khổ đau cũng vô thường. Nó tồn tại và mất đi khi mình hết nghiệp. Nó là như vậy. Như vậy, tôi ghi lại cái câu của Đức Phật: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. Là một cái tư duy để chúng ta có một phương thức sống, để suy tư một điều tích cực để chúng ta có một cuộc sống bình an. Điều thứ ba, cứu xé tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Các vị hiểu câu nào? Đọc lại lần nữa nha, tôi còn không hiểu mà. Cứu xé tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Ở trong cái câu này muốn nói như thế này, tức là trong đầu của chúng ta thường thường có cái khuynh hướng rất là lười tư duy. Một cái việc gì khó là chúng ta
nghĩ gì đó, chúng ta suy nghĩ không ra là bỏ liền. Thông thường là như vậy. Nhưng nếu cuộc đời của chúng ta mà lười tư duy như vậy thì riết cái bộ não chúng ta teo lại, và chúng ta trở nên người kém thông minh. Xin thưa các vị, tôi từng đọc trong một vài cái thông tin mà người ta cho hay về vấn đề là não của con người. Một đời người của chúng ta là chúng ta xài có 1/1 triệu những cái tế bào não trong cái não của mình. Một đời người á, bình dân là tất cả mọi người chúng ta chỉ xài có 1/1 triệu tế bào não của mình thôi. Có nghĩa là sau khi chết đi 999.999 gì đó là chúng ta bỏ lại vào trong lòng đất. Như vậy, một người tư duy cuộc sống bình thường mà đã như vậy, mà một người lười tư duy nữa thì sao? Thì bỏ nguyên xi cái đầu này xuống đất luôn. Có phải không? Bây giờ giống như thế này nè, các vị dễ hình dung. Cái khăm motor á, người ta chế tạo ra đó, ở trong đó nó có hàng trăm ngàn chức năng ở trong đó để công dụng, để xài cho mỗi thứ trong đó đó. Chúng ta mua về chỉ biết chơi game mà. Nguyên cái tác dụng của computer chỉ để cho chúng ta chơi game không à. Như vậy thì chúng ta chỉ xài được có một chút xíu đó thôi, còn công dụng cái computer quan phí bao nhiêu nhà bác học để chế tạo ra cho chúng ta để bỏ hết tất cả. Như vậy để mua cái computer như vậy nó sẽ phí. Như vậy nếu đời người chúng ta mà lười tư duy để rồi cuối cùng chúng ta bỏ cái bộ óc này lại với cuộc đời một cách nguyên vẹn như vậy thì chúng ta lại phí nữa. Thành ra các vị nhớ ở một điều là cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thâu ra. Trên cuộc đời này những nhà bác học, những nhà triết học, những nhà toán học, tất cả mọi thứ các vị này tư duy ra được không ai tự nhiên có được cả. Các vị nhớ kỹ rằng Edison là một nhà khoa học người Mỹ. Ông đã có 1.200 bằng phát minh. Máy quay phim, chụp ảnh, truyền hình, điện đèn hay là micro, điện thoại, tất cả những cái này không có cái nào mà không có cái sự đóng góp của Edison trong đó. Những dây tóc của các bóng đèn này hoàn toàn trong đó đều có sự đóng góp của ông cả. Quá chăng bây giờ chúng ta hoàn thiện hơn những gì ông đã từng phát minh. Ban đầu là từ ông đó, truyền hình, các cái loại điện thoại, điện đèn, tất cả cái này là từ ông. Nhưng mà có một cái điều lý thú vậy nè, cái dây tóc của bóng đèn này Edison muốn có được, ông đã đau đầu và đau khổ không biết bao nhiêu ngày tháng vì cái dây tóc bóng đèn này. Ông đã tự đặt ra câu hỏi làm sao để kéo dài được, là dây tóc bóng đèn này phải cháy được cả 1-2 ngàn giờ. Và trong đời ông đã biết bao nhiêu lần tư duy cực khổ để cuối cùng ông tìm ra được cái sợi dây tóc cháy được 40 giờ. Trong đó ông tìm cái gì? Sơ dừa nè, bông giải nè, các cái loại khác nè, thậm chí tóc người nữa. Và ông lấy vô số thứ để ông thử nghiệm làm sao để ông tìm ra được dây tóc bóng đèn, để cuối cùng ông chế tạo ra được cái bóng đèn có thể đốt lên đến hàng mấy ngàn giờ. Là một cái điều mà ngày đêm tư duy không tưởng, không thể tưởng tượng nổi những cái điều đó. Như vậy nếu con người chúng ta mà tất cả những sự phát minh này mà nó dễ dàng giống như chúng ta tư duy á, thì ai cũng làm được. Chúng ta thấy nè, Đức Phật chúng ta để tìm ra được một con đường giải thoát giác ngộ này, Đức Phật phải đặt dấu hỏi bao nhiêu lần trên cuộc đời, đúng không? Phải có một cái dấu hỏi. Cho nên cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta cứ tìm tất cả mọi thứ dễ dãi và chúng ta rất lười tư duy á, thì cái đầu của chúng ta càng ngày càng kém thông minh đi. Và bây giờ á, chúng ta lại á tính dở hơn ngày xưa rất nhiều. Chúng ta có computer này, chúng ta có máy tính, thành ra cái đầu chúng ta cộng trừ nhân chia bây giờ rất là dở. Tại vì chúng ta dựa vào máy móc. So với những người ngày xưa tính nhẩm á, mấy cái bà mà đi chợ mà kiểu mà không có bàn tính mà để bán buôn ha, các vị mà tính nhẩm lại các bà đó tôi thua các vị. Tôi cho các vị học đại học luôn. À, các vị học đại học tốt nghiệp về toán học, các vị ra tính tiền mà cộng trừ nhân chia với bà. Bà là người đôi khi học mới lớp 1 à. Nhưng mà tính nhẩm dễ trả tiền, các vị thấy chính xác vô cùng, rất là nhanh. Có phải không? Như vậy thì nếu chúng ta lười tư duy, cái gì cũng lựa vào dựa vào máy móc, thì cái bộ óc chúng ta còn nguyên vẹn. Nguyên vẹn ở chỗ là chúng ta không
vị là thần đồng, là thánh nhân, là các bậc minh triết, là những người thông minh, tất cả chúng ta đều có đủ ở trong cái con người này. Nhưng mà chẳng qua chúng ta không đào luyện, không tạo cái phương tiện hay là không luyện con người của mình để đạt đến mục đích đó mà thôi. Ai cũng có thầm lặng trong các vị đầy đủ hết á. Thần thông các vị cũng có nữa, thiên tài các vị cũng có nữa. Tôi nói thật, các vị ở trong đây ngồi bao nhiêu người là bao nhiêu vị tiến sĩ đó. Các vị không tin hả? Các vị phải nói như vậy. Tất cả chúng tôi đều là tiến sĩ, nhưng mà chẳng qua tôi không học thôi. Có phải gì không? Câu đó hoàn toàn chính xác. Nếu tôi chịu học tôi sẽ được đến tiến sĩ. Khả năng này nó trong các vị, nhưng mà tại các vị không thích, hoặc là không đúng với sở nguyện của mình, hay là mình cũng không có muốn cực khổ trong cái con đường này. Đại khái là vậy. Cho nên cái quyển mình đã biết là để trở thành thiên tài, người ta nói câu thế này: trong tất cả mọi người, thiên tài mà gọi là thiên bẩm á, chỉ có 4% thôi. 96% còn lại là sự nỗ lực của tự thân của mỗi người. Như vậy thiên tài ở đâu? Tôi không được 4% thiên tài, nhưng mà tôi có 96% nỗ lực đó, đúng không? Tôi cũng sẽ trở thành thiên tài. Mà nếu mà thiên tài này xài có 4% đó mà 96% kia bỏ, trở thành thiên tài nổi không? Không thể nào. Cho nên cái việc học hay là tất cả mọi việc, cái khó, thường thường ta nói câu gì đó, tôi nói này tôi cũng mới nhớ ra được á. Cái khó là sao? Hay á, cái hay á, kinh nghiệm á. Cái khó nó ló cái khôn. Chúng ta đừng bỏ qua cái gian khó. Cho nên các vị biết là các nhà văn nè, các nhà thơ nè, những nhà toán học nè, những nhà bác học nè, thường khi phát minh được là những điều giật mình không á. Trước khi ngủ người ta tư duy ngày đêm suy nghĩ vậy. Cho nên á, trong giấc ngủ nhiều khi tình cờ giật mình thức dậy là lấy viết ra ghi. Là như vậy. Có những khi giật mình thức dậy những bài thơ xuất hồn, mà nếu chúng ta không kịp thời ghi, sáng hôm sau tỉnh dậy quên chưa? Có không? Có. Cho nên á, những người nào muốn có những cái xuất thần, nhất là đường văn chương, thì phải có cái bút và cái viết để kế bên mình. Cái đó là vậy đó. Chúng ta tình cờ một ngày nào đó chúng ta gặp một cái gì tự nhiên chúng ta lãng mạn lên à. Và những ý tưởng này nó chỉ thoáng qua thôi, không chọn bút mà ghi liền á, thì không bao giờ có được. Cho nên cái bí quyết này tôi cũng đã có những bài giảng với các vị bằng những cái xuất thần như thế này. Tôi mà tiếp diện với ai mà câu chuyện nào mà hay mà tôi nảy ra được cái ý gì đó là xong rồi, là mở máy gõ vô liền, mai mốt nó quên. Cái đó là sự thật như vậy. Tại vì những ý niệm này nó sẽ gợi cho mình được một cái ý gì đó. Câu chuyện này người ta kể một đường, nhưng mà mình lại suy tư được một nẻo nào đó. Mà nếu không có câu chuyện này thì lại cái kia không có. Cho nên cái việc mà học để mà gọi là khúc mắc tâm tánh này, chỉ có một điều là làm cho con người của mình phải tư duy, động não lên. Và tu học là cũng là một chuyện như vậy. Nếu một người tu học tìm một con đường hoàn toàn dễ dãi thì không có các vị đắc đạo trên cuộc đời này được đâu. Và các vị tu học theo tìm một con đường dễ dãi thì bao giờ các vị mới thấu được lời Phật dạy? Không thể. Cho nên có con đường học vấn này là con đường không cùng. Sự tu học là một cái điều mà không cùng. Ngày xưa tôi có nhớ cái câu chuyện này, đó là một giai thoại giữa ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn và Quy Sơn Linh Hữu. Cả hai vị này đều là đệ tử của Tổ Bách Trượng. Và sau khi Tổ Bách Trượng qua đời thì Quy Sơn là người thừa kế được cái pháp của ngài Bách Trượng. Trong khi đó cái ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là một người rất thông minh bác lãm, nhưng mà không có ngộ. Thì cái ngài Quy Sơn á, ngài hiểu rất rõ sư đệ của mình là người rất thông minh, học một biết mười, đọc rất nhiều kinh sách, nhưng mà bây giờ Hương Nghiêm vẫn chưa ngộ. Cho nên ngài Quy Sơn mới tìm cách để độ sư đệ của mình. Và độ đây là theo lời dặn thầy mình gửi gắm lại cho Quy Sơn, tức là ngài Bách Trượng. Thì khi đó một hôm ngài Quy Sơn mới gọi ngài Hương Nghiêm đến và mới nói một câu như vậy: ta biết ngươi là học một biết mười, đọc rất nhiều kinh điển, tam
trả lời về điều đó. Và không có cái nào giải quyết về vấn đề đó. Suy nghĩ mãi không ra, cho nên mới lại gặp Quy Sơn mới nói rằng, nếu mà cái việc gì á, thì sư huynh cứ nói đại ra đi, làm khó nhau chi. Thì lúc đó ngài Quy Sơn mới nói rằng, hôm nay nếu mà ta trả lời câu này thì mai này ngươi sẽ mắng ta đó. Thì á, lúc đó ngài Hương Nghiêm mới thấy rất là khó chịu câu trả lời của sư huynh mình, tức là Quy Sơn. Năm lần bảy lượt nan nỉ Quy Sơn, Quy Sơn đều chối từ. Giận quá, về đem tất cả những kinh sách này đem đi đốt hết, đốt toàn bộ hết và từ bỏ pháp hội tại đó, và đi thẳng vô trong rừng trúc à, cất một cái am ở trong chổng, không đọc sách không gì hết. Nhưng mà trong lòng rất là hận Quy Sơn, tại sao cái câu đó mà không nói, nói đại cái để mọi việc nó xong rồi mà cái gì mà nói chửi ta mắng ta gì nó, mà trong lòng cứ ôm hoài câu đó để tìm cách trả lời là tại sao, tìm ở đâu cái câu mặt mũi khi cha mẹ chưa sinh là cái gì. Ông giận tức cái câu đó, cho nên trong lòng ông cứ ôm đi ôm lại, ôm đi ôm lại hoài. 3 năm ở trong rừng ôm lòng hận mà suy nghĩ cái câu đó như vậy. Một hôm buổi sáng ông mới cầm chổi ông quét. Khi cầm chổi quét rồi, cái cục gạch đó nó bay văng vô trong cái bụi trúc á, nó phát ra tiếng cốc. Tự nhiên ngộ đạo ra, ông ngộ được cái câu là mặt mũi khi cha mẹ chưa sanh là gì. Ông mới buông chổi, ông quay về hướng của Quy Sơn, ông sụp lại. Ông nói là ơn mà cứu cái mạng á, còn hơn là ơn mẹ sanh ra. Nếu ngày xưa thật sự mà Quy Sơn mà trả lời câu này thì trí nhàn ta không có ngày hôm nay. Cho nên xem ơn này như là thầy, đánh lễ gì Quy Sơn 3 lễ. Thì cái đó các vị thấy gì? Cái khúc mắc tâm tánh là chỗ đó. Nếu không có ngồi tư duy trầm suy tư được một cái điều gì thì sẽ không có một sự cao siêu được, thì chúng ta sẽ không thấu đáo một vấn đề được. Cho nên một đứa học giỏi và một đứa học dở nó khác nhau chỗ nào? Cái đứa học giỏi mà cái bài toán nó giải không được nó sẽ giải hoài. Còn cái đứa mà học dở đã dở rồi mà cái bài nào giải không được nó bỏ. Có phải vậy không? Nó là như vậy á. Thấy bài toán khó, bỏ, chưa biết nói gì trong đó. Bài toán này dở tới mức này, không giải được, bỏ, không cần gì hết. Không có chịu tư duy và nghiền ngẫm. Còn cái đứa học giỏi nó như vậy, nó gặp một cái bài khó, nó cứ ngồi nó nghĩ tại sao, nó cứ cho một cái câu hỏi như vậy. Và các vị biết rằng khi học, các vị nên kinh nghiệm, các sách giải bài tập á, với một người học giỏi thì hoàn toàn đó là một cái phương pháp để giúp cho người này hiểu biết và giải toán giỏi hơn. Nhưng mà với người học dở thì nó lại là tệ hơn. Cái đó quan trọng lắm. Tại vì học dở là vậy nè, nhìn vô không hiểu gì, cho cái lạc ca coi như sao, vậy vô chép. Rồi cái không hiểu lạc ca coi, vậy chép. Cái bài giải đó vô tình làm cho người này càng tệ hơn nữa. Còn cái người giỏi toán là như vậy, có bài tập giải nó để đó, nó giải không được, nó phải tìm đủ cách hết. Và nó nghĩ là có thể giải hướng này, có thể giải hướng này. Nhưng mà giải không ra, thì lúc đó nó mới mở sách nó coi là ngay đây người ta giải cái gì. Chỉ cần ngay đây nó coi vô, không phải là coi cái đáp án, mà nó coi là tại sao nó phải có những cái điều như vậy. Và đôi khi những đứa học giỏi nó lại nghi ngờ những đáp án nữa. Nếu là người mà chuyên gia học giỏi toán đó, là khi nhìn vô đáp án nghi ngờ tại sao nó lại như vậy, nó không logic được cái chỗ nào. Chứ không phải cả tin vào sách. Và bao giờ nó trả lời được rằng sách giải như vậy là hoàn toàn hợp lý, nó có cái logic rồi, nó mới chấp nhận đáp án này để nó chấp nhận nó làm bài này tiếp tục. Còn mà không, không bao giờ chấp nhận. Ở đây là vấn đề kinh nghiệm học là như vậy. Như vậy nếu chúng ta rằng không có khúc mắc là sở học không thấu đáo là chỗ này. Cho nên khi các vị học Phật Pháp cũng vậy. Nhiều khi tôi nói như thế này, xin lỗi các vị đừng buồn. Tôi nói Pháp giống như mì ăn liền á. Các vị hiểu câu này không? Nhưng mà tôi có suy nghĩ như vậy, nếu để cho các vị thấu đáo, các vị biết bao giờ thấu, các vị bỏ luôn. Nghe không thích, nghe không hiểu rồi bỏ qua bên. Đôi khi 10 năm sau chưa chắc gì nghe lại. Cho nên cái thời cuộc này tôi nghĩ như thế này,
mọi người mệt mỏi quá rồi, đi làm tư duy mệt mỏi quá rồi, bây giờ quan trọng nhất là cái gì mà làm có ăn liền là ngon. Chứ hơi nào mà vấn đề mà tư duy mà đợi mà chờ mà thế này thế khác. Những người để ngồi chứ để nghiền ngẫm những giáo lý học thuyết cao siêu, thì bây giờ những người không công rỗi nghề hoặc già lớn tuổi không có công ăn việc làm, thì ngồi đó để tư duy chuyện kiều hay là tư duy những câu thiền sử hoặc là triết lý. Còn bây giờ mình hàng ngày mình phải chạy đuôi với công việc và đồng tiền, đúng không? Như vậy mà về nhà mà nghe một đĩa giảng mà cứ bắt tôi tư duy như vậy hoài, lấy gì ngày mai tôi đi làm? Có phải không? Nhức đầu quá. Ở trong chổng mà nổi mà do giải quyết công việc là cái đầu nó muốn chết rồi. Bây giờ về bắt tôi tư duy, đây là pháp di diệu ha, đây là tư diệu đế ha, đây là con đường giải thoát ha, đây là thiền định ha. Nghĩ hoài không ra cái đó, thôi thôi mắc em bỏ nó đến cho rồi. Có phải không? Cho nên vì ở chỗ đó cho nên tôi mới nghĩ là mình phải thức thời mới được, có nghĩa là phải sản xuất ngay mì ăn liền. Cho nên tôi nói thôi bây giờ á, các vị bỏ cơm bỏ nước ra để nuôi tôi, tức là tôi ăn cơm của đàn na thì tôi tư duy dùm cho đó. Nói gì á, để có các vị đi làm về là có người tư duy sẵn, cứ bắt lên nghe là hiểu, nghe là hiểu, thành ra các vị. Cái đó là sự thật. Cho nên có người nói là tôi giảng không có sâu. Tôi nói đúng, tôi giảng mì ăn liền mà sâu gì. Nhưng mà quan trọng nhất là hàng nào bác chạy cứ làm. Xin thưa các vị, ở đây là tôi nói chơi nhưng mà nó có ý. Tại vì sao vậy? Tôi đã từng học với quá nhiều bậc cao tăng. Quý thầy giảng tôi rất là khâm phục và tôi hiểu rất là hay. Và tôi cảm thấy rằng quý thầy nói là không chê vào đâu được. Nhưng tại sao tôi đưa người khác nghe, người khác không chịu, và người khác cứ đổ thừa rằng không hiểu, không hiểu, không hiểu hoài, mà mình thì thấy quá hay. Cho nên chính cái chỗ đó tôi mới thấy rằng hoàn cảnh thời cuộc là cái thời kỳ kinh tế, thời giờ mọi thứ nó lại khác đi. Nó khác với cái thời kỳ nông nghiệp. Cái thời kỳ nông nghiệp là làm một vụ mùa rồi người ta có thể ở không dài 3 tháng để người ta ngồi ngắm trăng, đọc thơ, đọc truyện để tư duy nhiều thứ triết lý. Bây giờ không có thời giờ để làm cái đó nữa. Vì vậy ở đây quan trọng nhất là làm sao để giúp các vị hiểu được Phật Pháp là thôi. Ai có nói tôi nói sâu, nói cạn, nói thấp, nói cao gì đó là việc của mọi người. Còn quan niệm của tôi là tôi hiểu tới đâu tôi cần giải bài để làm sao các vị hiểu được Phật Pháp và cần phải tu và thực hành ngay trong cuộc đời của mình, ngay trong công việc, ngay trong độ tuổi và thậm chí ngay trong hoàn cảnh của chúng ta. Không nhất thiết phải lợi chùa ngồi tư duy cả hàng giờ, hàng ngày như vậy. Và không nhất thiết là phải ngồi tối ngày để tư duy ra một cái triết lý để tìm sự ngộ đạo, vân vân. Sự ngộ đạo có xảy ra với tất cả chúng ta nhưng mà một hoàn cảnh khác. Sự đói nghèo, sự bệnh tật, tiền bạc, con cái, học hành, tất cả những cái này động cơ nó thúc đẩy chúng ta cần thiết hơn. Nói những cái như vậy. Vì vậy ở đây, cái câu này rất tuyệt vời. Cái câu Đức Phật dạy tuyệt vời nhưng mà chúng ta chưa có điều kiện để phải tư duy những điều này. Nhưng chúng ta có thể lấy những cái câu này để giúp chúng ta tư duy hoặc sâu sắc hơn trong công việc, trong cái nghề nghiệp của mình đang là, trong con đường học vấn, trong thương trường, trong cái gì đó, để cho mình tư duy sâu sắc hơn. Đừng đơn giản quá trong cái tâm lý của chính mình rồi nó trơn tuột như một cái lá môn là nước trôi, đổ tới đâu trôi tới đó thì nó cũng rất là uổng. Thành ra cái câu này nó giúp cho chúng ta là cứu xác tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo, nó là như vậy. Cho nên ở đây có những dấu hỏi, những vấn đề suy tư cần đặt ra từ phương diện đời cho đến phương diện đạo. Các vị đừng lười mỏi. Mặc dù các vị có thể cái gì cần tư duy nên cố gắng tư duy. Cái gì trong hoàn cảnh, điều kiện, khả năng và chúng ta có thể suy nghĩ được nên cố gắng. Đừng để bộ não của mình nó hoạt động, nó tê liệt đi. Một cuộc đời chúng ta không có xài được bao nhiêu trong não mình đâu. Những nhà bác học như vậy cũng xài được một góc nào đó của não thôi. Có thể là xài góc trái, có thể xài góc phải, có thể là những người xài đa diện nào đó. Nhưng mà không ai xài hết cái bộ não của mình cả. Cái điều đó các vị đừng nghĩ rằng mình thế này thế khác. Đôi khi các vị kém suy tư quá được. Cho nên cái
sự thật á, uống vô nó bổ và nó đặc cứng hết, hết nghĩ luôn đó. Đâu phải do các vị si tư nó thiếu đâu, mà các vị lười si tư mà nó trở nên cái sự hoạt động kém. Các vị phải thấy hai cái chỗ này, phải không? Rồi cái điểm này tôi đưa ra thì chúng sai thì các vị nghĩ. Thì cái câu này cái ý nó như vậy. Rồi mình tìm đến câu khác. Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đường cầu không bị ma chướng. Vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Đúng không? Quá đúng không? Hay vậy ta? Các vị ai có bị xây dựng đạo hạnh bị chướng chưa? Thông thường các Phật tử nói một số người chưa tu hành thì mọi việc đều được bình an, phải không? Tới chừng phát nguyện ăn chay, phát nguyện đi chùa, phát nguyện tu á, ma chướng tùm lum hết trơn, phải không? Quỷ khảo tôi, ma khảo tôi này kia, tu nó thử lòng tôi này kia. Hai phương diện các vị cần phải nghĩ. Lời Đức Phật dạy không sai. Xây dựng đạo hạnh đừng cầu không bị ma chướng. Vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường, đúng vậy. Đức Phật đã từng dạy vô ma khảo bất thành đại đạo mà. Nếu không có sự cản trở những nghịch lý trong cuộc đời thì cái đạo lớn khó thành. Đức Phật đã từng nói rồi. Các vị thấy rằng trước khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, Đức Phật còn trải qua những sự thách, thử thách của ma chướng mà. Có phải vậy không? Thử thách đủ thứ điều, quyền lực, địa vị, sắc dục cho đến tất cả mọi thứ. Nhưng Ngài đã bình thản vượt qua. Thật ra cái từ ma trong Phật Pháp nó không mang một cái nghĩa là cái răng nanh mọc hay sừng mọc hay lưỡi dài hay là tóc xỏ. Thật sự các vị đừng hiểu như vậy. Những gì nghịch duyên trong cuộc đời tu hành là ma chướng. Thậm chí chồng vợ mình mà ngăn trở trên con đường học tu của mình cũng là ma chướng. Con cái công ăn việc làm của mình mà nó làm cho mình phải dở lỡ cho con đường tu tập cũng là ma chướng. Ma chướng là những cái mà nghịch duyên chứ không phải là một cái mặt nào chành bành thè lưỡi ra như vậy. Các vị cứ tưởng tượng cái từ ma trong Phật giáo vậy là nó không có đúng. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên các vị thấy rằng suốt cuộc đời hành đạo của Đức Phật, Đức Phật có bao giờ là chửi Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có nói Đề Bà Đạt Đa ông ác quá ngang, ông hại tôi đủ thứ ngang, mười mốt ông chết ông đọa địa ngục nghe không? À, có không? Chưa bao giờ chúng ta nghe nói điều đó. Nhưng mà trong kinh Đức Phật đã từng tuyên bố thế này: sở dĩ hôm nay ta thành được đạo sớm và đạo lớn là ta nhờ chính Đề Bà Đạt Đa đã vô lượng kiếp nguyện làm Bồ Tát nghịch hạnh để giúp đạo ta sớm thành. Các vị phải thấy câu này. Đức Phật không bao giờ thấy cái đó làm cái sự nản lòng, mà đó như là một sự thử thách. Những ma chướng là những gì rào cản của chúng ta. Bây giờ chúng ta chưa ăn chay thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng mà phát tâm ăn chay cái thèm đủ thứ. Có không? Có người chưa ăn chay thì cũng thấy đâu ăn đâu. Đi tìm tép mồng ba khía đồ ăn không à? À, giò heo, thịt quay rồi đâu ăn đâu. Nó ngồi đói bụng sạch chọi hết. Năm nó ngộ vậy đó. Bình thường chúng ta ăn mấy đó chúng ta thấy ngán, có phải không? Nhưng mà lỡ có chuyện gì phát nguyện ăn chay tháng sao? Ăn mà nó cứ theo thèm cua biển hoài, nó cứ thèm vịt quay hoài, thèm thịt heo hoài. Mà sao mà hồi lúc mà không có ăn chay sao mà nó không thèm? Có phải không? Mà tới chừng ăn cái là nó thèm. Cái đó gọi là ma chướng á. Nhưng mà các vị đừng nghĩ á, ai khảo các vị. Có những khi các vị thế này, có những khi ma chướng là sự thử thách của chúng ta là cái này các vị đang đi ngược cái thói quen, rồi các vị bị thói quen nó hành mình. Ma chướng là như vậy. Cho nên nè, các vị nên nhớ nè, trong cuộc đời ai đã từng tập quen theo là tài sắc danh, ăn ngon tiếng tốt đồ quá đó, thì khi tu tập rất là khó. Thói quen nào các vị đã từng tập thì khi các vị đi tu hay là hoặc là muốn tu học thì thói quen nó hành hạ các vị hơn bao giờ hết. Giống như người đã từng tập uống rượu mà khi muốn bỏ rượu hoặc muốn tu tập thì bị rượu hành hạ. Nếu người chưa uống rượu thì khi học tu chẳng có gì là bận tâm với rượu cả. Cho nên các vị nên nhớ rằng khi học tu là tất cả những thói quen của các vị nó hành hạ lại các vị mà thôi. Các vị từng quen ăn uống những điều đó, bây giờ các vị đi ngược lại với cái thói quen về chế độ ăn uống này
thì tự cái nhu cầu cơ thể nó đòi hỏi các vị phải như vậy. Cho nên buộc lòng các vị phải nhận ra được điều này để tự chiến thắng lấy chính mình. Chứ đừng nói là ông Phật nào thử hay là cái gì thử cả. Thói quen các vị thử các vị mà thôi. Cho nên các vị phải thấy như vậy. Cho nên ý nghĩa ma chướng trong Phật Pháp nó không mang cái nghĩa của một ai đem đến cho các vị. Tự nghiệp chướng trong nhiều đời, tự cái gì trong nhiều đời, tự thói quen trong một đời và nhiều đời, tự nghiệp cảm của mình do hoặc là mình ít phước, tất cả những cái đó nó sẽ làm những rào cản mà mình cảm thấy khó trên cuộc đời này, khó tu, khó học và khó vượt qua. Ở đây là nên nhớ như vậy. Một số điều, những điều nghịch cảnh không phải do cái vấn đề thói quen mà do mình tự tạo ra nữa. Có những khi ăn chay trong nhà, ví dụ ngày xưa mình chưa ăn chay, gia đình mình cùng ăn chung một bàn, vào đúng giờ, ăn đúng bữa, cùng chung một mâm, chia sẻ đủ thứ trên cuộc đời. Bây giờ khi ăn chay thì phân tách ra, người này ăn chay, người này ăn mặn, rồi người này ăn giờ này, người kia giờ kia, rồi chén này tao, chén này nhà mày, chén này của tôi, chén này của ông, ha, tất cả những đồ này nấu chay, đồ này nấu mặn, nó rối lên, nó làm cho người ta cảm thấy phiền phức. Rồi người ta phiền phức, người ta cứ làm cho mình, trách móc mình hoài, cái đó tôi ăn chay quỷ khảo tôi. Có những cái tự mình tạo ra, mình không tế nhị và khéo léo trong việc học tu, mình cảm thấy chủ quan cho cái việc mình làm đúng mà. Mình cứ nghĩ mình làm như vậy là tốt, là đúng, mà tại sao những người này lại không thừa nhận? Vì cái quan niệm cho mình là đúng đó, cho nên là mình bất cần, cứ nói gì nói, mặc kệ ông, tôi xem ông như là ma chướng, tôi cứ làm. Đó là chúng ta tự thách thức và làm rào cản. Cho nên á, con người học tu phải tùy duyên và uyển chuyển. Mình thách thức chừng nào thì cái chướng ngăn này càng khó chừng đó. Cho nên thay vì cũng một người học tu được mà người ta không bị cản trở nhiều là bởi người ta khéo léo trong việc học tu. Học tu cũng là một nghệ thuật đó các vị. Một nghệ thuật mình làm sao không biết, mà mình làm sao bảo vệ được việc tu học của mình là được rồi. Không cần nhất thiết phải cho người khác biết là cái này tốt, cái này là cao thượng, cái này là thế khác cả. Và đừng cảm thấy là tôi ăn chay là tôi sạch, người ăn mặn là dơ, tôi dày là quý, người khác là tiện. Tất cả những ý niệm này đừng nuôi trong. Như vậy là mình hạn chế bớt đi giết biết bao nhiêu là rào cản trong này. Cho nên cái việc ma chướng là một cái điều đó chúng ta nên suy nghĩ. Tất cả những cái sự ràng buộc này nó chỉ có hai lý do. Một là do chúng ta dụng về tạo ra, và hai là do những tập khí nghiệp cảm thói quen trong một và nhiều đời nó tạo ra chúng ta. Các vị cứ quán chiếu lại, sự tu học có trở ngại đều là như vậy cả. Đó. Cho nên khi mà chúng ta học tu thì những cái câu như thế này chúng ta ngồi phải suy tư. Suy tư để chi? Để tự mình hóa giải lấy chính cái con đường mình đang đi, và tự mình phải hoàn thiện được một cái cách nào khôn ngoan nhất cho con đường mình đã chọn. Vậy thôi chứ không có gì cả. Cho nên xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Sự thật các vị, đời tu là một điều vô cùng quan trọng. Tu được đến nơi đến chỗ là rất tốt. Sự thật, ở trên đời này không ai ép ai tu cả. Tu hay không là việc cá nhân của mỗi người. Và tu được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Chúng ta đừng có một quan niệm rằng tu là phải đi chọn con đường. Chọn con đường thì tốt, mà không chọn con đường thì cứ đi theo khả năng và nhân duyên của mình. Tôi đã giảng cái điều này trong cái đĩa tu xuất gia và tu tại gia, tôi đã nói rồi. Xin thưa các vị, chúng ta thường có quan niệm rằng khi một người tu hoàn tục, chúng ta xem đó là như một gì xấu xa, tội lỗi. Ai quan niệm vậy là hoàn toàn sai lầm trong vấn đề nhận thức và khích lệ sự tu tập. Chúng ta cứ quan niệm rằng một người đi tu giống như một sự bỏ cuộc, một sự thất bại nào đó, hay là một cái gì đáng sỉ nhục, nhục chỗ nào, người ta tội gì. Vị nên nhớ như vậy. Chúng ta suy nghĩ một cái cách mà nó tiêu cực vậy, cho nên con cái chúng ta nó xin đi tu, má ơi con đi tu nha, ba ơi con đi tu nha, chúng ta làm sao? Mày nhắm mày tu chọn đời mày. Tại sao phải là đi tu chọn đời? Chúng ta có cái quan niệm này mà cắt đứt những nhân duyên của những người đến với đạo. Chúng ta hiểu được điều này về nghe lại cái bài tu xuất gia tu tại gia tôi phân tích ở trong đó rồi. Hay là cái bài đối trị phiền não, tôi có giải một cái điều là tu sĩ có phiền não không? Trong đó, các vị nghe lại.
Nhưng tôi muốn nói một cái đoạn ngắn ở đây thôi. Mai này con cái các vị có xin má ơi, ba ơi, con đi tu, thì nói là được rồi, cứ đi đi con, tốt lắm, 3 tháng cũng được, 5 tháng cũng được, 1 năm, 2 năm, 3 năm, không tu được trọn đời, ít nhất con cũng học được Phật Pháp, mai này con cũng là một công dân tốt, không là tu sĩ thì cũng là một công dân biết đạo lý. Có phải ngay chỗ này, trong vô số đứa nó đi tu bằng cái cách đó, nó sẽ còn lọt lại một số đứa. Ví dụ một số người đi tu 1000 đứa, nó hoàn tục 90 đứa hay 900 đứa, thì nó cũng còn lại sót 100 đứa, hay là thậm chí còn sót lại người tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí trong đó một số nào đó tu trọn đời. Như vậy cái lớp lớp người chúng ta cứ đi hoài, cứ để lên sàn, hạt nào nhỏ cứ lọt. Tại sao sàn mà phải buộc cái gì nó cũng nằm hết trên sàn được? Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở đây khi tu học chúng ta phải cởi mở ra. Chúng ta cứ xem như những người chối bỏ hay những người hoàn tục là cái gì xấu là không đúng. Đức Phật cho phép mỗi một vị có khả năng hoàn tục tới 7 lần. Tôi nghĩ điều đó Đức Phật cho phép hoàn toàn có lý do đó. Nhưng mà tôi kể chi nó dài dòng. Nhưng đại khái là tôi muốn nói như thế này. Thực tế trên cuộc đời này ít ai có thể hoàn tục 7 lần lắm. 3 lần là sống không nổi trên cuộc đời này rồi. Có phải không? Đi vô đi ra 3 lần già chết rồi. Chưa kịp gì hết á. Nhưng mà trong luật Đức Phật đã như vậy, nhưng mà trái lại chúng ta lại khắc khe hơn Đức Phật. Chúng ta khắc khe như vậy vô tình cắt đứt biết bao nhiêu nhân duyên của những người đến với đạo, có thể 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Chúng ta làm giảm đi sức trưởng thành của Phật Pháp mà chúng ta tưởng tượng rằng hay lắm. Cái chỗ này quan trọng. Chúng ta thấy tại sao Phật giáo Thái Lan phát triển một cách cao độ và mạnh mẽ như vậy. Tất cả những công dân Thái Lan khi lớn lên phải đi tu ít nhất là 3 tháng. Khi có 3 tháng tu rồi, trong chùa cấp cho một cái giấy chứng nhận. Có giấy chứng nhận này mới đi xin việc làm được, mới cưới vợ được, mới làm tất cả các thứ khác được. Không có giấy này không ai nhận làm bất cứ một việc gì, thậm chí không ai gả con cho mình hết. Như vậy thì cái này như thế nào? Trong 3 tháng đó anh tuyệt đối anh không vi phạm bất cứ một điều gì hết. Khi phạm bất cứ một điều sai phạm nào, anh lặp lại 3 tháng tiếp tục. Đây là quy luật của Thái Lan. Vì vậy hàng triệu người đi tu bằng cách đó thì nó sẽ sót lại được hàng trăm người, 200 người, 1000 người, 2000 người đi tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí trọn đời. Thấy cái chỗ này không? Vậy mà chúng ta cứ tưởng tượng như thế là mày nhắm mày đi tu được trọn đời không? Rồi nghĩ ai biết mình ngày mai là cái gì? Có phải vậy không? Cái câu đó làm cho người ta phải ngại ngùng là tôi mới 15, 17, 20 tuổi, làm sao tôi biết được mấy chục năm nữa? Cho nên các vị không khéo, các vị làm mất đi những người đến với đạo bằng cách này cách khác, mà chúng ta đừng cho cái đó là hay. Về nghe lại ý nghĩa bài tu xuất gia tu tại gia đầy đủ, không giảng thêm cái điều này nữa. Cho nên ở đây cái việc xây dựng đạo hạnh, đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng là chí nguyện không kiên cường, sự thật. Chúng ta khi từ bỏ cái cuộc đời của một chiếc áo nhà tu là có sự yếu đuối. Yếu đuối với con đường tu hành chứ không phải yếu đuối với những cái khác. Vì vậy cái gì nó cũng có cái thử thách của nó. Học, thi cử, đó là chuyện đương nhiên. Vượt qua được kỳ thi chúng ta sẽ được lên lớp. Không thể nào mà học mà lên lớp mà không có thi cả. Chúng ta phải biết được chỗ này. Cho nên thi là cái để đánh giá được chất lượng và khả năng học của chính mình. Vì vậy người tu cũng vậy. Những lần vượt qua bao nhiêu sự trở ngại của con đường tu hành cũng để đánh giá chính mình. Ngày nào còn đủ sức vượt qua thì cứ vượt, ngày nào không đủ sức nữa thì bỏ cuộc, đó cũng là chuyện bình thường. Ở đây hoàn toàn có những người nói rằng tu mà bỏ cuộc như vậy mất hết tất cả. Giống như ăn chay 20-30 năm, tự nhiên bác sĩ kêu gì đó đề nghị ăn mặn, ăn mặn cái mất hết tất cả. Các vị cứ nghĩ vậy đúng không? Đúng không? Không có đúng chỗ nào cả. Tôi ví dụ nè, cái bao tử các vị ăn 3 chén mới no, đúng không? Bây giờ các vị mới ăn có 1 chén rưỡi à, cái các vị có lý do gì đó các vị không ăn nữa. Cái các vị không ăn nữa các vị nói rồi, mất hết tất cả. Phải không? Các vị suy nghĩ đi. Nó chưa no nhưng không phải là nó không có gì.
chay một bữa có ý nghĩa một bữa. Nếu nói như vậy, những người ăn chay kỳ á là mất hết rồi, đổ sông đổ biển hết, khuyên khích ta ăn chi, dụ người ta hả? Có phải vậy không? Chúng ta có những cái sai lầm. Giá trị của ăn chay không phải mang cái nghĩa là tính ngày hay là cái gì đó nó đi như vậy như vậy, mà chúng ta phải thấy được nó có ý nghĩa trong từng bữa ăn, và lúc nào làm được cứ làm, còn khi nào không làm tiếp tục thì cái phước báo mình nó dừng tới đó. Và tạo nghiệp này nó tất chấp nhận tạo nghiệp, thì cái vấn đề này chúng ta phải tính khác, chứ không thể nói rằng những quá trình này nó bỏ đi. Thì tu hành cũng vậy, ai tu được 5 năm, 10 năm, 20 năm là cái duyên của người đó. Khi người đó hoàn tục hay một bất cứ lý do gì đó thì cái nhân tố này nó sẽ còn trọn vẹn trong lòng đó. Nếu quá trình tu học được nhiều công đức nó cũng giữ ở đó. Có một cái duyên khác nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển trong đời này và nhiều đời khác nữa. Thành ra sự học và tu, các vị cứ tu và học. Đừng có bao giờ nản lòng hay là đừng bao giờ suy nghĩ những cái máy móc như thế này. Nhưng tôi nói trước cho các vị, con đường tu là một con đường đầy cạm bẫy và thử thách. Chúng ta cứ thi, ngày nào chúng ta không thi nổi, chúng ta cứ bỏ cuộc. Đó là chuyện bình thường. Đừng xem sự bỏ cuộc như một sự nhục nhã gì đó là sai lầm. Tại tự chúng ta đưa lên một cái suy nghĩ, chúng ta tưởng tượng mà thôi. Con đường tu này chúng ta không có lỗi. Ai tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên cái việc học tu ma chướng là cái chuyện mà chúng ta thấy là không thể không có. Bất cứ một người tu nào là vậy. Quan trọng nhất trong cuộc đời tu mà ma chướng lớn nhất đó là tình ái. Bởi vì tình ái không có tội. Cho nên chính cái chỗ đó mà nó là cái điều mà làm cho người ta dễ dàng rơi vào trong sai lầm nhiều nhất. Đức Phật không có tội về tình cảm. Đó là bản năng tình cảm, đó mới chính là con người mà. Nhưng mà Đức Phật đã từng nói ra quan trái đau khổ ở trong đó. Mà người tu thì có một cái điều quan trọng là người tu cần phải chối bỏ những cái tình cảm cá nhân như thế này để trở nên một con người gọi là sống vì tất cả. Thì ở đây nó có hai lý do để nói. Mai này có một ngày nào đó tôi giảng với các vị với cái đề tài là tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống độc thân, thì tôi sẽ cho các vị những thông tin này để chúng ta hiểu rõ hơn, chứ không phải là giảng hôm nay ha. Và cái điều này tôi nói một cái phần rất quan trọng trong cái bài tình yêu hạnh phúc và quan trái, tôi có nói rồi, các vị tìm hiểu lại. Nhưng mà trở lại vấn đề này, tất cả các thử thách này để giúp cho chúng ta trưởng thành về trí tuệ và đạo đức. Người tu phải có những thử thách. Nếu tu cuộc đời bình thường và im ả trôi qua thì ai tu cũng được. Nó là như vậy. Cho nên khi tu được và tu không, không mang cái nghĩa là đánh giá người ta tốt xấu. Mà ai không tu tiếp tục thì thôi, miễn người ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, hoặc là không phạm giới luật, là cái điều đó chúng ta phải thừa nhận. Cái chuyện đó không có bao giờ mà chỉ trích những cái mà quá đáng và không đúng. Cho nên chúng ta đừng cắt đứt những nhân duyên của những người phát tâm tu bằng cái con đường như thế này là rất là tiếc. Biết đâu cái sự tu tập đó nó sẽ là cái thắng duyên, nếu những người có thắng duyên tốt. Nhưng cái chuyện tu tập ban đầu nó sẽ giúp cho người ta đi tu trọn con đường. Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng có cho người ta những cái câu mà nó gọi là khó nghe như vậy à. Các vị hiểu điều này không? Thông cảm, rất thông cảm, để khuyến khích cho con cái mình tu học. Cho nên câu mà xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Thật sự khỏi cầu, cầu không cầu gì nó dẫn đến như vậy. Đó là nguyên tắc. Muốn đi đến trên con đường này, các vị từng chơi game các vị biết mà, đúng không? Không, muốn đi đến mục đích này tự nhiên đơn giản, chạy te te cái đến đó cái thắng à. Đâu có đơn giản như vậy. Các vị khỏi cần cầu những cái điều đó, nó tự nó ra mãi mãi như vậy đó. Qua được thì tốt, qua được con nào hay con đó, qua được lỗ nào hay lỗ đó. Còn ở phía trước nó hàng trăm con, hàng trăm lỗ đó đó. Tư mà đi chơi. Người nào qua được nhiều hay nhiều, cái đó là nó như vậy. Khỏi cầu nó vẫn là như vậy. Chuyện tu là nó giống vậy các vị. Cứ từng ngày phải vượt qua những thử thách một, và từng ngày chúng ta phải tự chiến thắng với mình trong từng ngày một. Chắc lại mình nhớ vậy. Cho nên ai hỏi tôi là nghe thế nào, tôi nói với các vị là tôi không bao giờ tôi nguyện tu trọn đời gì hết. Ngày nào tôi đặt cái bước chân xuống như này, tôi biết tôi đặt rồi.
Bước chân trên tôi đang dở lên, tôi chưa biết nó là cái gì. Chừng nào tôi đặt dấu hỏi tới đâu, từ nào tôi đặt xuống tôi tính. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta phải tự hoàn thiện và tự cố gắng từng bước chân một. Chứ đừng nói là tôi sẽ nhảy tới đó trong với thời gian nào. Ai nói như vậy tôi thách đó, thử đó. Tôi cá cái gì cũng cá đó. Muốn đạt được mục đích phải đạt được từng bước chân một này nè. Chứ đừng có nói nhảy một cái là tới. Làm được điều đó người ta thành hết rồi, thành Phật hết rồi. Chứ không có lang thang theo chúng ta như thế này đâu. Phải nhớ là như vậy. Cho nên cái câu này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ, tu hành là một sự thử thách, ma chướng hay là những trở ngại của nó là chuyện bình thường. Đừng nản lòng, đừng xem những thử thách là một nản lòng. Ai có ý chí và suy tư được tích cực điều này thì chúng ta sẽ giúp mình vượt qua được tất cả những gian nan và thử thách, và sẽ có khả năng thành công. Nhớ là như vậy. Chứ đừng đi tìm một con đường yên ả, không bao giờ có đâu. Tiếp theo, thứ năm là việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Cái câu này y như câu thứ hai. Nó giống như cái câu thứ hai là ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Giống như vậy chúng ta khỏi cần bàn. Hai câu này ý nghĩa tương đương. Câu thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Câu này các vị hiểu không? Đâu ai hiểu sao, giải thích tôi nghe thử chút coi. À, phải làm luôn. Xin thưa các vị, tôi cũng ngồi tư duy điều này đó. Thật sự cũng ngồi suy nghĩ tới lui những cái điều này đó. Có những câu rất đơn giản nhưng tại sao lại là như vậy? Thì tôi cũng suy nghĩ lại chính tôi, nó có chuyện như này. Kể nó giống giống thôi chứ cũng không là giống lắm. Nhưng mà tôi nghĩ nó giống như thế này. Tôi thường tự nhủ, tôi nói cuộc đời giảng sư rất là bạc bẽo. Các vị hề không hiểu câu này đúng không? Có những cái nó bạc bẽo thế này, nói để vui thôi chứ không phải nói để trách nha. Có những lúc người ta đau khổ, người ta cứ điện liên tục bất tận, thậm chí tới 2-3 giờ khuya người ta vẫn điện như thường. Bây giờ chuyện con nó xảy ra vậy, chồng vậy, vợ vậy, này kia ha. Rồi bây giờ phải làm sao thế này thế khác. Tôi mà cứ bắt tôi giải quyết hoài mấy chuyện đó hoài, mệt mỏi lắm á. Nhưng mà nói ra đây, thậm chí có những khi tôi phải chấp nhận một cái cuộc quá giải tới 3-6 tháng chứ không phải là vừa. Nhưng mà khi quá giải tốt rồi, mọi việc xong rồi, một năm sau chưa có điện lại hỏi thăm tôi. Xin thưa các vị, nói để nghe chơi chứ không phải là trách. Tôi không có buồn vui gì mấy cái chuyện đó đâu. Khi người ta không điện hỏi thăm, tôi cảm thấy mồ Phật. Chúng sinh được an lạc rồi, an cư lạc nghiệp rồi ha. Tôi mừng ha. Tôi có buồn. Nhưng mà cái điều này tôi suy nghĩ là thông thường là con người vậy. Ở đời các vị có những dạng người như thế này. Khi người ta làm ăn được, hay là người ta đã mình mới cho tiền, hay là cái gì xong xuôi rồi đó, người ta đi một cái nơi biền biệt mà không biết đi đâu, và không có liên hệ gì hết. Lâu lâu cái nghe điện về, à chị ơi khỏe không, anh ơi khỏe không, là mình chuẩn bị biết có chuyện rồi đó. Có chuyện gì? Chuẩn bị móc túi nữa chứ làm gì. Miễn mà anh ơi chị ơi khỏe không là biết chuẩn bị rồi. Mày hết tiền mày móc túi tao chứ không có gì chứ. Có phải không? Cái câu này á, điều này để chúng ta suy nghĩ cái gì. Giao tiếp thì đừng cầu lại mình, gì cầu lại mình mất đạo nghĩa chỗ này. Mình làm chỗ này mình không còn giá trị nữa. Tình nghĩa phải có sự tôn trọng. Nếu cả hai không có sự tôn trọng, mà chúng ta gọi là cái tình này đi trọn á, chỉ có cha mẹ và con cái thôi, chứ không thể nào mà tình bạn song phương mà làm được cả. Tại vì cha mẹ thì không có tính sổ với các con đâu, không có hơn thua hơn kém cái chuyện này. Nhưng mà nếu chúng ta giao tế ở ngoài, gọi là giao tế làm ăn, bạn bè và mọi thứ, thì không khéo người ta sẽ cho mình cái câu là lợi dụng thôi, thì người ta sẽ có cái sự khi dễ mình trong lòng, thì đạo nghĩa còn gì nữa. Tôi nghĩ câu này nó như vậy, không biết có phải vậy không. Ở đây là tôi nghĩ tạm thời là như vậy, bởi vì có những cái nghĩ không ra. Cho nên ở đây câu giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình mất đạo nghĩa, thì nó như vậy. Cho nên chúng ta chơi với ai, đừng để người ta có một cái câu gọi là thấy người sang bắt hoàng làm họ, là chỗ này. Cho nên
nể kính rồi thì cái gì cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta đã trước khi chúng ta chơi mà chúng ta đặt ở trong lòng một cái điều là phân tích hơn kém trong đó quá thì nó không có đạo nghĩa tình ở trong này. Nó là những cái mà để gọi là suy nghĩ để tự lợi dụng với nhau là chính. Thành ra ở đây đừng dễ vui và đừng đơn giản để làm mất giá trị của mình bằng những cái rất là thông thường như thế này. Cho nên chúng ta ai cũng phải có sự tự trọng, để khi chúng ta giao tế với nhau phải có sự tương kính. Và bên cạnh đó, nếu muốn có sự tương kính thì chúng ta phải có chữ tín trong cuộc đời. Trong cuộc sống chúng ta phải có cái chữ tín này mới là quan trọng. Nhớ là như vậy, phải có chữ tín với tất cả những cái người chúng ta đối nhân xử thế thì ở trong đây chúng ta mới có thể bền bỉ và lâu dài được. Câu này tôi suy nghĩ nó chỉ tới đó thôi. Nếu các vị có những gì cao siêu hơn hoặc nghĩ ra được tốt hơn thì cứ bổ sung vào ha. Tiếp câu thứ 7, có ai bổ sung thêm không? Xin mời. Đây, coi như là tạm dừng tới đó đi ha. Thứ 7 là với người đừng mong tất cả đều thuận chiều theo ý mình, vì được thuận chiều theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Có không? Có. Cái này phụ nữ chiếm nhiều. Hả? Phần lớn á thì á, cái này là cái nữ tính thôi. Mới đầu chỉ là muốn chiều để được việc hay là muốn chiều để thể hiện nữ tính. Nhưng lâu dần nó thành cái quay nào không hay. Nó là vậy, mới đầu chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ làm với nữ tính để được yêu thương, để được cái gì đó. Nhưng mà con người người ta được voi đòi tiên là chỗ này. Hoặc là một câu rất đơn giản là được nước làm tới. Là vậy. Vì những hành động, những cái nhất là với vấn đề chung sống vợ chồng hay là giữa cha mẹ con cái đều cũng vậy. Tất cả những cái điều này chúng ta thấy rằng ai mà được thuận chiều nhiều quá, cái lòng tự kiêu và tự phụ người đó lớn. Nó lớn một cách rất là vô tình, một cách rất là âm thầm. Một ngày nào đó nếu có một lời nào đi ngược lại hoặc có thể ngăn đón điều này là chúng ta có thể là trỗi dậy cái bản ngã và chúng ta sân si và chúng ta tức giận liền. Cho nên á, nếu ai khéo hiểu được cái điều này thì đừng leo thang bằng cái cách này. Con người chúng ta tự cho phép mình bằng những cái rất là vô tình các vị. Rồi thời gian trôi qua lần lần nó tập nhiễm mình thời nào không hay. Các vị biết vua chúa đó ngày xưa, hay là cái điều này nó rơi vào trong những người có quyền hành, quyền hành trong nhà, trong xã hội, trong công ty, trong các vị. Các vị nào không nhận ra được điều này trở thành một cách kẻ tự phụ và tự kiêu trong điều này rất là lớn. Cho nên những ông giám đốc dễ sân nè, những người lãnh đạo dễ sân si nè, những người vua chúa ngày xưa là nói nghịch với vua là chém đầu, bởi vì bản ngã quá lớn. Mình nói ra một điều như một quyền hành, và mình trong cái lời nói đó mình muốn tất cả mọi người đều phải nghe và chấp nhận. Giống như là nói chó là phải nghe chó, mà nói mèo là phải nghe mèo. Dầu á, ông thấy con chó, ông nói con mèo, nó cũng nói ờ mèo mèo đó. Cái đó là nó như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy nè, trong một hoàn cảnh chúng ta được yêu thương, chúng ta được chiều chuộng, thì cái bản ngã và sự kiêu sa chúng ta nó lồng vào trong đó. Cho nên thậm chí con cái và cha mẹ nữa, nếu được tưng chiều quá đáng, mai này cái gì mình ngăn nó bỏ nhà đi liền, hoặc thậm chí nó chống đối liền. Đó là đi ngược với cái thói quen nó từng được yêu chiều. Và sự tu tập của chúng ta để ý chỗ này. Ở đây khắc phục được một tập khí, một tật xấu là một điều tu tập. Cho nên á, người Phật tử cần phát hiện ra, đừng để tự ngã và kiêu ngạo bằng những cái như vậy tự hại mình khổ thôi. Nên tập mình có một cuộc sống làm sao cho có bản lĩnh tế nhị hiền hòa mà phải tốt đẹp. Chúng ta đừng thấy ví dụ được chiều hoài riết rồi thỉnh thoảng khi sốc một cái bản ngã mình nổi lên, hoặc kêu xa nổi dậy, hoặc bị tổn thương về bản ngã và tự ái, thì người biết tu là phải nhận ra ngay. Phải nhận ra đúng rồi, mình được chiều, mình thế này thế khác, bây giờ bản ngã mình leo thang thầm lặng như thế này. Người tu sĩ cũng vậy, ai vô cũng chắp tay lại thầy mô Phật cung kính, cái bản ngã âm thầm tự lên hồi nào không hay. Ai gặp cũng thầy, ai gặp cũng thầy, ai gặp cũng thầy.
là tự nuôi cái bản ngã mình một cách rất vô tình. Mai này ai kêu gặp kêu bằng anh nóng liền, có phải vậy không? Chịu không nổi rồi á, được cung kính quen rồi, gặp một số người khác họ không cung kính giống như vậy thì cảm thấy rất là khó chịu. Nếu một người tu phát hiện ra được cái điều này thì phải nhận ra được điều gì? Chúng ta được tăng dần bản ngã trá hình. Cái việc cung kính hay không là cái việc của Phật tử. Có sai lầm, có tội hay không là tùy những vấn đề Phật tử. Nhưng mà trước hết chúng ta phải tự phát hiện mình ra được cái đã. Cái chuyện Phật tử cung kính hay không mình phan hay nói người ta, nhưng mà xét lại lòng mình, mình có bị đau khổ hay khó chịu hay là có bị tổn thương ngay lúc đó không? Để nhận diện ra được rằng cái sự kiêu ngạo mình nó có một sự âm thầm, dù là sự kiêu ngạo trong cái vấn đề Phật pháp cũng là một thứ kiêu ngạo mà thôi. Đó. Cho nên ở đây có cái điều mà giống như là tôi đã từng cho thí dụ trong một cái bài giảng gọi là giải thoát là gì. Tôi đã giảng tại Adelaide đó. Thì tôi có nói như thế này: mà cát rơi vào mắt sống không? Sống. Chúng ta vì cho nó là mạ cát cho nên tìm cách móc nó ra cho đỡ sống. Nhưng mà mạ kim cương và mạ gà vàng rơi vào mắt sống không? Sống. Nhưng mà sao? Quý quá anh bà bụng lại. Có phải không? Sợ nó gớt. Chúng ta sai lầm chỗ này. Chúng ta vì cái kia chúng ta cố tình chúng ta móc ra thì gì á, chúng ta cho nó là cái đồ dởm không có giá trị, là cát. Nhưng mà bây giờ á, rớt cái khác vô nó sốn lắm, nhưng mà nó là mạc kim cương rồi, mạc vàng mà. Bụng lại thà chịu sốn mà, kệ đó. Chúng ta thấy cái chỗ này chỗ nào. Cái ý nghĩa ở đây không phải là mạc cát hay là mạc kim cương, mà cái mà nó làm cái nào mình sốn mắt là mình phải móc nó ra. Chúng ta cho những danh lợi trong xã hội, những lời xưng hô là giả tạm. Chúng ta cho những cái đó là phù hoa, là hư giả. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại đau khổ và chấp ngã và khó chịu với những lời xưng hô của đạo pháp. Thì chúng ta chối bỏ cái mạc cát mà chúng ta lượm cái mạc kim cương á. Cái chỗ này quan trọng lắm. Thành ra phải nhận ra được mình ngay. Việc Phật tử sống trong một cái tổ chức hay là cái sự xưng hô, mình tùy nghi hướng dẫn, nhưng mà đừng sân si, bất mãn và khó chịu. Mình phải làm sao mình phải tự tại và tự mình một cách bình an với những điều như vậy, và mình tùy duyên để giúp cho người ta chuyển hướng lại là vấn đề mới quan trọng. Cách nào để giúp cho người ta hiểu được Phật pháp, chứ đừng có bắt thế này thế khác, thế này thế khác, sân si như vậy thì nó lại mất tư cách của một người tu. Đó là biểu hiện của sự kiêu ngạo nữa. Thành ra ở đây trong cái vấn đề là với người đừng mong cầu tất cả đều thượng chiều theo ý mình, vì được thượng chiều theo ý mình thì lòng tất kiêu căng là chỗ này. Khi mình là một nhà tu mình nói ra ai cũng nghe, mới mốt có người nào chống lại cái mình thấy khó chịu. Xin thưa các vị, phải tập làm chủ với những điều này. Về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là nhẫn nhục giải quan khiên ha, sẽ giúp cho chúng ta được tư duy cái điều này. Thật ra điều này sân si, ngã mạn, kiêu ngạo ít lợi gì cho chúng ta, không có lợi gì cả. Nó làm chúng ta đau khổ, mất nhân cách và kém phúc đức lại mà thôi. Phải nhận ra ngay được điều đó để cứu lại những cái tình trạng này. Có thể các vị bị bức xúc phát tác là cái điều đó trong ý niệm, nhưng phải kịp thời nhận ra ngay được những điều đó có trong lòng mình. Đừng đồng hóa mình với những ý niệm đó, mình cho là đúng cái tự nhiên rồi mình trở nên cập nhật với sự sân si, rồi cuối cùng mình trở nên một sự kiêu ngạo trong thế này thế khác là không được. Gia đình mình cũng vậy, vợ chồng, con cái, cha mẹ phải thế này thế khác, phải tự nhận ra được những cái điều mà mình có những cái mình đúng và có những cái mình sai. Cha mẹ, con cái, vợ chồng tự góp ý nhau, mình phải cởi mở để mình tiếp thu một vấn đề cho tốt. Còn bằng độc tài quyết đoán, bằng những cái cách mà chủ quan thì mình hại mình, hại người và đôi khi hại cả công việc. Phải nhớ là như vậy. Nhưng mà con người mình nó thầm lặng lắm, nó nuôi một cách thầm lặng như vậy. Ai được tung tiêu nhiều thì cái sự tự ngã này nó âm thầm nhiều. Nhưng mà các vị biết rằng được tung tiêu trong nhà thì có thể dễ đó, nhưng mà bước ra ngoài đời có được tung tiêu vậy hay không lại là chỗ khác. Cho nên ở đây nếu chúng ta cứ tập quen
sống này, thì ra ngoài chúng ta sẽ bể liên tu bất tận. À, nhớ là như vậy. Cho nên phải tập như một chứng lược, à, thì mới có thể ra ngoài chúng ta đối diện được. Trứng nhưng mà đừng có trứng tươi mỏng như vậy á, nguy hiểm lắm. Trứng nhưng mà tôi luộc rồi, tôi luộc càng lâu càng dữ á. À, phải nhớ là như vậy. Con người mình phải tự khôn ngoan để tồn tại. Bằng cái cách gì đó tôi có thể an lạc được, tôi cứ làm. Thành ra đừng vô tình để những tự ngã tự ái nó phát tác như thế này, thì nó trở nên một cái tánh xấu. Có thể ở nhà mình tự ái tự ngã tự kiêu á, do chồng mình, cha mẹ mình thương mình quá, thấy tự kiêu cũng thấy dễ thương. Nhưng mà ra ngoài kiêu người ta không thương đâu ạ. À, ta thấy ghét lắm á. À, nhớ là như vậy. Thành ra đây là phải tự mình hiểu được với chính điều này để mình tự khắc phục mà thôi. Tất cả phiền não tập khí rất tiềm tàng và rất dễ dàng được mình bảo bọc nó bằng một sự trá hình nào đó. Tu hành là phải cố gắng nhận ra điều này. Mỗi một người tự cứu lấy mình thôi, không ai cứu chúng ta được đâu. Điều thứ 8, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ. Hiểu không? Câu này quá dễ phải không? Có thể ví dụ vậy. Này ví dụ vậy thì dễ hiểu mà hơi kỳ kỳ. Ở trong cái tâm lý học á, nó có cái này rất là hay. Nó có cái từ gọi là lây lan tình cảm đó các vị biết không? Cái từ nó mới đầu mình đọc mình không hiểu, nhưng mà cho ví dụ mình sẽ hiểu. Thì trong đó người ta có cái gì này nè. Có một cô gái đó, anh chàng này thích mà không biết làm sao để chinh phục được cô ta. Mà đối diện thì cô ta lại không thích. Cho nên anh chàng làm một cái điều nó đặc biệt là như thế này. Tập làm một cái thói quen là mỗi một buổi sáng anh ta đều đem một bó hoa tới ngay cửa nhà của cô ta để. Thì ngày đầu đó bó hoa đó với những cái dòng chữ tên tặng gì đó, cô ta cảm thấy rằng cũng không thích thú gì riêng cái chuyện này. Nhưng mà cả tu như vậy, ngày nào cô cũng được nhặt cái những bó hoa như thế và nghĩ xem nó cũng bình thường, cũng như một thú vui. Nhưng bắt đầu tôi tiếp tục những ngày sau, anh ta vắng đi chừng 3-4 ngày. Thì cái ngày hôm sau, bắt đầu ngày thứ 8, tự nhiên ra không thấy bó hoa. Thấy thiếu không? Tự nhiên nó thiếu thiếu một cái gì đó. Ủa kỳ vậy ta? Bắt đầu suy nghĩ. Rồi vắng 3-4-5-7 ngày, cái bắt đầu mới gửi bó hoa lại. Khi mà quay lại gặp bó hoa, mừng không? Mừng. Cái đó người ta gọi là lây lan tình cảm. Có nghĩa là để tập cho người khác được một cái sự chiều chuộng và cái giống như là cái sự tân bốc vậy đó, thân tặng yêu mến và một cái gì đó. Thì trong cuộc đời nó như vậy. Người ta thường thường người ta muốn chinh phục ai với cái ý đồ thì người ta dễ dàng dung túng tiền bạc hay là tất cả mọi thứ. Thậm chí ở đời người ta hay gọi là ga lăng. À, cái từ ga lăng á có nghĩa là thế này thế khác, lo được sự đủ thứ tất cả các điều để làm sao chinh phục được người đó. Cái người đó đó, cái cách giúp đỡ đó, nó không mang cái nghĩa là cao thượng của một con người làm, mà nó mang tới tính cách là gì? Thi ân mà cầu đền đáp. Hoặc là thấy người ta sẽ thành công ở tương lai. Giống như là trong một số bộ phim chúng ta từng thấy là những học trò thi cử đó, rồi được người bên kia thấy rằng tương lai người này sẽ trở thành trạng nguyên gì đó, mới giúp đỡ đủ thứ điều, mong rằng anh này trở thành trạng nguyên về để mà cưới con mình, anh làm thế này thế khác. Nhưng mà khi anh ta thi trượt ngay sao? Trở mặt như trở bánh tráng vậy đó. Thì cái này gọi là thi ân cầu đền đáp, là thi ân có mưu tính đó. Trong xã hội này một số người, đối với đạo Phật thì tôi không thấy, giúp đỡ tất cả mọi người, không mang tính cách là anh là tôn giáo hay là không tôn giáo, tin Phật không tin Phật. Nếu vấn đề để cứu khổ thì những người này chúng ta cứ làm. Nhưng mà một số những người khác thì lại có điều kiện, phải theo tôi, phải theo quan điểm này, phải theo tôn giáo này, tôi mới giúp và tôi làm điều kiện cho. Đó là thi ân có mưu tính. Cho nên ở đây để gọi là một sự cao thượng, tôi cho các vị nhận thức từ một cái tầm độ thấp cho đến dài dài đến cái cao. Và cao hơn nữa là sống trong cuộc đời chúng ta đừng bó gọn theo cái quan niệm đó. Một con người trở nên vĩ đại và được nhiều người biết đến là người này có một tình thương không biên giới. Chúng ta đừng mong rằng chúng ta làm để một ai đó đáp trả. Sự thật, nếu làm như vậy, đời chúng ta sẽ thất vọng không biết bao điều. Trên cuộc đời này không phải chúng ta giúp ai là người đó trả mình đâu. Chúng ta phải suy nghĩ một cách thoáng hơn. Giúp là cứ giúp, trong
cái nào khả năng giúp được cứ giúp. Nhưng để nghĩ rằng giúp để mai này người đó giúp lại thì nó có nhiều điều vấn đề xảy ra lắm. Vấn đề thứ nhất, người đó không giúp lại mình thất vọng. Vấn đề thứ hai, một mai nào đó mình có cái sự thiếu kém nào đó quay trở lại mà người ta không giúp thì mình lại đau khổ hơn. Cho nên ở đây người ta hay nói cái câu mà ăn rồi quẹt mỏ như gà đó, là cái câu để người ta chỉ những người phản phúc. Và bên cạnh đó người ta dạy mình thêm một câu nữa để mình tư duy là có tiền nên cho chứ đừng cho mượn. Cho thì bất quá tạo ra kẻ vô ơn, còn cho mượn thì tạo ra một kẻ thù. Ở đây thì người ta có nói cho mình để thấy rằng nếu chúng ta đã chấp nhận gọi là làm việc tốt thì hãy làm cho trọn. Chúng ta cứ giúp, mai này nó giúp lại thì tốt, không giúp lại cũng chẳng hề gì. Đời chúng ta không phải giúp người này để người này giúp lại, mà đời chúng ta sẽ cho một ai đó điều gì thì đời này nó sẽ ban tặng chúng ta một điều tương đương hoặc thậm chí hơn điều đó nữa, nhưng mà không nhất thiết là phải người đó. Chúng ta nhớ là như vậy. Có phước trên cuộc đời chúng ta không bao giờ sợ mình đau khổ đâu. Những cái gì đó người ta nói là lù khù ông cù độ mạng là chỗ này. Cho nên hãy làm với tất cả các việc, cứ làm, thấy cần làm, đừng trách cứ, đừng trách móc gì cả. Hãy tập cho mình có một cái tâm đại bi và lòng quảng đại ly, và có một cái tâm của người lớn đi. Đừng ít ôi nghi nhích từng cái một như vậy. Giống như ngày xưa đi học, mình cho người khác cặp bi là mình nghĩ một ngày nào đó mình bí nó sẽ cho mình cặp bi lại, phải không? Nhưng mà đến một ngày nào đó mình bí nó không cho mình cặp bi lại thì sao? Mày làm hiểm ăn gian đủ thứ này kia kia nào, mình chấp móc người ta. Cái đó là như vậy, là mình cho là có mưu tính đó. Thành ra ở trong cuộc sống này, thật ra điều nhân nghĩa phải trái, đối nhân xử thế trên cuộc đời, đó là chuyện bình thường, không có lỗi phải gì hết. Nhưng mà để gọi là Phật Pháp mà nhìn, Đức Phật thấy rất rõ điều này với chúng sinh như vậy, từng xảy ra những cái hoàn cảnh như vậy, thì vì chỗ đó cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để bảo an lấy chính mình, để tập mình làm trưởng thành và tập mình làm nhiều phúc đức hơn. Bằng không chúng ta sẽ kinh nghiệm là gì? Giúp người này phụ bạc, sau này ai đến cần giúp chúng ta không giúp nữa. Vì mình cứ nghĩ rằng người này từng phụ mình nè, thì chợt vỏ dưa thì sao? Thì sợ vỏ dưa, có phải không? Nó là như vậy. Tại vì mình giúp người ta phụ mình, sau này mình không làm việc tốt nữa. Bởi vì mình nói là trên cuộc đời này ai cũng dối gạt và ai cũng lừa gạt hết. Đó là mất cái thiện tâm của chính mình, cắt đứt cái đường lành của mình. Vì vậy một người học và tu làm được điều gì cứ làm. Những cái điều đó đừng có mong cầu đáp trả hay không gì cả. Tùy lương tâm nhân duyên của người đó, người ta làm gì được thì tốt, không làm cũng chẳng cần. Thì chúng ta mới có thể là sau này nó không có trở ngại trên con đường làm thiện của chúng ta ha. Chúng ta tiếp tục. Thứ 9, thấy lợi đừng nhúng tay vào. Vì nhúng tay vào thì si mê phải động. Nhưng mà trong một cái bản dịch khác thì có như thế này: thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí. Thì cái câu hắc ám tâm trí thì nó dễ hiểu hơn cái câu si mê phải động này hơn. Thì cái trong đây chúng ta thấy rằng thấy lợi đừng nhúng tay vào. Xin thưa các vị, trên cuộc đời chúng ta sở dĩ chúng ta bị thất bại, dụ dỗ và đau khổ là vì chúng ta tham. Tự thân chúng ta, những người mà nuôi dúi tiền ở trong các cái casino á, từ đâu ra? Nếu không vì lòng tham, đố sòng bài nào có thể gạt được họ? Xin thưa các vị, trong đời họ chưa bao giờ cho ai một cắt, chưa bao giờ đi làm từ thiện một đồng, nhưng mà họ dám chấp nhận bỏ tiền vào casino hàng triệu đồng như vậy. Tại vì sao vậy? Vì lòng tham của họ cho nên mê mờ tâm trí. Đây là như vậy. Cho nên tất cả những kẻ nào mà gạt được người ta trên cuộc đời là đánh lừa lòng tham sẽ gạt được. Những người nào gạt được thiên hạ là nhờ cái chiêu này, tức là tâm lý biết ai cũng tham. Cho nên quan trọng nhất là họ nó cứ đặt ra những cái thế này thế khác mà người ta thấy lợi thì người ta cứ nhảy vào, mà nhảy vào thì lại chết. Cho nên cái những cái bẫy mà để gần bẫy được người ta đau khổ là vì tham này. Đưa ra những cái điều mà gọi là lợi lớn, nhưng mà thật sự điều đó lại là một cái điều dụ dỗ chúng ta. Cho nên ở đây vị nào ít tham thì sẽ ít lỗi lầm và ít rơi vào đau khổ này. Cho nên á, con người chúng ta, cái lòng tham mà nó chi phối rồi á, thì chúng ta dễ dàng bị mất thế này thế khác và đau khổ thế này thế khác lắm. Có cô Phật tử đó, cô đó nói với tôi như thế này: lúc mà cổ làm ăn hơi sa sút hoặc là có công việc trở ngại đó, thì có một người đó đó
kêu cổ ghi số đề á. Cổ làm chủ để ghi số đề. Nhưng mà sau này cổ nói tôi mới thấy như thế này. Cổ nói là ở đó đó là người ta đang hại cổ mà cổ không có biết. Tức là thay vì cái này nó có lợi như thế này, đưa 500 triệu này rồi chỉ ghi số đề cho người ta thôi và làm lấy tiền theo phần trăm, có sẵn chỉ đem công ra làm điều đó và có lời rất là lớn. Thì lúc đó cổ suy nghĩ là cổ nói tại sao mà anh em dòng họ nó không làm mà nó kêu mình. Thì sau này á, khi mà những hoàn cảnh trớ trêu xảy ra thì cổ mới biết được rằng là cổ đã bị người ta gài là như thế này, là tạo cho cổ cái việc đó đó. Ở Việt Nam mà ai làm số đề là bị ở tù hoặc là bị tịch thu những tài sản. Cho nên ở đây cổ mới biết được sau này là vì người khác thù cổ muốn hại cổ, cho nên giao tiền để cổ làm điều này để báo cảnh sát để bắt chính xác. Cái điều này là nó một cái cách ghê gớm như vậy đó. Thành ra khi mà cái quyền lợi nó đưa ra như vậy, những người yếu đuối hay những người nào mà có lòng tham thì sẽ dễ lọt vào cái bẫy này lắm. Cho nên ở đời bẫy tình, ở đây là các vị phải để ý. Cho nên người trong cuộc sống phải chế ngự lòng tham của mình, phải biết được rằng tất cả những cái cạm bẫy trên cuộc đời, cái gì món lợi lớn chúng ta phải ngồi suy nghĩ đi. Cái đó có lợi là thiên hạ đã thành tựu hết rồi, hoặc nó đem cho thân bằng quyến thuộc họ hết rồi, mắc gì mà họ phải đưa cho mình. Rồi tiếp cái câu này đi, là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch thì nhân ngã chưa xả. Nhưng mà trong này một số nơi thì được dịch là thế này: quan ức không cần bày tỏ, bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Cái câu này tôi thấy người Phật tử hay lấy ra để xài, nhưng mà xin thưa các vị, xài đúng hay không, đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Tại vì có những khi chúng ta xài mà chúng ta cứ là một công thức. Cho nên một số điều chúng ta nói người ta quan mà không cho người ta lý giải, rồi cái lấy câu này bích miệng người ta, đây là cái này nó không có đúng. Chúng ta nên nhớ rằng trên cuộc đời này, việc nào nó không đúng, trái lẽ chúng ta có quyền nói, có quyền chứng minh cho mình là hoàn toàn trong sạch, điều đó không xấu xa và tội lỗi và không trái đạo lý bao giờ. Nhưng tại sao lại có câu này? Khi tôi qua tại Mỹ, tôi giảng ở tại Texas, có một người đã hỏi tôi như thế này: thưa thầy, có một chuyện oan ức mà con phải chịu, nhưng mà hôm nay con muốn thưa với thầy, nhờ thầy giúp cho con phải chấp nhận những điều này với thời gian là 5-10 năm, 20 năm gì đó. Thì tôi mới nói là oan ức như thế nào. Thì cô mới bày tỏ lên là cái việc công việc vậy 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 đó, cô phải chịu đựng. Thì tôi mới nói như thế này: con người người ta thông thường hai cái oan ức mà người ta phải chịu. Thứ nhất là oan ức, đây là chúng ta chấp nhận vì những người này là người thiêu thương của mình, có thể cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người ân tình nào đó. Chúng ta do thương, chúng ta phải chấp nhận những oan tình này để chịu cho một mình, tức là chịu hàm oan để cho các người khác để được tự do, để được giải thoát, an lạc. Cái oan ức thứ hai mà phải chịu đó là cái nợ của người khác mình thiếu quá lớn, không có dịp để đền đáp. Bây giờ đây là những cơ hội để mình đáp trả những điều này, cho nên chấp nhận hàm oan để trả đi những cái ân tình, những cái món nợ người ta từng lo và lo lắng và giao cho mình quá nhiều. Ngoài hai điều này ra không có lý do gì để chúng ta gọi là chịu hàm oan như thế cả. Giữa thanh thiên bạch nhật cuộc đời như thế này, có luật pháp để giúp cho chúng ta minh bạch tất cả mọi điều. Chúng ta có học, có hiểu, và cái miệng này nó có thể giải quyết cho chúng ta rất là nhiều điều. Cho nên không có thể chịu hàm oan vô lý ở tại đất Mỹ như thế này được. Tôi nói như vậy. Cho nên ở đây có những cái điều mà cái cô này nói nha. Có thể rằng một điều là do cô học Phật mà như vậy. Tôi chỉ phân tích ra hai cái đó, còn cái còn lại là cái việc hàm oan. Tại sao Đức Phật dạy là oan ức không cần bày tỏ? Cái này Đức Phật không dạy cho tất cả những phàm phu đầy nghiệp chướng như chúng ta đâu. Đây là một thử thách, một thách đố, một cái hàng rào cho tất cả những người đi bằng con đường Bồ Tát hạnh, chứ không phải là những phàm phu như thế này. Muốn được vào đất Phật, muốn để trở thành Phật, phải vượt qua rào cản này. Trong sáu hạnh của Bồ Tát, nó có là nhẫn nhục,
Vì vậy cho nên Quan Âm Thị Kính, Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Thị Kính ngày xưa chấp nhận sự hàm quan để bị đánh đập, để đủ thứ điều. Nếu lúc đó Thị Kính nói như thế này, tôi là nữ, thì hai làm gì được nhau không? Nhưng chỉ có một điều, nếu nói tôi là nữ thì sẽ không được đi tu. Vậy thôi. Thành ra ở đây các vị thấy phải chấp nhận hàm quan này, nhưng mà chấp nhận hàm quan để trở thành Phật. Như vậy thì vậy, Quan ức không cần bày tỏ là một con đường, là một thử thách với những người trên tiến trình Bồ Tát Đạo để đi vào đất Phật, để thành tựu được Ba La Mật bằng con đường nhẫn nhục, thì phải chấp nhận những điều này. Đây là thử thách, không gọi là bất công, mà đó là một thử thách của người trên hành trình làm Bồ Tát. Chúng ta bao giờ phát Bồ Tát hạnh hay là phát nguyện gì chúng sinh bằng con đường Bồ Tát, thì các vị cứ mặc nhiên chấp nhận những điều này để tự xét lại lòng mình có đau khổ, có còn bị thử, có còn ngã, có còn oán than, có còn thế này thế khác nữa hay không. Còn nếu là một phàm phu, là một người cư sĩ Phật tử chỉ năm giới, thì mắc gì chúng ta phải làm cái câu này che miệng để rồi chúng ta nói qua người khác, rồi chúng ta đặt cái câu này vô họng cho người ta câm. Đây là chúng ta ép người quá đáng. Như vậy trên một vấn đề căn bản, chúng ta có quyền biện bạch, có quyền lý giải ở một mức độ tương đối, cái nào đúng, cái nào sai, nó có lý do rõ ràng. Vì vậy ở đây chúng ta phải thấy cái câu này chúng ta phải hiểu nó một cái cách đúng đắn, để chúng ta không dùng những cái chỗ mà nó không thích hợp dùng. Còn người thực hành Bồ Tát Đạo phải đúng và như vậy. Phải quan ức không cần bày tỏ. Người ta thấy khó chịu nhưng mà mình không khó chịu. Người ta thấy quan tình, mình cảm thấy là một thử thách. Người ta thấy điều đó thế này thế khác, mình thấy như một cứu độ. Như vậy đó là tâm Bồ Tát. Câu này phải là nhẫn nhục Ba La Mật của Bồ Tát mới thực hiện được những điều này. Còn chúng ta không có phát tâm Bồ Tát hạnh, chúng ta không có thọ Bồ Tát giới, thì chúng ta đừng đem câu này để che đậy những cái sự sai lầm hay là bích miệng người khác bằng những cách vô lý, là chúng ta xài không có thích hợp. Thì thôi bây giờ thời gian không cho phép nữa, tôi tóm tắt lại cái từng ý như thế này như vậy. Đúng là có thể triển khai rộng hơn nữa, nhưng mà vì tôi chúng ta sợ ở đây người ta không có vui khi mà mình như thế này quá phiền ha. Thì bây giờ cái nội dung của bài giảng này tôi đến chia sẻ với các vị đến đó, và các vị về tự tìm hiểu thêm, đọc càng tư duy thêm để sáng tỏ thêm được nhiều ý nữa. Không phải tôi là tất cả, tôi chỉ nói như một cái sườn vậy thôi. Tôi giới thiệu một vài ý căn bản, sau đó các vị tự tìm hiểu thêm để biết được nhiều vấn đề về lời Phật dạy. Thôi bây giờ thời gian không cho phép nữa, thì thay vì tôi có thể dành thời giờ cho các vị thưa hỏi, nhưng mà không cho phép thì để ngày mai. Nếu ai có thắc mắc câu hỏi gì đó, chúng ta cứ ghi vào giấy. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại ở đâu đó? Ni viện Thiện Hòa. Hẹn gặp lại. Thôi bây giờ khuya rồi ha. Chúc các vị một đêm an lành. Và chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Xin chân thành cảm ơn Bác Tâm Tịnh và các vị trong ban tổ chức. Và chân thành cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi tối hôm nay. A Di Đà Phật. Buổi tối hôm nay 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 A Di Đà Phật. Trong mộng niệm Phật gặp dữ quá lành. Lại qua đi một năm, chồng của A Kiều là ông Trần có một đêm trong mộng nhìn thấy một cảnh giới. Có một ông già để râu trắng dài dẫn ông ta đi đường. Đi được rất lâu, rất xa, đến một địa phương lạ ở trong một cánh đồng quan. Bốn bề không có một người, chỉ có một cái hòm gỗ dài. Ông già kia nói: "Ông Trần, ông phải ngã ở đó." Ông Trần nghĩ ngã vào trong cái hòm đó tức là tiêu đời rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên, liền chắp tay lại to tiếng niệm liên tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được vài chục tiếng, bỗng nhiên có một người con gái ở trong làng khoảng 17-18 tuổi đi đến, dùng tay chỉ tôi nói: "Ông mau đi về đi thôi." Vừa tỉnh dậy thì ra là một giấc mộng Nam Kha. Sáng sớm thức dậy liền nói với vợ ông ta A Kiều giấc mộng dữ tối qua, may mà ở trong mộng biết niệm Phật, nếu không thì không biết sẽ ra sao. A Kiều tức khắc đến trước bàn Phật thắp hương đốt đèn cầu nguyện Phật Bồ Tát từ bi gia bị, khiến cho việc lớn quá thành việc nhỏ,
việc nhỏ quá thành không. Ông Trần lúc đó đang bao thầu xây dựng một tòa lầu 3 tầng. Công trình đã sắp hoàn thành rồi. Sáng sớm hôm đó sau khi ăn cơm xong, do vì ảnh hưởng nỗi sợ hãi giấc mộng giữa đêm qua, trong lòng rầu rĩ không vui, liền đến hiện trường công sự. Vừa nghĩ muốn lên tầng lầu 3 để xem xét, bỗng nhiên có một công nhân đi đến nói với ông Trần: "Ông không cần phải lên, để tôi đi xem được rồi." Vị công nhân này liền bước lên cái giá cây của cây cầu thang. Ông Trần vẫn đứng ngay chỗ cũ, tay thò vào trong túi lấy ra một điếu thuốc thơm. Lúc đang đánh lửa, bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Vừa nhìn thì ra là vị công nhân vừa mới thay mình đi lên tầng lầu 3. Mới hơi không đề phòng chân đạp lệch, từ trên lầu té xuống ngã trên đất. Lúc đó điếu thuốc thơm của ông Trần còn chưa hút, giật mình hết hồn, lập tức bước đến đỡ dậy thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ông Trần ôm anh ta ra mướn một chiếc taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vì bị thương nặng chấn thương sọ não đã dứt thở trong xe. Đến bệnh viện đã về trời rồi. Ông Trần lo đám tang cho anh ta rất là long trọng xong, rồi lại cấp mấy vạn đồng cho trong gia quyến, mới kết thúc viên mãn. Ông Trần trải qua lần tai họa này có thể nói là phá tài quá giận, hao tài mà qua được giận hạn. Nhưng từ ngày bị một phen quản día quá sức đó trở đi, dường như ba hồn bảy vía không còn ở trong thân nữa, tinh thần không thoải mái, chẳng thiết gì đến ăn uống. Vợ ông ta là A Kiều rất là lo lắng, liền đi hỏi thăm ý kiến sư tỷ Kim Chi, đem những việc trên kể cho sư tỷ nghe. Sư tỷ Kim Chi liền bảo cô ta dùng một ly nước sôi ở trước Phật sau khi thành cẩn tụng 7 biến chú đại bi rồi cho ông ta uống. Nếu hiệu nghiệm thì là rất may mắn, nếu không hiệu nghiệm thì phải mau đi bệnh viện khám. A Kiều y theo cách của sư tỷ Kim Chi, rất là cung kính nhất tâm tụng 7 biến chú đại bi xong cho chồng cô ta uống. Thật là linh nghiệm dị thường, nước vào thì bệnh dứt, tinh thần của chồng cô ta dần dần hồi phục như cũ, không cần thuốc mà khỏi bệnh. Chuyện kể đến đây chắc có người sanh nghi vấn: Phật Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, tại sao chỉ cứu có một người? Cái chết của anh công nhân đáng thương kia lại không ra tay cứu. Mọi người chúng ta nên biết, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp. Ông Trần nhờ sự quân tập niệm Phật của vợ mà trong tàng thức đã gieo được hạt giống kim cang A-di-đà Phật, cho nên những cái tốt xấu chưa đến mà đã có điềm trước. Trong giấc mộng đêm đó, một ông già dẫn ông ta đi đến cảnh giới khác, bảo ông ta chung vào trong cái hòm. May mà hạt giống Phật A-di-đà trong tàng thức của ông ta phát khởi hiện hành, bỗng nhiên khiến ông ta chắp tay lại niệm Phật. Đây là gặp dữ quá lành, tiêu tai giải nạn, việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá không. Đến như anh công nhân kia, không phải là Phật Bồ Tát không cứu anh ta, do vì phàm phu đều là nhận giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ hưởng thụ những cái trước mắt, suốt ngày mê hoặc điên đảo, chẳng kể gì việc tốt xấu đến. Phật Bồ Tát có chỉ điểm như thế nào thì cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Như thế làm sao có thể chấp tay xưng niệm thánh hiệu của Phật Bồ Tát được? Không biết niệm Phật thì không có thể chuyển nghiệp. Lúc sắp đến thành của vua Diêm La báo hiện diện thì phải đi thôi. Tục ngữ có câu: Diêm Vương chỉ định canh 3 chết thì không cho lưu đến canh 5. Như thế có thể suy ra cái chết của người công nhân kia cũng không ngoại lệ. Đây là định nghiệp không thể chuyển. Có lẽ vẫn còn có người sanh nghi vấn: tại sao ông Trần mấy năm trước lúc bao thầu công sự xây dựng nhờ Phật Bồ Tát cảm ứng đã không bị lỗ vốn lại vẫn được bình an, lần này lại tổn thất quá nhiều và bị một phen nguy hiểm sợ hãi, Phật Bồ Tát sao không gia bị? Nên biết phàm người tu hành lúc mới phát tâm phần nhiều rất thành khẩn, nhưng qua một thời gian hoàn cảnh thay đổi đều là tùy theo nhân quả thuận cảnh, nghịch cảnh của mỗi người tự làm thì tự chịu. Lúc đó, vợ chồng của A Kiều, cả đứa con
cả nhà là sơ phát tâm, dùng lòng chí thành, ngày đêm do gì thành kính thận khiết xưng niệm. Về sau, lần này như thế là do vì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn, nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt. Giống như cái tai họa đột nhiên này, ông Trần mặc dù có bị kinh sợ, hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành khinh báo. Cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo, trong sâu xa vẫn có Phật Bồ Tát ngầm phò hộ. Tất cả mọi người trên cuộc đời này về mặt đầu não và sức khỏe và trí tuệ, không ai thua ai cả. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Nhưng tại sao có người được và có người không? Tại người kia ngu hơn người ta không được, còn mình khôn hơn mình được à? Các vị đừng sai lầm. Chúng ta được hay không, nó dựa vào phước đức, phước báo của chúng ta từ vô lượng kiếp và kiếp này, chứ không phải tự nhiên chúng ta có được đâu. Cho nên ai chủ quan kiêu ngạo với những gì mình có được trong tay mà không có suy tư bằng tâm đức, thì người đó lọt khổ và tự mất đức và thất bại là chuyện rất dễ dàng. Cho nên ở đây, khi chúng ta có được những điều gì trên cuộc đời, chúng ta hãy thầm nhủ rằng: may mắn tôi đã làm nhiều phước báo gì đây, gieo duyên lành gì đây mà cuộc đời tôi được như vậy như vậy. Và hãy nhận ra được điều đó, phải khởi từ bi tâm với những người không được và tìm cách tô bồi cái công đức cho chính mình, lúc đó mới đúng. Còn cái này lại tự ngã kiêu xa là tự hại chết mình. Các vị phải thấy được chỗ này. Cho nên ở đây, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn kiêu xa nổi dậy, nó là những điều để chúng ta quán chiếu và tu tập, nhận ra được những điều để tu tập. Cho nên hoạn nạn là cái điều đó có thể xảy ra hoặc có thể không, hoặc là xảy ra cấp độ nặng và cấp độ nhẹ. Nhưng nếu đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng đừng nên tiếc nuối hay là đau khổ quá đáng, mà chúng ta phải lặp lại trong cuộc đời, tức là lấy những cái thất bại đó làm kinh nghiệm để nhận thức cho chúng ta một phương thức sống. Và quan trọng nhất, đừng kiêu ngạo thách thức với cuộc đời một khi chúng ta đã được phước báo cuộc đời bình an lặng lẽ trôi qua. Đừng tự phụ hay là đừng thế này thế khác. Cho nên một cái cô đó ở Canada, lúc đó tôi còn ở Ấn Độ, tôi chưa về Việt Nam. Cô ở Canada, cô điện qua tôi. Cô nói ngày xưa, cô nói thật với thầy á, cô thấy mấy cái người đi chùa mà tu học này kia, nói trời ơi cuộc đời thiếu gì, không có đủ thời gian để đi chơi, làm việc đi này đi kia, mắc gì đi vô chùa hoài vậy. Cô nói vậy đó. Cô nói đi vô đó để làm cái gì? Cô bao nhiêu lần cô đi ngang mà cô thấy mấy cái đó, cô mắc cười cho mấy cái người đi chùa lắm. Cô nói với tôi mà. Và khi đau khổ đến á, thì cô lúc đó cô mới đi chùa và cô hiểu là tại sao người ta đi như thế này. Và lúc đó vì một chuyện rất là đặc biệt cho nên cô có điện hỏi tôi, vì cô biết ra những bài giảng của tôi. Và tôi chia sẻ với cô như vậy. Và trước khi cô nói là, nói thiệt với thầy á, cô nói trên cuộc đời này mà không có ai đau khổ á, thì không ai đi tìm mấy ông thầy làm gì. Đầu tiên cô gặp tôi cô nói vậy á. Cô nói cũng có thiệt cái thầy đời mà không đau khổ, không ai đi tìm mấy ông thầy làm gì. Cô nói vậy. Thì tôi nghe thì tôi cũng có thể đoán mò được cái câu chuyện cô muốn nói là cái gì. Cho nên các vị biết rằng có những người rất là chủ quan, chủ quan dữ lắm. Khi cuộc đời mình được nhiều hạnh phúc quá, hay là được quyền lực, được tiền của, được sắc đẹp, được cái gì đó, chúng ta quên đi tại sao có được điều này. Cho nên á, tất cả tôi đều nói với các vị rồi. Tôi nói là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, cái gì có được bằng phước báo thì đều vô thường. Đau khổ bằng nghiệp chướng cũng vô thường. Cái gì xuất phát từ trên phước đức để có hạnh phúc và đau khổ, tất cả đều vô thường. Người ta giữ bền lâu và dài được hay không là tùy cái cách của mình làm cái phương pháp nào để duy trì được cho nó dài hơn một chút, là cái điều ở khéo léo nơi mỗi người. Còn tất cả mọi thứ, tôi biết rằng cái gì có được từ phương pháp là vô thường cả. Giàu, đẹp, hạnh phúc hay là tất cả mọi thứ đều vô thường. Còn tật nguyền, tai nạn, khổ đau cũng vô thường. Nó tồn tại và mất đi khi mình hết nghiệp. Nó là như vậy. Như vậy, tôi ghi lại cái câu của Đức Phật: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy, là một cái tư duy để chúng ta có một phương thức sống, để suy tư một điều tích cực để chúng ta có
một cuộc sống bình an. Điều thứ ba, cứu xé tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Các vị hiểu câu nào? Đọc lại lần nữa nha, tôi còn không hiểu mà. Cứu xé tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Ở trong cái câu này muốn nói như thế này, tức là trong đầu của chúng ta thường thường có cái khuynh hướng rất là lười tư duy. Một cái việc gì khó là chúng ta bỏ liền, hay là suy nghĩ gì đó chúng ta suy nghĩ không ra là bỏ liền, thông thường là như vậy. Nhưng nếu cuộc đời của chúng ta mà lười tư duy như vậy thì riết cái bộ đạo chúng ta teo lại, và chúng ta trở nên người kém thông minh. Xin thưa các vị, tôi từng đọc trong một vài cái thông tin mà người ta cho hay về vấn đề là não của con người. Một đời người của chúng ta là chúng ta xài có 1/1 triệu những cái tế bào não trong cái não của mình. Một đời người á, bình dân là tất cả mọi người chúng ta chỉ xài có 1/1 triệu tế bào não của mình thôi. Có nghĩa là sau khi chết đi 999.999 gì đó là chúng ta bỏ lại vào trong lòng đất. Như vậy một người tư duy cuộc sống bình thường mà đã như vậy, mà một người lười tư duy nữa thì sao? Thì bỏ nguyên xi cái đầu này xuống đất luôn. Có phải không? Bây giờ giống như thế này nè, các vị dễ hình dung. Cái khăm motor á, người ta chế tạo ra đó, ở trong đó nó có hàng trăm ngàn chức năng ở trong đó để công dụng, để xài cho mỗi thứ trong đó đó. Chúng ta mua về chỉ biết chơi game mà. Nguyên cái tác dụng của computer chỉ để cho chúng ta chơi game không à. Như vậy thì chúng ta chỉ xài được có một chút xíu đó thôi, còn công dụng cái computer quan phí bao nhiêu nhà bác học để chế tạo ra cho chúng ta để bỏ hết tất cả. Như vậy để mua cái computer như vậy nó trả phí. Như vậy nếu đời người chúng ta mà lười tư duy để rồi cuối cùng chúng ta bỏ cái bộ óc này lại với cuộc đời một cách nguyên vẹn như vậy thì chúng ta lại phí nữa. Thành ra các vị nhớ ở một điều là cứu xé tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Trên cuộc đời này những nhà bác học, những nhà triết học, những nhà toán học, tất cả mọi thứ các vị này tư duy ra được không ai tự nhiên có được cả. Các vị nhớ kỹ rằng Edison là một nhà khoa học người Mỹ. Ông đã có 1.200 bằng phát minh. Máy quay phim, chụp ảnh, truyền hình, điện đèn hay là micro, điện thoại, tất cả những cái này không có cái nào mà không có cái sự đóng góp của Edison trong đó. Những dây tóc của các bóng đèn này hoàn toàn trong đó đều có sự đóng góp của ông cả. Quá chăng bây giờ chúng ta hoàn thiện hơn những gì ông đã từng phát minh. Ban đầu là từ ông đó, truyền hình, các cái loại điện thoại, điện đèn, tất cả cái này là từ ông. Nhưng mà có một cái điều lý thú vậy nè, cái dây tóc của bóng đèn này Edison muốn có được, ông đã đau đầu và đau khổ không biết bao nhiêu ngày tháng vì cái dây tóc bóng đèn này. Ông đã tự đặt ra câu hỏi làm sao để kéo dài được, là dây tóc bóng đèn này phải cháy được cả 1-2 ngàn giờ. Và trong đời ông đã biết bao nhiêu lần tư duy cực khổ để cuối cùng ông tìm ra được cái sợi dây tóc cháy được 40 giờ. Trong đó ông tìm cái gì? Sơ dừa nè, bông giải nè, các cái loại khác nè, thậm chí tóc người nữa. Và ông lấy vô số thứ để ông thử nghiệm làm sao để ông tìm ra được dây tóc bóng đèn, để cuối cùng ông chế tạo ra được cái bóng đèn có thể đốt lên đến hàng mấy ngàn giờ. Là một cái điều mà ngày đêm tư duy không tưởng, không thể tưởng tượng nổi những cái điều đó. Như vậy nếu con người chúng ta mà tất cả những sự phát minh này mà nó dễ dàng giống như chúng ta tư duy á thì ai cũng làm được. Chúng ta thấy nè, Đức Phật chúng ta để tìm ra được một con đường giải thoát giác ngộ này, Đức Phật phải đặt dấu hỏi bao nhiêu lần trên cuộc đời, đúng không? Phải có một cái dấu hỏi. Cho nên cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta cứ tìm tất cả mọi thứ dễ dãi và chúng ta rất lười tư duy á, thì cái đầu của chúng ta càng ngày càng kém thông minh đi. Và bây giờ á, chúng ta lại á tính dở hơn ngày xưa rất nhiều. Chúng ta có computer này, chúng ta có máy tính, thành ra cái đầu chúng ta cộng trừ nhân chia bây giờ rất là dở, tại vì chúng ta dựa vào máy móc.
ngày xưa tính nhẩm á, mấy cái bà mà đi chợ mà kiểu mà không có bàn tính mà để bán buôn ha, các vị mà tính nhẩm lại các bà đó tôi thua các vị. Tôi cho các vị học đại học luôn à, các vị học đại học tốt nghiệp về toán học, các vị ra tính tiền mà cộng trừ nhân chia với bà. Bà là người đôi khi học mới lớp 1 à, nhưng mà tính nhẩm dễ trả tiền, các vị thấy chính xác vô cùng, rất là nhanh, có phải không? Như vậy thì nếu chúng ta lười tư duy, cái gì cũng dựa vào máy móc, thì cái bộ óc chúng ta còn nguyên dạng ở chỗ là chúng ta không có xài. Cho nên ở đây khi mà cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì xã hội không có thấu đáo, là không có một người nào giỏi trên thế giới này mà con đường học vấn không trải qua những gian nan và khổ luyện cả. Muốn học được cái gì đó, muốn thành công được cái gì đó, là chúng ta phải biết hỏi tại sao. Những con người biết hỏi tại sao là những con người thường là thông minh và muốn tìm hiểu. Và chính cái chỗ đó người ta mới đào sâu được trong tâm thức của chính mình. Khả năng của tất cả các vị ở đây, tất cả các vị có mặt ở đây, và tôi nói thẳng ra rộng hơn là tất cả mọi người trên thế giới, tự thân của các vị là thần đồng, là thánh nhân, là các bậc minh triết, là những người thông minh. Tất cả chúng ta đều có đủ ở trong cái con người này. Nhưng mà chẳng qua chúng ta không đào luyện, không tạo cái phương tiện, hay là không luyện con người của mình để đạt đến mục đích đó mà thôi. Ai cũng có thầm lặng trong các vị đầy đủ hết á. Thần thông các vị cũng có nữa, thiên tài các vị cũng có nữa. Tôi nói thật, các vị ở trong đây ngồi bao nhiêu người là bao nhiêu vị tiến sĩ đó. Các vị không tin hả? Các vị phải nói như vậy, tất cả chúng tôi đều là tiến sĩ, nhưng mà chẳng qua tôi không học thôi. Có phải gì không? Câu đó hoàn toàn chính xác. Nếu tôi chịu học tôi sẽ được đến tiến sĩ. Khả năng này nó trong các vị, nhưng mà tại các vị không thích, hoặc là không đúng với sở nguyện của mình, hay là mình cũng không có muốn cực khổ trong cái con đường này. Đại khái là vậy. Cho nên cái quyển mình đã biết là để trở thành thiên tài, người ta nói câu thế này: trong tất cả mọi người, thiên tài mà gọi là thiên bẩm á, chỉ có 4% thôi. 96% còn lại là sự nỗ lực của tự thân của mỗi người. Như vậy thiên tài ở đâu? Tôi không được 4% thiên tài, nhưng mà tôi có 96% nỗ lực đó, đúng không? Tôi cũng sẽ trở thành thiên tài. Mà nếu mà thiên tài này xài có 4% đó mà 96% kia bỏ, trở thành thiên tài nổi không? Không thể nào. Cho nên cái việc học hay là tất cả mọi việc, cái khó, thường thường ta nói câu gì đó, tôi nói này tôi cũng mới nhớ ra được á. Cái khó là sao? Hay á, cái hay á, kinh nghiệm á. Cái khó nó ló cái khôn. Chúng ta đừng bỏ qua cái gian khó. Cho nên các vị biết là các nhà văn nè, các nhà thơ nè, những nhà toán học nè, những nhà bác học nè, thường khi phát minh được là những điều giật mình không á. Trước khi ngủ người ta tư duy ngày đêm suy nghĩ vậy. Cho nên á, trong giấc ngủ nhiều khi tình cờ giật mình thức dậy là lấy viết ra ghi. Là như vậy. Có những khi giật mình thức dậy những bài thơ xuất hồn, mà nếu chúng ta không kịp thời ghi, sáng hôm sau tỉnh dậy quên chăng? Có không? Có. Cho nên á, những người nào muốn có những cái xuất thần, nhất là đường văn chương, thì phải có cái bút và cái viết để kế bên mình. Cái đó là vậy đó. Chúng ta tình cờ một ngày nào đó chúng ta gặp một cái gì, tự nhiên chúng ta lãng mạn lên à. Và những ý tưởng này nó chỉ thoáng qua thôi, không chọn bút mà ghi liền á, thì không bao giờ có được. Cho nên cái bí quyết này tôi cũng đã có những bài giảng với các vị bằng những cái xuất thần như thế này. Tôi mà tiếp diện với ai mà câu chuyện nào mà hay mà tôi nảy ra được cái ý gì đó là xong rồi, lại mở máy gõ vô liền, mai mốt nó quên. Cái đó là sự thật như vậy. Tại vì những ý niệm này nó sẽ gợi cho mình được một cái ý gì đó. Câu chuyện này người ta kể một đường, nhưng mà mình lại suy tư được một nẻo nào đó. Mà nếu không có câu chuyện này thì lại cái kia không có. Cho nên cái việc mà học để mà gọi là khúc mắc tâm tánh này, chỉ có một điều là làm cho con người của mình phải tư duy động não lên. Và tu học là cũng là một chuyện như vậy. Nếu một người tu học tìm một con đường hoàn toàn dễ dãi thì không có các vị đắc đạo trên cuộc đời này được đâu. Và các vị tu học theo tìm một con đường dễ dãi thì bao
bao giờ các vị mới thấu được lời Phật dạy? Không thể. Cho nên có con đường học vấn này là con đường không cùng. Sự tu học là một cái điều mà không cùng. Ngày xưa tôi có nhớ cái câu chuyện này, đó là một giải thoại giữa Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn và Quy Sơn Linh Hữu. Cả hai vị này đều là đệ tử của Tổ Bách Trượng. Và sau khi Tổ Bách Trượng qua đời thì Quy Sơn là người thừa kế được cái pháp của Ngài Bách Trượng. Trong khi đó, cái Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là một người rất thông minh bác lãm, nhưng mà không có ngộ. Thì cái Ngài Quy Sơn á, Ngài hiểu rất rõ sư đệ của mình là người rất thông minh, học một biết mười, đọc rất nhiều kinh sách, nhưng mà bây giờ Hương Nghiêm vẫn chưa ngộ. Cho nên Ngài Quy Sơn mới tìm cách để độ sư đệ của mình. Và độ đây là theo lời dặn thầy mình gửi gắm lại cho Quy Sơn, tức là Ngài Bách Trượng. Thì khi đó một hôm, Ngài Quy Sơn mới gọi Ngài Hương Nghiêm đến và mới nói một câu như vậy: ta biết ngươi là học một biết mười, đọc rất nhiều kinh điển, tam tạng kinh điển chỗ nào ngươi cũng lào lào hết. Thì hôm nay ta hỏi ngươi một câu. Thì Ngài Hương Nghiêm rất là tự tin về cái kiến thức của mình, đã từng học bát lạp, học một biết mười, cho nên mới nói rằng sư huynh cứ hỏi. Và lúc đó Ngài Quy Sơn hỏi một câu là: hãy thử trả lời cho ta, mặt mũi khi cha mẹ chưa sinh, ngươi là cái gì? Vậy thôi, giống như câu là bản lai diện mục, ngươi là cái gì? Tức là cái mặt gốc khi cha mẹ chưa sinh, ông là cái gì đó? Hỏi một câu như vậy, Hương Nghiêm không biết đường trả lời. Và sau đó, Hương Nghiêm mới về lật hết tam tạng kinh điển mà mình đã từng đọc đó, đang có đó, lật ra tra hết, không có câu trả lời về điều đó. Và không có cái nào giải quyết về vấn đề đó. Suy nghĩ mãi không ra, cho nên mới lại gặp Quy Sơn mới nói rằng: nếu mà cái việc gì á, thì sư huynh cứ nói đại ra đi, làm khó nhau chi. Thì lúc đó Ngài Quy Sơn mới nói rằng: hôm nay nếu mà ta trả lời câu này thì mai này ngươi sẽ mắng ta đó. Thì á, lúc đó Ngài Hương Nghiêm mới thấy rất là khó chịu câu trả lời của sư huynh mình, tức là Quy Sơn. Năm lần bảy lượt nan nỉ Quy Sơn, Quy Sơn đều chối từ. Giận quá, về đem tất cả những kinh sách này đem đi đốt hết, đốt toàn bộ hết và từ bỏ pháp hội tại đó, và đi thẳng vô trong rừng trúc à, cất một cái am ở trong chổng, không đọc sách không gì hết. Nhưng mà trong lòng rất là hận Quy Sơn, tại sao cái câu đó mà không nói? Nói đại cái để mọi việc nó xong rồi mà cái gì mà nói chửi ta, mắng ta gì nó. Mà trong lòng cứ ôm hoài câu đó để tìm cách trả lời là tại sao, tìm ở đâu cái câu mặt mũi khi cha mẹ chưa sinh là cái gì. Ông giận tức cái câu đó, cho nên trong lòng ông cứ ôm đi ôm lại, ôm đi ôm lại hoài. 3 năm ở trong rừng ôm lòng hận mà suy nghĩ cái câu đó như vậy. Một hôm buổi sáng ông mới cầm chổi ông quét. Khi cầm chổi quét rồi, cái cục gạch đó nó bay văng vô trong cái bụi trúc á, nó phát ra tiếng cốc. Tự nhiên ngộ đạo ra, ông ngộ được cái câu là mặt mũi khi cha mẹ chưa sanh là gì. Ông mới buông chổi, ông bay về hướng của Quy Sơn, ông sụp lại. Ông nói là ơn mà cứu cái mạng á, còn hơn là ơn mẹ sanh ra. Nếu ngày xưa thật sự mà Quy Sơn mà trả lời câu này thì Trí Nhàn ta không có ngày hôm nay. Cho nên xem ơn này như là thầy, đánh lễ gì Quy Sơn 3 lễ. Thì cái đó các vị thấy gì? Cái khúc mắc tâm tánh là chỗ đó. Nếu không có ngồi tư duy trầm suy tư được một cái điều gì thì sẽ không có một sự cao siêu được, chúng ta sẽ không thấu đáo một vấn đề được. Cho nên một đứa học giỏi và một đứa học dở nó khác nhau chỗ nào? Cái đứa học giỏi mà cái bài toán nó giải không được nó sẽ giải hoài. Còn cái đứa mà học dở đã dở rồi mà cái bài nào giải không được nó bỏ. Có phải vậy không? Nó là như vậy á. Thấy bài toán khó, bỏ, chưa biết nói gì trong đó. Bài toán này dở tới mức này, không giải được, bỏ, không cần gì hết. Không có chịu tư duy và nghiền ngẫm. Còn cái đứa học giỏi nó như vậy, nó gặp một cái bài khó, nó cứ ngồi nó nghĩ, tại sao,
nó cứ cho một cái câu hỏi như vậy đó. Và các vị biết rằng khi học, các vị nên kinh nghiệm các sách giải bài tập á, với một người học giỏi thì hoàn toàn đó là một cái phương pháp để giúp cho người này hiểu biết và giải toán giỏi hơn. Nhưng mà với người học dở á, thì nó lại là tệ hơn. Cái đó quan trọng lắm. Tại vì học dở là vậy nè, nhìn vô không hiểu gì cho cái lạ ca coi như sao, vậy vô chép. Rồi cái không hiểu là ca coi, vậy chép. Cái bài giải đó vô tình làm cho người này càng tệ hơn nữa. Còn cái người giỏi toán là như vậy, có bài tập giải nó để đó, nó giải không được, nó phải tìm đủ cách hết. Và nó nghĩ là có thể giải hướng này, có thể giải hướng này, nhưng mà giải không ra. Thì lúc đó nó mới mở cái sách nó coi là ngay đây người ta giải cái gì. Chỉ cần ngay đây nó coi vô, không phải là coi cái đáp án, mà nó coi là tại sao nó phải có những cái điều như vậy. Và đôi khi những đứa học giỏi nó lại nghi ngờ những đáp án nữa. Nếu là người mà chuyên gia học giỏi toán đó, là khi nhìn vô đáp án nghi ngờ tại sao nó lại như vậy, nó không logic được cái chỗ nào. Chứ không phải cả tin vào sách. Và bao giờ nó trả lời được rằng sách giải như vậy là hoàn toàn hợp lý, nó có cái logic rồi, nó mới chấp nhận đáp án này để nó chấp nhận nó làm bài này tiếp tục. Còn mà không, không bao giờ chấp nhận. Ở đây là vấn đề kinh nghiệm học là như vậy. Như vậy nếu chúng ta rằng không có khúc mắc là sở học không thấu đáo là chỗ này. Cho nên khi các vị học Phật pháp cũng vậy. Nhiều khi tôi nói như thế này, xin lỗi các vị đừng buồn. Tôi nói pháp giống như mì ăn liền á. Các vị hiểu câu này không? Nhưng mà tôi có suy nghĩ như vậy, nếu để cho các vị thấu đáo, các vị biết bao giờ thấu, các vị bỏ luôn. Nghe mà không thích, nghe không hiểu rồi bỏ qua một bên. Đôi khi 10 năm sau chưa chắc gì nghe lại. Cho nên cái thời cuộc này tôi nghĩ như thế này, mọi người mệt mỏi quá rồi, đi làm tư duy mệt mỏi quá rồi. Bây giờ quan trọng nhất là cái gì mà làm có ăn liền là ngon. Chứ hơi nào mà vấn đề mà tư duy mà đợi mà chờ mà thế này thế khác. Những người để ngồi chứ để nghiền ngẫm những giáo lý học thuyết cao siêu, thì bây giờ những người không công rỗi nghề hoặc già lớn tuổi không có công ăn việc làm, thì ngồi đó để tư duy chuyện kiều hay là tư duy những câu thiền sử hoặc là triết lý. Còn bây giờ mình hàng ngày mình phải chạy đua với công việc và đồng tiền, đúng không? Như vậy mà về nhà mà nghe một đĩa giảng mà cứ bắt tôi tư duy như vậy hoài, lấy gì ngày mai tôi đi làm, có phải không? Nhức đầu quá. Ở trong chỗ mà nội mà do giải quyết công việc là cái đầu nó muốn chết rồi. Bây giờ về bắt tôi tư duy, đây là pháp di diệu hen, đây là tứ diệu đế hen, đây là con đường giải thoát hen, đây là thiền định hen, nghĩ hoài không ra cái đó. Thôi mắc em bỏ nó để cho rồi, có phải không? Cho nên vì cái chỗ đó, cho nên tôi mới nghĩ là mình phải thức thời mới được, có nghĩa là phải sản xuất ngay mì ăn liền. Cho nên tôi nói thôi bây giờ á, các vị bỏ cơm bỏ nước ra để nuôi tôi, tức là tôi ăn cơm của đàn na thì tôi tư duy dùm cho đó. Nói gì á, để có các vị đi làm về là có người tư duy sẵn, cứ bắt lên nghe là hiểu, nghe là hiểu, thành ra các vị. Cái đó là sự thật. Cho nên có người nói là tôi giảng không có sâu. Tôi nói đúng, tôi giảng mì ăn liền mà sâu gì. Nhưng mà quan trọng nhất là hàng nào bán chạy cứ làm. Xin thưa các vị, ở đây là tôi nói chơi nhưng mà nó có ý. Tại vì sao vậy? Tôi đã từng học với quá nhiều bậc cao tăng. Quý thầy giảng tôi rất là khâm phục và tôi hiểu rất là hay. Và tôi cảm thấy rằng quý thầy nói là không chê vào đâu được. Nhưng tại sao tôi đưa người khác nghe, người khác không chịu, và người khác cứ đổ thừa rằng không hiểu, không hiểu, không hiểu hoài, mà mình thì thấy quá hay. Cho nên chính cái chỗ đó tôi mới thấy rằng hoàn cảnh thời cuộc là cái thời kỳ kinh tế, thời giờ mọi thứ nó lại khác đi. Nó khác với cái thời kỳ nông nghiệp. Cái thời kỳ nông nghiệp là làm một vụ mùa rồi người ta có thể ở không dài 3 tháng để người ta ngồi ngắm trăng, đọc thơ, đọc truyện để tư duy nhiều thứ triết lý. Bây giờ không có thời giờ để làm cái đó nữa. Vì vậy ở đây quan trọng nhất là làm sao để giúp các vị hiểu được Phật pháp là thôi.
sâu nói cạn, nói thấp nói cao gì đó là việc của mọi người. Còn quan niệm của tôi là tôi hiểu tới đâu tôi cần giải bài để làm sao các vị hiểu được Phật pháp và cần phải tu và thực hành ngay trong cuộc đời của mình, ngay trong công việc, ngay trong độ tuổi và thậm chí ngay trong hoàn cảnh của chúng ta. Không nhất thiết phải lợi chùa ngồi tư duy cả hàng giờ hàng ngày như vậy, và không nhất thiết là phải ngồi tối ngày để tư duy ra một cái triết lý để tìm sự ngộ đạo, vân vân. Sự ngộ đạo có xảy ra với tất cả chúng ta nhưng mà một hoàn cảnh khác. Sự đói nghèo, sự bệnh tật, tiền bạc, con cái, học hành, tất cả những cái này động cơ nó thúc đẩy chúng ta cần thiết hơn, nói những cái như vậy. Vì vậy ở đây cái câu này rất tuyệt vời, cái câu Đức Phật dạy tuyệt vời, nhưng mà chúng ta chưa có điều kiện để phải tư duy những điều này. Nhưng chúng ta có thể lấy những cái câu này để giúp chúng ta tư duy hoặc sâu sắc hơn trong công việc, trong cái nghề nghiệp của mình đang là, trong con đường học vấn, trong thương trường, trong cái gì đó, để cho mình tư duy sâu sắc hơn. Đừng đơn giản quá trong cái tâm lý của chính mình rồi nó trơn tuột như một cái lá môn, là nước trôi đổ tới đâu trôi tới đó thì nó cũng rất là uổng. Thành ra cái câu này nó giúp cho chúng ta là cứu xác tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sợ học không thấu đáo, nó là như vậy. Cho nên ở đây có những dấu hỏi, những vấn đề suy tư cần đặt ra từ phương diện đời cho đến phương diện đạo. Các vị đừng lười mỏi, mặc dù các vị có thể cái gì cần tư duy nên cố gắng tư duy, cái gì trong hoàn cảnh điều kiện khả năng và chúng ta có thể suy nghĩ được nên cố gắng, đừng để bộ não của mình nó hoạt động nó tê liệt đi. Một cuộc đời chúng ta không có xài được bao nhiêu trong não mình đâu. Những nhà bác học như vậy cũng xài được một góc nào đó của não thôi. Có thể là xài góc trái, có thể xài góc phải, có thể là những người xài đa diện nào đó. Nhưng mà không ai xài hết cái bộ não của mình cả. Cái điều đó các vị đừng nghĩ rằng mình thế này thế khác. Đôi khi các vị kém suy tư quá, cho nên cái não các vị nó lười hoạt động rồi. Bây giờ động não đến cái gì đó các vị hay nhức đầu và thấy căng thẳng. Đó là tại mình, chứ không phải là các vị thiếu não hay là cái gì cả đâu. Rồi cứ uống thuốc bổ não rồi vô, càng vô nó càng đắt. Cái đó là sự thật á. Uống vô nó bổ rồi nó đắt, cứ nghĩ hết nghĩ luôn đó. Đâu phải do các vị suy tư nó thiếu đâu, mà các vị lười suy tư mà nó trở nên cái sự hoạt động kém. Các vị phải thấy hai cái chỗ này, phải không? Rồi cái điểm này tôi đưa ra thì chúng sai thì các vị nghĩ. Thì cái câu này cái ý nó như vậy. Rồi mình tìm đến câu khác. Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Đúng không? Quá đúng không? Hay vậy ta? Các vị ai có bị xây dựng đạo hạnh bị chướng chưa? Thông thường các Phật tử nói một số người chưa tu hành thì mọi việc đều được bình an, phải không? Tới chừng phát nguyện ăn chay, phát nguyện đi chùa, phát nguyện tu á, ma chướng tùm lum hết trơn, phải không? Quỷ khảo tôi, ma khảo tôi này kia, tu nó thử lòng tôi này kia. Hai phương diện các vị cần phải nghĩ. Lời Đức Phật dạy không sai. Xây dựng đạo hạnh, đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường, đúng vậy. Đức Phật đã từng dạy vô ma khảo bất thành đại đạo mà. Nếu không có sự cản trở những nghịch lý trong cuộc đời thì cái đạo lớn khó thành. Đức Phật đã từng nói rồi. Các vị thấy rằng trước khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, Đức Phật còn trải qua những sự thách, thử thách của ma chướng mà. Có phải vậy không? Thử thách đủ thứ điều, quyền lực, địa vị, sắc dục cho đến tất cả mọi thứ. Nhưng Ngài đã bình thản vượt qua. Thật ra cái từ ma trong Phật Pháp nó không mang một cái nghĩa là cái răng nanh mọc hay sừng mọc hay lưỡi dài hay là tóc xỏ. Thật sự các vị đừng hiểu như vậy. Những gì nghịch duyên trong cuộc đời tu hành là ma chướng. Thậm chí chồng vợ mình mà ngăn trở trên con đường học tu của mình cũng là ma chướng. Con cái công ăn việc làm của mình mà nó làm cho mình phải dở lỡ cho con đường tu tập cũng là ma chướng. Ma chướng là những cái mà nghịch duyên, chứ không phải là một cái mặt nào chành bành thè lưỡi ra như vậy. Các vị cứ tưởng tượng cái từ ma trong Phật giáo vậy là nó không có đúng. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên các vị thấy rằng suốt cuộc đời hành đạo của Đức Phật có bao giờ là chửi Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có nói Đề Bà Đạt Đa ông ác quá ngang, ông hại tu đủ thứ ngang, mà mốt ông chết ông đọa
giờ chúng ta nghe nói điều đó. Nhưng mà trong kinh Đức Phật đã từng tuyên bố thế này: sở dĩ hôm nay ta thành được đạo sớm và đạo lớn là ta nhờ chính Đề Bà Đạt Na đã vô lượng kiếp nguyện làm Bồ Tát nghịch hạnh để giúp đạo ta sớm thành. Các vị phải thấy câu này, Đức Phật không bao giờ thấy cái đó làm cái sự nản lòng, mà đó như là một sự thử thách. Những ma chướng là những gì rào cản của chúng ta. Bây giờ chúng ta chưa ăn chay thì chúng ta thấy bình thường, nhưng mà phát tâm ăn chay cái thèm đủ thứ, có không? Có người chưa ăn chay thì cũng thấy đâu ăn đâu, đi tìm tép mồng ba khía đồ ăn không à? À, giò heo thịt quay rồi đâu ăn đâu, nó ngồi đói bụng sạch chọi hết. Năm nó ngộ vậy đó. Bình thường chúng ta ăn mấy đó chúng ta thấy ngán, có phải không? Nhưng mà lỡ có chuyện gì phát nguyện ăn chay tháng sao? Ăn mà nó cứ theo thèm cua biển hoài, nó cứ thèm vịt quay hoài, thèm thịt heo hoài. Mà sao mà hồi lúc mà không có ăn chay sao mà nó không thèm? Có phải không? Mà tới chừng ăn cái là nó thèm. Cái đó gọi là ma chướng á. Nhưng mà các vị đừng nghĩ á, ai khảo các vị. Có những khi các vị thế này, có những khi ma chướng là sự thử thách của chúng ta, là cái này các vị đang đi ngược cái thói quen, rồi các vị bị thói quen nó hành mình. Ma chướng là như vậy. Cho nên là các vị nên nhớ nè, trong cuộc đời ai đã từng tập quen theo là tài sắc danh ăn ngon tiếng tốt đồ quá đó, thì khi tu tập rất là khó. Thói quen nào các vị đã từng tập thì khi các vị đi tu hay là hoặc là muốn tu học thì thói quen nó hành hạ các vị hơn bao giờ hết. Giống như người đã từng tập uống rượu mà khi muốn bỏ rượu hoặc muốn tu tập thì bị rượu hành hạ. Nếu người chưa uống rượu thì khi học tu chẳng có gì là bận tâm với rượu cả. Cho nên các vị nên nhớ rằng khi học tu là tất cả những thói quen của các vị nó hành hạ lại các vị mà thôi. Các vị từng quen ăn uống những điều đó, bây giờ các vị đi ngược lại với cái thói quen về chế độ ăn uống này, thì tự cái nhu cầu cơ thể nó đòi hỏi các vị phải như vậy. Cho nên buộc lòng các vị phải nhận ra được điều này để tự chiến thắng lấy chính mình. Chứ đừng nói là ông Phật nào thử hay là cái gì thử cả. Thói quen các vị thử các vị mà thôi. Cho nên các vị phải thấy như vậy. Cho nên ý nghĩa ma chướng trong Phật Pháp nó không mang cái nghĩa của một ai đem đến cho các vị. Tự nghiệp chướng trong nhiều đời, tự cái gì trong nhiều đời, tự thói quen trong một đời và nhiều đời, tự nghiệp cảm của mình do hoặc là mình ít phước, tất cả những cái đó nó sẽ làm những rào cản mà mình cảm thấy khó trên cuộc đời này, khó tu, có học và khó vượt qua. Ở đây là nên nhớ như vậy. Một số điều, những điều nghịch cảnh không phải do cái vấn đề thói quen mà do mình tự tạo ra nữa. Có những khi ăn chay trong nhà, ví dụ ngày xưa mình chưa ăn chay, gia đình mình cùng ăn chung một bàn, vào đúng giờ, ăn đúng bữa, cùng chung một mâm, chia sẻ đủ thứ trên cuộc đời. Bây giờ khi ăn chay thì phân tách ra, người này ăn chay, người này ăn mặn, rồi người này ăn giờ này, người kia giờ kia, rồi chén này tao, chén này nhà mày, chén này của tôi, chén này của ông, ha, tất cả những đồ này nấu chay, đồ này nấu mặn, nó rối lên, nó làm cho người ta cảm thấy phiền phức. Rồi người ta phiền phức, người ta cứ làm cho mình, trách móc mình hoài, cái đó tôi ăn chay mà quỷ khảo tôi, ha. Có những cái tự mình tạo ra, mình không tế nhị và khéo léo trong việc học tu, mình cảm thấy chủ quan cho cái việc mình làm đúng mà. Mình cứ nghĩ mình làm như vậy là tốt, là đúng, mà tại sao những người này lại không thừa nhận? Vì cái quan niệm cho mình là đúng đó, cho nên là mình bất cần, cứ nói gì nói, mặc kệ ông, tôi xem ông như là ma chướng, tôi cứ làm. Nè, đó là chúng ta tự thách thức và làm rào cản. Cho nên á, con người học tu phải tùy duyên và quyển chuyển. Mình thách thức chừng nào thì cái chướng ngăn này càng khó chừng đó. Cho nên thay vì cũng một người học tu được mà người ta không bị cản trở nhiều là bởi người ta khéo léo trong việc học tu. Học tu cũng là một nghệ thuật đó các vị. Một nghệ thuật mình làm sao không biết, mà mình làm sao bảo vệ được việc tu học của mình là được rồi. Không cần nhất thiết phải cho người khác biết là cái này tốt, cái này là cao thượng, cái này là thế khác cả. Và đừng cảm thấy là tôi ăn chay là tôi sạch, người ăn mặn là dơ, tôi dày là quý, người khác là tiện. Tất cả những ý niệm này đừng nuôi trong. Như vậy là mình hạn chế bớt đi giết biết bao nhiêu là rào cản trong này. Cho nên cái việc ma chướng là một cái điều đó chúng ta nên suy nghĩ. Tất cả
những cái sự ràng buộc này nó chỉ có hai lý do. Một là do chúng ta dụng về tạo ra, và hai là do những tập khí nghiệp cảm thói quen trong một và nhiều đời nó tạo ra chúng ta. Các vị cứ quán chiếu lại, sự tu học có trở ngại đều là như vậy cả. Đó. Cho nên khi mà chúng ta học tu thì những cái câu như thế này chúng ta ngồi phải suy tư để chi? Để tự mình hóa giải lấy chính cái con đường mình đang đi, và tự mình phải hoàn thiện được một cái cách nào khôn ngoan nhất cho con đường mình đã chọn. Vậy thôi chứ không có gì cả. Cho nên xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Sự thật các vị, đời tu là một điều vô cùng quan trọng. Tu được đến nơi đến chỗ là rất tốt. Sự thật, ở trên đời này không ai ép ai tu cả. Tu hay không là việc cá nhân của mỗi người. Và tu được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Chúng ta đừng có một quan niệm rằng tu là phải đi chọn con đường. Chọn con đường thì tốt, mà không chọn con đường thì cứ đi theo khả năng và nhân duyên của mình. Tôi đã giảng cái điều này trong cái đĩa tu xuất gia và tu tại gia, tôi đã nói rồi. Xin thưa các vị, chúng ta thường có quan niệm rằng khi một người tu hoàn tục, chúng ta xem đó là như một gì xấu xa, tội lỗi. Ai quan niệm vậy là hoàn toàn sai lầm trong vấn đề nhận thức và khích lệ sự tu tập. Chúng ta cứ quan niệm rằng một người đi tu giống như một sự bỏ cuộc, một sự thất bại nào đó, hay là một cái gì đáng sỉ nhục, nhục chỗ nào, người ta tội gì. Các vị nên nhớ như vậy. Chúng ta suy nghĩ một cái cách mà nó tiêu cực vậy, cho nên con cái chúng ta nó xin đi tu, má ơi con đi tu nha, ba ơi con đi tu nha, chúng ta làm sao? Mày nhắm mày tu được chọn đời mày. Tại sao phải là đi tu chọn đời? Chúng ta có cái quan niệm này mà cắt đứt những nhân duyên của những người đến với đạo. Chúng ta hiểu được điều này về nghe lại cái bài tu xuất gia tu tại gia tôi phân tích ở trong đó rồi. Hay là cái bài đối trị phiền não, tôi có giải một cái điều là tu sĩ có phiền não không? Trong đó, các vị nghe lại. Nhưng tôi muốn nói một cái đoạn ngắn ở đây thôi. Mai này con cái các vị có xin má ơi, ba ơi, con đi tu, thì nói là được rồi, cứ đi đi con, tốt lắm. 3 tháng cũng được, 5 tháng cũng được, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Không tu được trọn đời, ít nhất con cũng học được Phật Pháp. Mai này con cũng là một công dân tốt. Không là tu sĩ thì cũng là một công dân biết đạo lý. Có phải ngay chỗ này, trong vô số đứa nó đi tu bằng cái cách đó, nó sẽ còn lọt lại một số đứa. Ví dụ một số người đi tu 1000 đứa, nó hoàn tục 90 đứa hay 900 đứa, thì nó cũng còn lại sót 100 đứa. Hay là thậm chí còn sót lại người tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí trong đó một số nào đó tu trọn đời. Như vậy cái lớp lớp người chúng ta cứ đi hoài, cứ để lên sàn, hạt nào nhỏ cứ lọt. Tại sao sàn mà phải buộc cái gì nó cũng nằm hết trên sàn được? Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở đây khi tu học, chúng ta phải cởi mở ra. Chúng ta cứ xem như những người chối bỏ hay những người hoàn tục là cái gì xấu là không đúng. Đức Phật cho phép mỗi một vị có khả năng hoàn tục tới 7 lần. Tôi nghĩ điều đó Đức Phật cho phép hoàn toàn có lý do đó. Nhưng mà tôi kể chi nó dài dòng. Nhưng đại khái là tôi muốn nói như thế này. Thực tế trên cuộc đời này ít ai có thể hoàn tục 7 lần lắm. 3 lần là sống không nổi trên cuộc đời này rồi. Có phải không? Đi vô đi ra 3 lần già chết rồi, chưa kịp gì hết á. Nhưng mà trong luật Đức Phật đã như vậy, nhưng mà trái lại chúng ta lại khắc khe hơn Đức Phật. Chúng ta khắc khe như vậy vô tình cắt đứt biết bao nhiêu nhân duyên của những người đến với đạo, có thể 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Chúng ta làm giảm đi sức trưởng thành của Phật Pháp mà chúng ta tưởng tượng rằng hay lắm. Cái chỗ này quan trọng. Chúng ta thấy tại sao Phật giáo Thái Lan phát triển một cách cao độ và mạnh mẽ như vậy. Tất cả những công dân Thái Lan khi lớn lên phải đi tu ít nhất là 3 tháng. Khi có 3 tháng tu rồi, trong chùa cấp cho một cái giấy chứng nhận. Có giấy chứng nhận này mới đi xin việc làm được, mới cưới vợ được, mới làm tất cả các thứ khác được. Không có giấy này không ai nhận làm bất cứ một việc gì, thậm chí không ai gả con cho mình hết. Như vậy thì cái này như thế nào? Trong 3 tháng đó anh tuyệt đối anh không vi phạm bất cứ một điều gì hết. Khi phạm bất cứ một điều sai phạm nào, anh lặp lại 3 tháng tiếp tục. Đây là quy luật của Thái Lan. Vì vậy hàng triệu người đi tu bằng cách đó thì nó sẽ sót lại được hàng trăm người, 200 người, 1000 người, 2000 người đi tu 5 năm, 10
đừng cho cái đó là hay. Về nghe lại ý nghĩa bài tu xuất gia tu tại gia đầy đủ, không giảng thêm cái điều này nữa. Cho nên ở đây, cái việc xây dựng đạo hạnh, đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng là chí nguyện không kiên cường, sự thật. Chúng ta khi từ bỏ cái cuộc đời của một chiếc áo nhà tu là có sự yếu đuối. Yếu đuối với con đường tu hành chứ không phải yếu đuối với những cái khác. Vì vậy, cái gì nó cũng có cái thử thách của nó. Học, thi cử, đó là chuyện đương nhiên. Vượt qua được kỳ thi, chúng ta sẽ được lên lớp. Không thể nào mà học mà lên lớp mà không có thi cả. Chúng ta phải biết được chỗ này. Cho nên thi là cái để đánh giá được chất lượng và khả năng học của chính mình. Vì vậy người tu cũng vậy, những lần vượt qua bao nhiêu sự trở ngại của con đường tu hành cũng để đánh giá chính mình. Ngày nào còn đủ sức vượt qua thì cứ vượt, ngày nào không đủ sức nữa thì bỏ cuộc, đó cũng là chuyện bình thường. Ở đây hoàn toàn có những người nói rằng tu mà bỏ cuộc như vậy mất hết tất cả. Giống như ăn chay 20-30 năm tự nhiên bác sĩ kêu gì đó đề nghị ăn mặn, ăn mặn cái mất hết tất cả. Các vị cứ nghĩ vậy đúng không? Đúng không? Không có đúng chỗ nào cả. Tôi ví dụ nè, cái bao tử các vị ăn 3 chén mới no đúng không? Bây giờ các vị mới ăn có 1.5 chén à, cái các vị có lý do gì đó các vị không ăn nữa, cái các vị không ăn nữa các vị nói rồi mất hết tất cả, phải không? Các vị suy nghĩ đi, nó chưa no nhưng không phải là nó không có gì. Ví dụ bây giờ tôi thay vì tôi ăn 60 năm tôi mới chọn con người của tôi, lúc đó tôi mới chết đi. Mà bây giờ mới ăn 30 năm mà giống như ăn 3 chén cơm mới ăn 1.5 chén à. Rồi bây giờ có một lý do gì đó không ăn tiếp tục được nữa thì mất hết sao? Không có đúng. Ăn chay một bữa có ý nghĩa một bữa. Nếu nói như vậy những người ăn chay kỳ á là mất hết rồi, đổ sông đổ biển á, khuyên khích ta ăn chi, dụ người ta á. Có phải vậy không? Chúng ta có những cái sai lầm. Giá trị của ăn chay không phải mang cái nghĩa là tính ngày hay là cái gì đó nó đi như vậy, mà chúng ta phải thấy được nó có ý nghĩa trong từng bữa ăn và lúc nào làm được cứ làm. Còn khi nào không làm tiếp tục thì cái phước báo mình nó dừng tới đó, và tạo nghiệp này nó tất chấp nhận tạo nghiệp, thì cái vấn đề này chúng ta phải tính khác. Chứ không thể nói rằng những quá trình này nó bỏ đi. Thì tu hành cũng vậy, ai tu được 5 năm, 10 năm, 20 năm là cái duyên của người đó. Khi người đó hoàn tục hay một bất cứ lý do gì đó thì cái nhân tố này nó sẽ còn trọn vẹn trong lòng đó. Nếu quá trình tu học được nhiều công đức nó cũng giữ ở đó. Có một cái duyên khác nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển trong đời này và nhiều đời khác nữa. Thành ra sự học và tu, các vị cứ tu và học. Đừng có bao giờ nản lòng hay là đừng bao giờ suy nghĩ những cái máy móc như thế này. Nhưng tôi nói trước cho các vị, con đường tu là một con đường đầy cạm bẫy và thử thách. Chúng ta cứ thi, ngày nào chúng ta không thi nổi, chúng ta cứ bỏ cuộc. Đó là chuyện bình thường. Đừng xem sự bỏ cuộc như một sự nhục nhã gì đó là sai lầm. Tại tự chúng ta đưa lên một cái suy nghĩ, chúng ta tưởng tượng mà thôi. Con đường tu này chúng ta không có lỗi. Ai tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên cái việc học tu ma chướng là cái chuyện mà chúng ta thấy là không thể không có. Bất cứ một người tu nào là vậy. Quan trọng nhất trong cuộc đời tu mà ma chướng lớn nhất đó là tình ái. Bởi vì tình ái không có tội, cho nên chính cái chỗ đó mà nó là cái điều mà làm cho người ta dễ dàng rơi vào trong sai lầm nhiều nhất. Đức Phật không có tội về tình cảm, đó là bản năng tình cảm, đó mới chính là con người mà. Nhưng mà Đức Phật đã từng nói ra quan trái đau khổ ở trong đó. Mà người tu thì có một cái điều quan trọng là người tu cần phải chối bỏ những cái tình cảm cá nhân như thế này để trở nên một con người gọi là sống vì tất cả. Thì ở đây nó có hai lý do để nói. Mai này có một ngày nào đó tôi giảng với các vị với cái đề tài là tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống độc thân, thì tôi sẽ cho các vị những thông tin này để chúng ta hiểu rõ hơn, chứ không phải là giảng hôm nay ha. Và cái điều này tôi nói một cái phần rất quan trọng trong cái bài tình yêu hạnh phúc và quan trái, tôi có nói rồi các vị tìm hiểu lại. Nhưng mà trở lại vấn đề này, tất cả các thử thách này để giúp chúng ta trưởng thành về trí tuệ và đạo đức.
Người tu phải có những thử thách. Nếu tu cuộc đời bình thường và im ả trôi qua thì ai tu cũng được. Nó là như vậy. Cho nên khi tu được và tu không, không mang cái nghĩa là đánh giá người ta tốt xấu. Mà ai không tu tiếp tục thì thôi. Những người ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, hoặc là không phạm giới luật, là cái điều đó chúng ta phải thừa nhận. Cái chuyện đó không có bao giờ mà chỉ trích những cái mà quá đáng và không đúng. Cho nên chúng ta đừng cắt đứt những nhân duyên của những người phát tâm tu bằng cái con đường như thế này là rất là tiếc. Biết đâu cái sự tu tập đó nó sẽ là cái thắng duyên, nếu những người có thắng duyên tốt. Nhưng cái chuyện tu tập ban đầu nó sẽ giúp cho người ta đi tu trọn con đường. Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng có cho người ta những cái câu mà nó gọi là khó nghe như vậy. Các vị hiểu điều này không? Thông cảm, rất thông cảm, để khuyến khích cho con cái mình tu học. Cho nên câu mà xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Thật sự khỏi cầu, cầu không cầu gì nó dẫn đến như vậy. Đó là quyền nguyên tắc. Muốn đi đến trên con đường này, các vị từng chơi game các vị biết mà, đúng không? Không, muốn đi đến mục đích này tự nhiên đơn giản, chạy te te cái đến đó cái thắng à. Đâu có đơn giản như vậy. Các vị khỏi cần cầu những cái điều đó, nó tự nó ra mãi mãi như vậy đó. Qua được thì tốt, qua được con nào hay con đó, qua được lỗ nào hay lỗ đó. Còn ở phía trước nó hàng trăm con, hàng trăm lỗ đó đó. Tư mà đi chơi. Người nào qua được nhiều hay nhiều. Cái đó là nó như vậy. Khỏi cầu nó vẫn là như vậy. Chuyện tu là nó giống vậy các vị. Cứ từng ngày phải vượt qua những thử thách một. Và từng ngày chúng ta phải tự chiến thắng với mình trong từng ngày một. Các bạn mình nhớ vậy. Cho nên ai hỏi tôi là nghi thế nào, tôi nói với các vị là tôi không bao giờ tôi nguyện tu trọn đời gì hết. Ngày nào tôi đặt cái bước chân xuống như này, tôi biết tôi đặt rồi. Bước chân đó tôi đang dở lên, tôi chưa biết nó là cái gì. Chừng nào tôi đặt nó hỏi tới đâu, từ nào tôi đặt xuống tôi tính. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta phải tự hoàn thiện và tự cố gắng từng bước chân một. Chứ đừng nói là tôi sẽ nhảy tới đó trong với thời gian nào. Ai nói như vậy tôi thách thử đó. Tôi cá cái gì cũng cá đó. Muốn đạt được mục đích phải đạt được từng bước chân một này nè. Chứ đừng có nói nhảy một cái là tới. Làm được điều đó người ta thành hết rồi, thành Phật hết rồi. Chứ không có lang thang theo chúng ta như thế này đâu. Phải nhớ là như vậy. Cho nên cái câu này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ, tu hành là một sự thử thách, ma chướng hay là những trở ngại của nó là chuyện bình thường. Đừng nản lòng, đừng xem những thử thách là một nản lòng. Ai có ý chí và suy tư được tích cực điều này thì chúng ta sẽ giúp mình vượt qua được tất cả những gian nan và thử thách, và sẽ có khả năng thành công. Nhớ là như vậy. Chứ đừng đi tìm một con đường yên ả, không bao giờ có đâu. Tiếp theo, thứ năm là việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Cái câu này y như câu thứ hai. Nó giống như cái câu thứ hai là ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Giống như vậy, chúng ta khỏi cần bàn. Hai câu này ý nghĩa tương đương. Câu thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Câu này các vị hiểu không? Đâu ai hiểu sao, giải thích tôi nghe thử chút coi. À, phải làm luôn. Xin thưa các vị, tôi cũng ngồi tư duy điều này đó. Thật sự cũng ngồi suy nghĩ tới lui những cái điều này đó. Có những câu rất đơn giản nhưng tại sao lại là như vậy? Thì tôi cũng suy nghĩ lại chính tôi, nó có chuyện như này, kể nó giống thôi chứ cũng không là giống lắm. Nhưng mà tôi nghĩ nó giống như thế này. Tôi thường tự nhủ, tôi nói cuộc đời giảng sư rất là bạc bẽo. Các vị hề không hiểu câu này đúng không? Có những cái nó bạc bẽo thế này, nói để vui thôi chứ không phải nói để trách nha. Có những lúc người ta đau khổ, người ta cứ điện liên tục bất tận. Thậm chí tới 2-3 giờ khuya người ta vẫn điện như thường. Bây giờ chuyện con nó xảy ra vậy, chồng vậy, vợ vậy, này kia ha. Bây giờ phải làm sao thế này thế khác. Tôi mà cứ bắt tôi giải quyết hoài mấy chuyện đó hoài, mệt mỏi lắm á. Nhưng mà nói ra đây, thậm chí có những khi tôi phải chấp nhận một cái cuộc quá giải tới 3-6 tháng, chứ không phải là vừa. Nhưng mà khi quá giải tốt rồi, mọi việc xong rồi, một năm sau chưa có điện lại hỏi thăm tôi.
vị nói để nghe chơi chứ không phải là trách. Tôi không có buồn vui gì mấy cái chuyện đó đâu. Khi người ta không điện hỏi thăm, tôi cảm thấy mồ Phật. Chúng sinh được an lạc rồi, an cư lạc nghiệp rồi ha. Tôi mừng ha, tôi có buồn. Nhưng mà cái điều này tôi suy nghĩ là thông thường là con người vậy. Ở đời các vị có những dạng người như thế này. Khi người ta làm ăn được, hay là người ta đã mình mới cho tiền, hay là cái gì xong xuôi rồi đó, người ta đi một cái nơi biển biệt mà không biết đi đâu, và không có liên hệ gì hết. Lâu lâu cái nghe điện về, à chị ơi khỏe không, anh ơi khỏe không, là mình chuẩn bị biết có chuyện rồi đó. Có chuyện gì? Chuẩn bị móc túi nữa chứ làm gì. Miễn mà anh ơi chị ơi khỏe không là biết chuẩn bị rồi, mày hết tiền mày móc túi tao chứ không có gì hết. Có phải không? Cái câu này á, điều này để chúng ta suy nghĩ cái gì? Giao tiếp thì đừng cầu lại mình gì, cầu lại mình mất đạo nghĩa chỗ này. Mình làm chỗ này mình không còn giá trị nữa. Tình nghĩa phải có sự tôn trọng. Nếu cả hai không có sự tôn trọng mà chúng ta gọi là cái tình này đi trọn á, chỉ có cha mẹ hay là con cái thôi chứ không thể nào mà tình bạn song phương mà làm được cả. Tại vì cha mẹ thì không có tính sổ với các con đâu, không có hơn thua hơn kém cái chuyện này. Nhưng mà nếu chúng ta giao tế ở ngoài, gọi là giao tế làm ăn, bạn bè và mọi thứ, thì không khéo người ta sẽ cho mình cái câu là lợi dụng thôi, thì người ta sẽ có cái sự khi dễ mình trong lòng, thì đạo nghĩa còn gì nữa. Tôi nghĩ câu này nó như vậy, không biết có phải vậy không. Ở đây là tôi nghĩ tạm thời là như vậy, bởi vì có những cái nghĩ không ra. Cho nên ở đây câu giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình mất đạo nghĩa thì nó như vậy. Cho nên chúng ta chơi với ai, đừng để người ta có một cái câu gọi là thấy người sang bắt hoàng làm họ, là chỗ này. Cho nên có những khi chúng ta chơi rất là trượng phu. Khi được nể kính rồi thì cái gì cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta đã trước khi chúng ta chơi mà chúng ta đặt ở trong lòng một cái điều là phân tích hơn kém trong đó quá, thì nó không có đạo nghĩa. Tình ở trong này nó là những cái mà để gọi là suy nghĩ để tự lợi dụng với nhau là chính. Thành ra ở đây đừng dễ vui và đừng đơn giản để làm mất giá trị của mình bằng những cái rất là thông thường như thế này. Cho nên chúng ta ai cũng phải có sự tự trọng, để khi chúng ta giao tế với nhau phải có sự tương kính. Và bên cạnh đó, nếu muốn có sự tương kính thì chúng ta phải có chữ tín trong cuộc đời. Trong cuộc sống chúng ta phải có cái chữ tín này mới là quan trọng. Nhớ là như vậy, phải có chữ tín với tất cả những cái người chúng ta đối nhân xử thế, thì ở trong đây chúng ta mới có thể bền bỉ và lâu dài được. Câu này tôi suy nghĩ nó chỉ tới đó thôi. Nếu các vị có những gì cao siêu hơn hoặc nghĩ ra được tốt hơn thì cứ bổ sung vào ha. Tiếp câu thứ 7, có ai bổ sung thêm không? Xin mời. Coi như là tạm dừng tới đó đi ha. Thứ 7 là với người đừng mong tất cả đều thuận chiều theo ý mình, vì được thuận chiều theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Có không? Có. Cái này phụ nữ chiếm nhiều. Hả? Phần lớn á thì á, cái này là cái nữ tính thôi. Mới đầu chỉ là muốn chiều để được việc, hay là muốn chiều để thể hiện nữ tính, nhưng lâu dần nó thành cái quai nào không hay. Nó là vậy. Mới đầu chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ làm với nữ tính để được yêu thương, để được cái gì đó. Nhưng mà con người người ta được voi đòi tiên là chỗ này. Hoặc là một câu rất đơn giản là được nước làm tới, là vậy. Vì những hành động, những cái nhất là với vấn đề chung sống vợ chồng, hay là giữa cha mẹ con cái đều cũng vậy. Tất cả những cái điều này chúng ta thấy rằng ai mà được thuận chiều nhiều quá, cái lòng tự kiêu và tự phụ người đó lớn lắm. Lớn một cách rất là vô tình, một cách rất là âm thầm. Một ngày nào đó nếu có một lời nào đi ngược lại hoặc có thể ngăn đón điều này, là chúng ta có thể là trỗi dậy cái bản ngã, và chúng ta sân si và chúng ta tức giận liền. Cho nên á, nếu ai khéo hiểu được cái điều này thì đừng leo thang bằng cái cách này. Con người chúng ta tự cho phép mình bằng những cái rất là vô tình các vị. Rồi thời gian trôi qua lần lần nó tập nhiễm mình thời nào không hay. Các vị biết vua chúa đó, ngày xưa
dễ sân nè, những người lãnh đạo dễ sân si nè, những người vua chúa ngày xưa là nói nghịch chí vua là chém đầu bởi vì bản ngã quá lớn. Mình nói ra một điều như một quyền hành, và mình trong cái lời nói đó mình muốn tất cả mọi người đều phải nghe và chấp nhận. Giống như là nói chó là phải nghe chó, mà nói mèo là phải nghe mèo. Dầu á, ông thấy con chó ông nói con mèo, nó cũng nói mèo mèo đó. Cái đó là nó như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy nè, trong một hoàn cảnh chúng ta được yêu thương, chúng ta được chiều chuộng, thì cái bản ngã và sự kiêu sa chúng ta nó lồng vào trong đó. Cho nên thậm chí con cái và cha mẹ nữa, nếu được tưng chiều quá đáng, mai này cái gì mình ngăn nó bỏ nhà đi liền, hoặc thậm chí nó chống đối liền, đó là đi ngược với cái thói quen nó từng được yêu chiều. Và sự tu tập của chúng ta phải để ý chỗ này. Ở đây khắc phục được một tập khí, một tật xấu là một điều tu tập. Cho nên á, người Phật tử cần phát hiện ra, đừng để tự ngã và kiêu ngạo bằng những cái như vậy, tự hại mình khổ thôi. Nên tập mình có một cuộc sống làm sao cho có bản lĩnh tế nhị hiền hòa mà phải tốt đẹp. Chúng ta đừng thấy á, ví dụ được chiều hoài riết rồi thỉnh thoảng khi sốc một cái bản ngã mình nổi lên, hoặc kiêu sa nổi dậy, hoặc bị tổn thương về bản ngã và tự ái, thì người biết tu là phải nhận ra ngay. Phải nhận ra đúng rồi, mình được chiều, mình thế này thế khác, bây giờ bản ngã mình leo thang thầm lặng như thế này. Người tu sĩ cũng vậy, ai vô cũng chắp tay lại thầy mô Phật cung kính, cái bản ngã âm thầm tự lên hồi nào không hay. Ai gặp cũng thầy, ai gặp cũng thầy, ai gặp cũng thầy, là tự nuôi cái bản ngã mình một cách rất vô tình. Mai này ai kêu gặp kêu bằng anh nóng liền, có phải vậy không? Chịu không nổi rồi á, được cung kính quen rồi, gặp một số người khác họ không cung kính giống như vậy thì cảm thấy rất là khó chịu. Nếu một người tu phát hiện ra được cái điều này thì phải nhận ra được điều gì? Chúng ta được tăng dần bản ngã trá hình. Cái việc cung kính hay không là cái việc của Phật tử. Có sai lầm, có tội hay không là tùy những vấn đề Phật tử. Nhưng mà trước hết chúng ta phải tự phát hiện mình ra được cái đã. Cái chuyện Phật tử cung kính hay không mình phan hay nói người ta, nhưng mà xét lại lòng mình có bị đau khổ hay khó chịu, hay là có bị tổn thương ngay lúc đó không, để nhận diện ra được rằng cái sự kiêu ngạo mình nó có một sự âm thầm, dù là sự kiêu ngạo trong cái vấn đề Phật pháp cũng là một thứ kiêu ngạo mà thôi. Đó. Cho nên ở đây có cái điều mà giống như là tôi đã từng cho thí dụ trong một cái bài giảng gọi là giải thoát là gì, tôi đã giảng tại Adelaide đó. Thì tôi có nói như thế này, mà cát á, rơi vào mắt sống không? Sống. Chúng ta vì cho nó là mạ cát cho nên tìm cách móc nó ra cho đỡ sống. Nhưng mà mạ kim cương và mạ vàng rơi vào mắt sống không? Sống. Nhưng mà sao? Quý quá anh bụm lại, có phải không? Sợ nó gớt. Chúng ta sai lầm chỗ này. Chúng ta vì cái kia chúng ta cố tình chúng ta móc ra thì gì á, chúng ta cho nó là cái đồ dởm không có giá trị, là cát. Nhưng mà bây giờ á, rớt cái khác vô nó sốn lắm, nhưng mà nó là mạc kim cương, là mạc vàng mà. Bụm lại thà chịu sốn mà, kệ đó. Chúng ta thấy cái chỗ này chỗ nào. Cái ý nghĩa ở đây không phải là mạc cát hay là mạc kim cương, mà cái mà nó làm cái nào mình sốn mắt là mình phải móc nó ra. Chúng ta cho những danh lợi trong xã hội, những lời xưng hô là giả tạm. Chúng ta cho những cái đó là phù hoa, là hư giả. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại đau khổ và chấp ngã và khó chịu với những lời xưng hô của đạo pháp, thì chúng ta chối bỏ cái mạc cát mà chúng ta lượm cái mạc kim cương á. Cái chỗ này quan trọng lắm. Thành ra phải nhận ra được mình ngay. Việc Phật tử sống trong một cái tổ chức hay là cái sự xưng hô, mình tùy nghi hướng dẫn, nhưng mà đừng sân si, bất mãn và khó chịu. Mình phải làm sao mình phải tự tại và tự mình một cách bình an với những điều như vậy, và mình tùy duyên để giúp cho người ta chuyển hướng lại là vấn đề mới quan trọng. Cách nào để giúp cho người ta hiểu được Phật pháp, chứ đừng có bắt thế này thế khác, thế này thế khác, sân si như vậy thì nó lại mất tư cách của một người tu. Đó là biểu hiện của sự kiêu ngạo nữa. Thành ra ở đây trong cái vấn đề là với người đừng mong cầu tất cả đều thuận chiều theo ý mình.
vì được thuận chiều theo ý mình thì lòng tất kiêu căng là chỗ này. Khi mình là một nhà tu mình nói ra ai cũng nghe mới mốt có người nào chống lại cái mình thấy khó chịu. Xin thưa các vị, phải tập làm chủ như những điều này. Về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là nhẫn nhục giải quan khiên ha, sẽ giúp cho chúng ta được tư duy cái điều này. Thật ra điều này sân si, ngã mạn, kiêu ngạo ít lợi gì cho chúng ta, không có lợi gì cả. Nó làm chúng ta đau khổ, mất nhân cách và kém phúc đức lại mà thôi. Phải nhận ra ngay được điều đó để cứu lại những cái tình trạng này. Có thể các vị bị bức xúc phát tác là cái điều đó trong ý niệm, nhưng phải kịp thời nhận ra ngay được những điều đó có trong lòng mình. Đừng đồng quá mình với những ý niệm đó, mình cho là đúng cái tự nhiên rồi mình trở nên cập nhật với sự sân si, rồi cuối cùng mình trở nên một sự kiêu ngạo trong thế này thế khác là không được. Gia đình mình cũng vậy, vợ chồng, con cái, cha mẹ phải thế này thế khác, phải tự nhận ra được những cái điều mà mình có những cái mình đúng và có những cái mình sai. Cha mẹ, con cái, vợ chồng tự góp ý nhau, mình phải cởi mở để mình tiếp thu một vấn đề cho tốt. Còn bằng độc tài, quyết đoán, bằng những cái cách mà chủ quan thì mình hại mình, hại người và đôi khi hại cả công việc. Phải nhớ là như vậy. Nhưng mà con người mình nó thầm lặng lắm, nó nuôi một cách thầm lặng như vậy. Ai được tung tiêu nhiều thì cái sự tự ngã này nó âm thầm nhiều. Nhưng mà các vị biết rằng được tung tiêu trong nhà thì có thể dễ đó, nhưng mà bước ra ngoài đời có được tung tiêu vậy hay không lại là chỗ khác. Cho nên ở đây nếu chúng ta cứ tập quen với những cái điều giống như trứng mỏng này thì ra ngoài chúng ta sẽ bể liên tu bất tận. Nhớ là như vậy. Cho nên phải tập như một trứng luộc thì mới có thể ra ngoài chúng ta đối diện được. Trứng nhưng mà đừng có trứng tươi mỏng như vậy á, nguy hiểm lắm. Trứng nhưng mà tôi luộc càng lâu càng dữ á. Phải nhớ là như vậy. Con người mình phải tự khôn ngoan để tồn tại. Bằng cái cách gì đó tôi có thể an lạc được, tôi cứ làm. Thành ra đừng vô tình để những tự ngã, tự ái nó phát tác như thế này thì nó trở nên một cái tánh xấu. Có thể ở nhà mình tự ái, tự ngã, tự kiêu á, do chồng mình, cha mẹ mình thương mình quá, thấy tự kiêu cũng thấy dễ thương. Nhưng mà ra ngoài kiêu người ta không thương đâu ạ. Ta thấy ghét lắm á. Nhớ là như vậy. Thành ra đây là phải tự mình hiểu được với chính điều này để mình tự khắc phục mà thôi. Tất cả phiền não tập khí rất tiềm tàng và rất dễ dàng được mình bảo bọc nó bằng một sự trá hình nào đó. Tu hành là phải cố gắng nhận ra điều này. Mỗi một người tự cứu lấy mình thôi, không ai cứu chúng ta được đâu. Điều thứ 8, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ. Hiểu không? Câu này quá dễ phải không? Có thể ví dụ vậy. Này ví dụ vậy thì dễ hiểu mà hơi kỳ kỳ. Ở trong cái tâm lý học á, nó có cái này rất là hay. Nó có cái từ gọi là lây lan tình cảm đó các vị biết không? Cái từ nó mới đầu mình đọc mình không hiểu, nhưng mà cho ví dụ mình sẽ hiểu. Thì trong đó người ta có cái gì này nè. Có một cô gái đó, anh chàng này thích mà không biết làm sao để chinh phục được cô ta. Nhưng mà đối diện thì cô ta lại không thích. Cho nên anh chàng làm một cái điều nó đặc biệt là như thế này. Tập làm một cái thói quen là mỗi một buổi sáng anh ta đều đem một bó hoa tới ngay cửa nhà của cô ta để. Thì ngày đầu đó bó hoa đó với những cái dòng chữ tên tặng gì đó, cô ta cảm thấy rằng cũng không thích thú gì riêng cái chuyện này. Nhưng mà cả tu như vậy, ngày nào cô cũng được nhặt cái những bó hoa như thế và nghĩ xem nó cũng bình thường, cũng như một thú vui. Nhưng bắt đầu tôi tiếp tục những ngày sau anh ta vắng đi chừng 3-4 ngày. Thì cái ngày hôm sau bắt đầu ngày thứ 8 tự nhiên ra không thấy bó hoa. Thấy thiếu không? Tự nhiên nó thiếu một cái gì đó, ủa kỳ vậy ta? Bắt đầu suy nghĩ rồi vắng 3-4-5-7 ngày cái bắt đầu mới gửi bó hoa lại. Khi mà quay lại gặp bó hoa mừng không? Mừng. Cái đó người ta gọi là lây lan tình cảm. Có nghĩa là để tập cho người khác được một cái sự chiều chuộng và cái giống như là cái sự tân bốc vậy đó, thân thẳng yêu mến và một cái gì đó. Thì trong cuộc đời nó như vậy. Người ta thường thường người ta muốn chinh phục ai với cái ý đồ thì người ta dễ dàng dung túng tiền bạc hay là tất cả mọi thứ. Thậm chí ở đời người ta hay gọi là ga lăng.
ga lăng á, có nghĩa là thế này thế khác, lo lịch sự đủ thứ tất cả các điều để làm sao chinh phục được người đó. Cái người đó đó, cái cách giúp đỡ đó, nó không mang cái nghĩa là cao thượng của một con người làm, mà nó mang tới tính cách là gì? Thiên ân mà cầu đền đáp, hoặc là thấy người ta sẽ thành công ở tương lai. Giống như là trong một số bộ phim chúng ta từng thấy là những học trò thi cử đó, rồi được người bên kia thấy rằng tương lai người này sẽ trở thành trạng nguyên gì đó, mới giúp đỡ đủ thứ điều, mong rằng anh này trở thành trạng nguyên về để mà cưới con mình, anh là thế này thế khác. Nhưng mà khi anh ta thi trượt ngay sao? Trở mặt như trở bánh tráng vậy đó. Thì cái này gọi là thi ân cầu đền đáp, là thi ân có mưu tính đó. Trong xã hội này một số người, đối với đạo Phật thì tôi không thấy, giúp đỡ tất cả mọi người, không mang tính cách là anh là tôn giáo hay là không tôn giáo, tin Phật không tin Phật. Nếu vấn đề để cứu khổ thì những người này chúng ta cứ làm. Nhưng mà một số những người khác thì lại có điều kiện, phải theo tôi, phải theo quan điểm này, phải theo tôn giáo này, tôi mới giúp và tôi làm điều kiện cho. Đó là thi ân có mưu tính. Cho nên ở đây để gọi là một sự cao thượng, tôi cho các vị nhận thức từ một cái tầm độ thấp cho đến dài dài đến cái cao, và cao hơn nữa là sống trong cuộc đời chúng ta đừng bó gọn theo cái quan niệm đó. Một con người trở nên vĩ đại và được nhiều người biết đến là người này có một tình thương không biên giới. Chúng ta đừng mong rằng chúng ta làm để một ai đó đáp trả. Sự thật, nếu làm như vậy, đời chúng ta sẽ thất vọng không biết bao điều. Trên cuộc đời này không phải chúng ta giúp ai là người đó trả mình đâu. Chúng ta phải suy nghĩ một cách thoáng hơn. Giúp là cứ giúp, trong cái nào khả năng giúp được cứ giúp. Nhưng để nghĩ rằng giúp để mai này người đó giúp lại thì nó có nhiều điều vấn đề xảy ra lắm. Vấn đề thứ nhất, người đó không giúp lại mình thất vọng. Vấn đề thứ hai, một mai nào đó mình có cái sự thiếu kém nào đó quay trở lại mà người ta không giúp thì mình lại đau khổ hơn. Cho nên ở đây người ta hay nói cái câu mà ăn rồi quẹt mỏ như gà đó, là cái câu để người ta chỉ những người phản phúc. Và bên cạnh đó người ta dạy mình thêm một câu nữa để mình tư duy là có tiền nên cho chứ đừng cho mượn. Cho thì bất quá tạo ra kẻ vô ơn, còn cho mượn thì tạo ra một kẻ thù. Ở đây thì người ta có nói cho mình để thấy rằng nếu chúng ta đã chấp nhận gọi là làm việc tốt thì hãy làm cho trọn. Chúng ta cứ giúp, mai này nó giúp lại thì tốt, không giúp lại cũng chẳng hề gì. Đời chúng ta không phải giúp người này để người này giúp lại, mà đời chúng ta sẽ cho một ai đó điều gì thì đời này nó sẽ ban tặng chúng ta một điều tương đương hoặc thậm chí hơn điều đó nữa, nhưng mà không nhất thiết là phải người đó. Chúng ta nhớ là như vậy. Có phước trên cuộc đời chúng ta không bao giờ sợ mình đau khổ đâu. Những cái gì đó người ta nói là lù khù ông cù độ mạng là chỗ này. Cho nên hãy làm với tất cả các việc, cứ làm, thấy cần làm, đừng trách cứ, đừng trách móc gì cả. Hãy tập cho mình có một cái tâm đại bi và lòng quảng đại đi, và có một cái tâm của người lớn đi. Đừng ít ôi nghi nhích từng cái một như vậy. Giống như ngày xưa đi học, mình cho người khác cặp bi là mình nghĩ một ngày nào đó mình bí nó sẽ cho mình cặp bi lại, phải không? Nhưng mà đến một ngày nào đó mình bí nó không cho mình cặp bi lại thì sao? Mày làm hiểm ăn gian đủ thứ này kia nọ, mình chấp móc người ta. Cái đó là như vậy, là mình cho là có mưu tính đó. Thành ra ở trong cuộc sống này, thật ra điều nhân nghĩa phải trái, đối nhân xử thế trên cuộc đời, đó là chuyện bình thường, không có lỗi phải gì hết. Nhưng mà để gọi là Phật Pháp mà nhìn, Đức Phật thấy rất rõ điều này với chúng sinh như vậy, từng xảy ra những cái hoàn cảnh như vậy, thì vì chỗ đó cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để bảo an lấy chính mình, để tập mình làm trưởng thành và tập mình làm nhiều phúc đức hơn. Bằng không chúng ta sẽ kinh nghiệm là gì? Giúp người này phụ bạc, sau này ai đến cần giúp chúng ta không giúp nữa. Vì mình cứ nghĩ rằng người này từng phụ mình nè, thì chợt vỏ dưa thì sao? Thì sợ vỏ dưa, có phải không? Đó là như vậy. Tại vì mình giúp người ta phụ mình, sau này mình không làm việc tốt nữa. Bởi vì mình nói là trên cuộc đời này ai cũng dối gạt và ai cũng lừa gạt hết. Đó là mất cái thiện tâm của chính mình, cắt đứt cái đường lành của mình. Vì vậy một người học và tu làm được điều gì cứ làm. Những cái điều đó đừng có mong cầu đáp trả hay không gì cả. Tùy lương tâm nhân duyên của người đó, người ta làm gì được thì tốt, không làm cũng chẳng cần. Thì chúng ta mới có thể là sau này nó không có trở ngại trên con đường làm thiện của chúng ta ha. Chúng ta tiếp tục. Thứ 9, thấy lợi đừng nhúng tay vào.
nào thì si mê phải động. Nhưng mà trong một cái bản dịch khác thì có như thế này: thế lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí. Thì cái câu hắc ám tâm trí thì nó dễ hiểu hơn cái câu si mê phải động này hơn. Thì cái trong đây chúng ta thấy rằng thấy lợi đừng nhúng tay vào. Xin thưa các vị, trên cuộc đời chúng ta sở dĩ chúng ta bị thất bại, dụ dỗ và đau khổ là vì chúng ta tham. Tự thân chúng ta, những người mà nuôi dúi tiền ở trong các cái casino á, từ đâu ra? Nếu không vì lòng tham, đố sòng bài nào có thể gạt được họ? Xin thưa các vị, trong đời họ chưa bao giờ cho ai một cắt, chưa bao giờ đi làm từ thiện một đồng, nhưng mà họ dám chấp nhận bỏ tiền vào casino hàng triệu đồng như vậy. Tại vì sao vậy? Vì lòng tham của họ cho nên mê mờ tâm trí. Đây là như vậy. Cho nên tất cả những kẻ nào mà gạt được người ta trên cuộc đời là đánh lừa lòng tham sẽ gạt được. Những người nào gạt được thiên hạ là nhờ cái chiêu này, tức là tâm lý biết ai cũng tham. Cho nên quan trọng nhất là họ nó cứ đặt ra những cái thế này thế khác mà người ta thấy lợi thì người ta cứ nhảy vào, mà nhảy vào thì lại chết. Cho nên cái những cái bẫy mà để gần bẫy được người ta đau khổ là vì tham này. Đưa ra những cái điều mà gọi là lợi lớn, nhưng mà thật sự điều đó lại là một cái điều dụ dỗ chúng ta. Cho nên ở đây vị nào ít tham thì sẽ ít lỗi lầm và ít rơi vào đau khổ này. Cho nên á, con người chúng ta cái lòng tham mà nó chi phối rồi á, thì chúng ta dễ dàng bị mất thế này thế khác và đau khổ thế này thế khác lắm. Có cô Phật tử đó, cô nó nói với tôi như thế này: lúc mà cô làm ăn hơi sa sút hoặc là có công việc trở ngại đó, thì có một người đó đó thì gửi cho cổ cái tiền Việt Nam á, là 500 triệu đồng, là nửa tỷ bạc ở tiền Việt Nam, là đâu phải ít. Nhưng mà chỉ kêu một điều là gì? Kêu cổ ghi số đề á, cổ làm chủ để ghi số đề. Nhưng mà sau này cổ nói tôi mới thấy như thế này. Cổ nói là ở đó đó là người ta đang hại cổ mà cổ không có biết. Tức là thay vì cái này nó có lợi như thế này, đưa 500 triệu này rồi chỉ ghi số đề cho người ta thôi và làm lấy tiền theo phần trăm, có sẵn chỉ đem công ra làm điều đó và có lời rất là lớn. Thì lúc đó cổ suy nghĩ là, cổ nói tại sao mà anh em dòng họ nó không làm mà nó kêu mình. Thì sau này á, khi mà những hoàn cảnh trớ trêu xảy ra thì cổ mới biết được rằng là cổ đã bị người ta gài là như thế này, là tạo cho cổ cái việc đó đó. Ở Việt Nam mà ai làm số đề là bị ở tù hoặc là bị tịch thu những tài sản. Cho nên ở đây cổ mới biết được sau này là vì người khác thù cổ muốn hại cổ, cho nên giao tiền để cổ làm điều này, để báo cảnh sát, để bắt chính xác. Cái điều này là nó một cái cách ghê gớm như vậy đó. Thành ra khi mà cái quyền lợi nó đưa ra như vậy, những người yếu đuối hay những người nào mà có lòng tham thì sẽ dễ lọt vào cái bẫy này lắm. Cho nên ở đời bẫy tình, ở đây là các vị phải để ý. Cho nên người trong cuộc sống phải chế ngự lòng tham của mình, phải biết được rằng tất cả những cái cạm bẫy trên cuộc đời, cái gì món lợi lớn chúng ta phải ngồi suy nghĩ đi. Cái đó có lợi là thiên hạ đã thành tựu hết rồi, hoặc nó đem cho thân bằng quyến thuộc họ hết rồi, mắc gì mà họ phải đưa cho mình. Rồi tiếp cái câu này đi, là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch thì nhân ngã chưa xả. Nhưng mà trong này một số nơi thì được dịch là thế này: quan ức không cần bày tỏ, bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Cái câu này tôi thấy người Phật tử hay lấy ra để xài, nhưng mà xin thưa các vị, xài đúng hay không, đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Tại vì có những khi chúng ta xài mà chúng ta cứ là một công thức. Cho nên một số điều chúng ta nói người ta quan mà không cho người ta lý giải, rồi cái lấy câu này bích miệng người ta, đây là cái này nó không có đúng. Chúng ta nên nhớ rằng trên cuộc đời này, việc nào nó không đúng, trái lẽ chúng ta có quyền nói, có quyền chứng minh cho mình là hoàn toàn trong sạch, điều đó không xấu xa và tội lỗi và không trái đạo lý bao giờ. Nhưng tại sao lại có câu này? Khi tôi qua tại Mỹ, tôi giảng ở tại Texas, có một người đã hỏi tôi như thế này: thưa thầy, có một chuyện oan ức mà con phải chịu, nhưng mà hôm nay con muốn thưa với thầy, nhờ thầy giúp cho con phải chấp nhận những điều này với thời gian là 5, 10 năm, 20 năm gì đó. Thì
mới nói là quan ức như thế nào. Thì cô mới bày tỏ lên là cái việc công việc vậy 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 đó cô phải chịu đựng. Thì tôi mới nói như thế này, con người người ta thông thường hai cái quan ức mà người ta phải chịu. Thứ nhất là quan ức, đây là chúng ta chấp nhận vì những người này là người yêu thương của mình, có thể cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người ân tình nào đó. Chúng ta do thương, chúng ta phải chấp nhận những quan tình này để chịu cho một mình, tức là chịu hàm quan, để cho các người khác để được tự do, để được giải thoát, an lạc. Cái quan ức thứ hai mà phải chịu đó là cái nợ của người khác mình thiếu quá lớn, không có dịp để đền đáp. Bây giờ đây là những cơ hội để mình đáp trả những điều này, cho nên chấp nhận hàm quan để trả đi những cái ân tình, những cái món nợ người ta từng lo và lo lắng và giao cho mình quá nhiều. Ngoài hai điều này ra không có lý do gì để chúng ta gọi là chịu hàm quan như thế cả. Giữa thanh thiên bạch nhật cuộc đời như thế này có luật pháp để giúp cho chúng ta minh bạch tất cả mọi điều. Chúng ta có học, có hiểu về cái miệng này, nó có thể giải quyết cho chúng ta rất là nhiều điều. Cho nên không có thể chịu hàm quan vô lý ở tại đất Mỹ như thế này được. Tôi nói như vậy. Cho nên ở đây có những cái điều mà cái cô này nói nha. Có thể rằng một điều là do cô học Phật mà như vậy. Tôi chỉ phân tích ra hai cái đó, còn cái còn lại là cái việc hàm quan. Tại sao Đức Phật dạy là quan ức không cần bày tỏ? Cái này Đức Phật không dạy cho tất cả những phàm phu đầy nghiệp chướng như chúng ta đâu. Đây là một thử thách, một thách đố, một cái hàng rào cho tất cả những người đi bằng con đường Bồ Tát hạnh, chứ không phải là những phàm phu như thế này. Muốn được vào đất Phật, muốn để trở thành Phật, phải vượt qua rào cản này. Trong sáu hạnh của Bồ Tát nó có là nhẫn nhục ba la mật. Vì vậy cho nên Quan Âm thị kính, Bồ Tát Quan Thế Âm hay là thị kính ngày xưa chấp nhận sự hàm quan để bị đánh đập, để đủ thứ điều. Nếu lúc đó thị kính nói như thế này, tôi là nữ, thì ai làm gì được nhau không? Nhưng chỉ có một điều, nếu nói tôi là nữ thì sẽ không được đi tu. Vậy thôi. Thành ra ở đây các vị thấy phải chấp nhận hàm quan này, nhưng mà chấp nhận hàm quan để trở thành Phật. Như vậy thì vậy, quan ức không cần bày tỏ là một con đường, là một thử thách với những người trên tiến trình Bồ Tát Đạo, để đi vào đất Phật, để thành tựu được ba la mật bằng con đường nhẫn nhục, thì phải chấp nhận những điều này. Đây là thử thách, không gọi là bất công, mà đó là một thử thách của người trên hành trình làm Bồ Tát. Chúng ta bao giờ phát Bồ Tát hạnh hay là phát nguyện gì chúng sinh bằng con đường Bồ Tát, thì các vị cứ mặc nhiên chấp nhận những điều này, để tự xét lại lòng mình có đau khổ, có còn bị thử, có còn ngã, có còn oán than, có còn thế này thế khác nữa hay không. Còn nếu là một phàm phu, là một người cư sĩ Phật tử chỉ năm giới, thì mắc gì chúng ta phải làm cái câu này che miệng, để rồi chúng ta nói qua người khác, rồi chúng ta đặt cái câu này vô họng cho người ta câm. Đây là chúng ta ép người quá đáng. Như vậy trên một vấn đề căn bản, chúng ta có quyền biện bạch, có quyền lý giải ở một mức độ tương đối, cái nào đúng, cái nào sai, nó có lý do rõ ràng. Vì vậy ở đây chúng ta phải thấy cái câu này chúng ta phải hiểu nó một cái cách đúng đắn, để chúng ta không dùng những cái chỗ mà nó không thích hợp dùng. Còn người thực hành Bồ Tát Đạo phải đúng và như vậy, phải quan ức không cần bày tỏ. Người ta thấy khó chịu nhưng mà mình không khó chịu. Người ta thấy quan tình, mình cảm thấy là một thử thách. Người ta thấy điều đó thế này thế khác, mình thấy như một cứu độ. Như vậy đó là tâm Bồ Tát. Câu này phải là nhẫn nhục ba la mật của Bồ Tát mới thực hiện được những điều này. Còn chúng ta không có phát tâm Bồ Tát hạnh, chúng ta không có thọ Bồ Tát giới, thì chúng ta đừng đem câu này để che đậy những cái sự sai lầm hay là bích miệng người khác bằng những cách vô lý, là chúng ta xài không có thích hợp. Thì thôi bây giờ thời gian không cho phép nữa, tôi tóm tắt lại cái từng ý như thế này như vậy. Đúng là có thể triển khai rộng hơn nữa, nhưng mà vì chúng ta sợ ở đây người ta không có vui khi mà mình như thế này quá phiền ha. Thì bây giờ cái nội dung của bài giảng này tôi đến chia sẻ với các vị đến đó. Và các vị về tự tìm hiểu thêm, đọc càng tư duy thêm, để sáng tỏ thêm được nhiều ý nữa. Không phải tôi là tất cả, tôi chỉ nói như một cái sườn vậy thôi. Tôi giới thiệu một vài ý căn bản, sau đó các vị tự tìm hiểu thêm để biết được nhiều vấn đề về lời Phật dạy. Thôi bây giờ thời gian không cho phép nữa, thì
thay vì tôi có thể dành thời giờ cho các vị thưa hỏi, nhưng mà không cho phép thì để ngày mai. Nếu ai có thắc mắc câu hỏi gì đó, chúng ta cứ ghi vào giấy. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại ở đâu đó? Ni viện Thiện Hòa. Hẹn gặp lại. Thôi bây giờ khuya rồi ha. Chúc các vị một đêm an lành. Và chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Xin chân thành cảm ơn Bác Tâm Tịnh và các vị trong ban tổ chức. Và chân thành cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi tối hôm nay. A Di Đà Phật. Buổi tối hôm nay 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 A Di Đà Phật. Trong mộng niệm Phật gặp dữ quá lành. Lại qua đi một năm, chồng của A Kiều là ông Trần có một đêm trong mộng nhìn thấy một cảnh giới. Có một ông già để râu trắng dài dẫn ông ta đi đường. Đi được rất lâu, rất xa, đến một địa phương lạ ở trong một cánh đồng quan. Bốn bề không có một người, chỉ có một cái hòm gỗ dài. Ông già kia nói: "Ông Trần, ông phải ngã ở đó." Ông Trần nghĩ ngã vào trong cái hòm đó tức là tiêu đời rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên, liền chắp tay lại to tiếng niệm liên tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được vài chục tiếng, bỗng nhiên có một người con gái ở trong làng khoảng 17-18 tuổi đi đến, dùng tay chỉ tôi nói: "Ông mau đi về đi thôi." Vừa tỉnh dậy thì ra là một giấc mộng Nam Kha. Sáng sớm thức dậy liền nói với vợ ông ta A Kiều giấc mộng dữ tối qua. May mà ở trong mộng biết niệm Phật, nếu không thì không biết sẽ ra sao. A Kiều tức khắc đến trước bàn Phật thắp hương đốt đèn cầu nguyện Phật Bồ Tát từ bi gia bị, khiến cho việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Ông Trần lúc đó đang bao thầu xây dựng một tòa lầu 3 tầng, công trình đã sắp hoàn thành rồi. Sáng sớm hôm đó sau khi ăn cơm xong, do vì ảnh hưởng nỗi sợ hãi giấc mộng dữ đêm qua, trong lòng rầu rĩ không vui, liền đến hiện trường công sự. Vừa nghĩ muốn lên tầng lầu 3 để xem xét, bỗng nhiên có một công nhân đi đến nói với ông Trần: "Ông không cần phải lên, để tôi đi xem được rồi." Vị công nhân này liền bước lên cái giá cây của cây cầu thang. Ông Trần vẫn đứng ngay chỗ cũ, tay thò vào trong túi lấy ra một điếu thuốc thơm. Lúc đang đánh lửa, bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Vừa nhìn thì ra là vị công nhân vừa mới thay mình đi lên tầng lầu 3, mới hơi không đề phòng chân đạp lệch, từ trên lầu té xuống ngã trên đất. Lúc đó điếu thuốc thơm của ông Trần còn chưa hút, giật mình hết hồn, lập tức bước đến đỡ dậy thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ông Trần ôm anh ta ra mướn một chiếc taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vì bị thương nặng chấn thương sọ não đã dứt thở trong xe. Đến bệnh viện đã về trời rồi. Ông Trần lo đám tang cho anh ta rất là long trọng xong, rồi lại cấp mấy vạn đồng cho trong gia quyến, mới kết thúc viên mãn. Ông Trần trải qua lần tai họa này có thể nói là phá tài quá giận, hao tài mà qua được giận hạn. Nhưng từ ngày bị một phen quản día quá sức đó trở đi, dường như ba hồn bảy vía không còn ở trong thân nữa, tinh thần không thoải mái, chẳng thiết gì đến ăn uống. Vợ ông ta là A Kiều rất là lo lắng, liền đi hỏi thăm ý kiến sư tỷ Kim Chi, đem những việc trên kể cho sư tỷ nghe. Sư tỷ Kim Chi liền bảo cô ta dùng một ly nước sôi ở trước Phật sau khi thành cẩn tụng 7 biến chú Đại Bi rồi cho ông ta uống. Nếu hiệu nghiệm thì là rất may mắn, nếu không hiệu nghiệm thì phải mau đi bệnh viện khám. A Kiều y theo cách của sư tỷ Kim Chi, rất là cung kính nhất tâm tùng 7 biến chú Đại Bi xong cho chồng cô ta uống. Thật là linh nghiệm dị thường, nước vào thì bệnh dứt, tinh thần của chồng cô ta dần dần hồi phục như cũ, không cần thuốc mà khỏi bệnh. Truyền kể đến đây, chắc có người sanh nghi vấn: Phật Bồ Tát là bậc đại từ Đại Bi, tại sao chỉ cứu có một người? Cái chết của anh công nhân đáng thương kia lại không ra tay cứu. Mọi người chúng ta nên biết, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp.
ông Trần nhờ sự quân tập niệm Phật của vợ mà trong tàng thức đã gieo được hạt giống kim cang A-di-đà Phật. Cho nên những cái tốt xấu chưa đến mà đã có điềm trước. Trong giấc mộng đêm đó, một ông già dẫn ông ta đi đến cảnh giới khác, bảo ông ta chung vào trong cái hòm. May mà hạt giống Phật A-di-đà trong tàng thức của ông ta phát khởi hiện hành, bỗng nhiên khiến ông ta chắp tay lại niệm Phật. Đây là gặp dữ quá lành, tiêu tai giải nạn, việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá không. Đến như anh công nhân kia, không phải là Phật Bồ Tát không cứu anh ta, do vì phàm phu đều là nhận giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ hưởng thụ những cái trước mắt, suốt ngày mê hoặc điên đảo, chẳng kể gì việc tốt xấu đến. Phật Bồ Tát có chỉ điểm như thế nào thì cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Như thế làm sao có thể chấp tay xưng niệm thánh hiệu của Phật Bồ Tát được? Không biết niệm Phật thì không có thể chuyển nghiệp. Lúc sắp đến thành của vua Diêm La báo hiện diện thì phải đi thôi. Tục ngữ có câu: Diêm Vương chỉ định canh ba chết thì không cho lưu đến canh năm. Như thế có thể suy ra cái chết của người công nhân kia cũng không ngoại lệ. Đây là định nghiệp không thể chuyển. Có lẽ vẫn còn có người sanh nghi vấn: tại sao ông Trần mấy năm trước lúc bao thầu công sự xây dựng nhờ Phật Bồ Tát cảm ứng đã không bị lỗ vốn lại vẫn được bình an, lần này lại tổn thất quá nhiều và bị một phen nguy hiểm sợ hãi, Phật Bồ Tát sao không gia bị? Nên biết phàm người tu hành lúc mới phát tâm phần nhiều rất thành khẩn, nhưng qua một thời gian hoàn cảnh thay đổi đều là tùy theo nhân quả thuận cảnh, nghịch cảnh của mỗi người tự làm thì tự chịu. Lúc đó, vợ chồng của A Kiều, cả đứa con, cả nhà là sơ phát tâm, dùng lòng chí thành, ngày đêm do gì thành kính thận khiết xưng niệm. Về sau, lần này như thế là do vì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn, nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt. Giống như cái tai họa đột nhiên này, ông Trần mặc dù có bị kinh sợ, hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành khinh báo. Cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo, trong sâu xa vẫn có Phật Bồ Tát ngầm phò hộ. Tất cả mọi người trên cuộc đời này về mặt đầu não và sức khỏe và trí tuệ, không ai thua ai cả. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Nhưng tại sao có người được và có người không? Tại người kia ngu hơn người ta không được, còn mình khôn hơn mình được à? Các vị đừng sai lầm. Chúng ta được hay không, nó dựa vào phước đức, phước báo của chúng ta từ vô lượng kiếp và kiếp này, chứ không phải tự nhiên chúng ta có được đâu. Cho nên ai chủ quan kiêu ngạo với những gì mình có được trong tay mà không có suy tư bằng tâm đức thì người đó lọt khố và tự mất đức và thất bại là chuyện rất dễ dàng. Cho nên ở đây, khi chúng ta có được những điều gì trên cuộc đời, chúng ta hãy thầm nhủ rằng: may mắn tôi đã làm nhiều phước báo gì đây, gieo duyên lành gì đây mà cuộc đời tôi được như vậy như vậy. Và hãy nhận ra được điều đó, phải khởi từ bi tâm với những người không được và tìm cách tô bồi cái công đức cho chính mình, lúc đó mới đúng. Còn cái này lại tự ngã kiêu xa là tự hại chết mình. Các vị phải thấy được chỗ này. Cho nên ở đây, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn kiêu xa nổi dậy. Nó là những điều để chúng ta quán chiếu và tu tập. Nhận ra được những điều để tu tập, cho nên hoạn nạn là cái điều đó có thể xảy ra hoặc có thể không, hoặc là xảy ra cấp độ nặng và cấp độ nhẹ. Nhưng nếu đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng đừng nên tiếc nuối hay là đau khổ quá đáng, mà chúng ta phải lặp lại trong cuộc đời, tức là lấy những cái thất bại đó làm kinh nghiệm để nhận thức cho chúng ta một phương thức sống. Và quan trọng nhất, đừng kiêu ngạo thách thức với cuộc đời một khi chúng ta đã được phước báo cuộc đời bình an lặng lẽ trôi qua. Đừng tự phụ hay là đừng thế này thế khác. Cho nên một cái cô đó ở Canada, lúc đó tôi còn ở Ấn Độ, tôi chưa về Việt Nam. Cô ở Canada, cô điện qua tôi. Cô nói ngày xưa, cô nói thật với thầy á, con thấy mấy cái người đi chùa mà tu học này kia, nói trời ơi cuộc đời thiếu gì, không có đủ thời gian để đi chơi làm việc đi này đi kia, mắc gì đi vô chùa hoài vậy. Cô nói vậy đó.
Tụi nó đi vô đó để làm cái gì? Cổ bao nhiêu lần cổ đi ngang mà cổ thấy mấy cái đó cổ mắc cười cho mấy cái người đi chùa lắm. Cổ nói với tôi mà. Và khi đau khổ đến á, thì cổ lúc đó cổ mới đi chùa và cổ hiểu là tại sao người ta đi như thế này. Và lúc đó vì một chuyện rất là đặc biệt cho nên cổ có đi hỏi tôi, vì cổ biết ra những bài giảng của tôi. Và tôi chia sẻ với cổ như vậy. Và trước khi cổ nói là, nói thiệt với thầy á, cổ nói trên cuộc đời này mà không có ai đau khổ á, thì không ai đi tìm mấy ông thầy làm gì. Đầu tiên cổ gặp tôi cổ nói vậy á. Cổ nói cũng có thiệt cái thầy đời mà không đau khổ không ai đi tìm mấy ông thầy làm gì. Cổ nói vậy. Thì tôi nghe thì tôi cũng có thể đoán mò được cái câu chuyện cổ muốn nói là cái gì. Cho nên các vị biết rằng có những người rất là chủ quan. Chủ quan dữ lắm. Khi cuộc đời mình được nhiều hạnh phúc quá, hay là được quyền lực, được tiền của, được sắc đẹp, được cái gì đó, chúng ta quên đi tại sao có được điều này. Cho nên á, tất cả tôi đều nói với các vị rồi. Tôi nói là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, cái gì có được bằng phước báo thì đều vô thường. Đau khổ bằng nghiệp chướng cũng vô thường. Cái gì xuất phát từ trên phước đức để có hạnh phúc và đau khổ, tất cả đều vô thường. Người ta giữ bền lâu và dài được hay không là tùy cái cách của mình, làm cái phương pháp nào để duy trì được cho nó dài hơn một chút, là cái điều ở khéo léo nơi mỗi người. Còn tất cả mọi thứ tôi biết rằng cái gì có được từ phương pháp là vô thường cả. Giàu, đẹp, hạnh phúc hay là tất cả mọi thứ đều vô thường. Còn tật nguyền, tai nạn, khổ đau cũng vô thường. Nó tồn tại và mất đi khi mình hết nghiệp. Nó là như vậy. Như vậy tôi ghi lại cái câu của Đức Phật: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kêu xa nổi dậy. Là một cái tư duy để chúng ta có một phương thức sống, để suy tư một điều tích cực, để chúng ta có một cuộc sống bình an. Điều thứ ba, cứu xé tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Các vị hiểu câu nào? Đọc lại lần nữa nha, tôi còn không hiểu mà. Cứu xé tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Ở trong cái câu này muốn nói như thế này, tức là trong đầu của chúng ta thường thường có cái khuynh hướng rất là lười tư duy. Một cái việc gì khó là chúng ta bỏ liền, hay là suy nghĩ gì đó chúng ta suy nghĩ không ra là bỏ liền. Thông thường là như vậy. Nhưng nếu cuộc đời của chúng ta mà lười tư duy như vậy thì riết cái bộ đạo chúng ta teo lại, và chúng ta trở nên người kém thông minh. Xin thưa các vị, tôi từng đọc trong một vài cái thông tin mà người ta cho hay về vấn đề là não của con người. Một đời người của chúng ta là chúng ta xài có 1/1 triệu những cái tế bào não trong cái não của mình. Một đời người á, bình dân là tất cả mọi người chúng ta chỉ xài có 1/1 triệu tế bào não của mình thôi. Có nghĩa là sau khi chết đi 999.999 gì đó là chúng ta bỏ lại vào trong lòng đất. Như vậy một người tư duy cuộc sống bình thường mà đã như vậy, mà một người lười tư duy nữa thì sao? Thì bỏ nguyên sinh cái đầu này xuống đất luôn. Có phải không? Bây giờ giống như thế này nè, các vị dễ hình dung. Cái computer á, người ta chế tạo ra đó, ở trong đó nó có hàng trăm ngàn chức năng ở trong đó để công dụng, để xài cho mỗi thứ trong đó đó. Chúng ta mua về chỉ biết chơi game à. Nguyên cái tác dụng của computer chỉ để cho chúng ta chơi game không à. Như vậy thì chúng ta chỉ xài được có một chút xíu đó thôi, còn công dụng cái computer quan phí bao nhiêu nhà bác học để chế tạo ra cho chúng ta để bỏ hết tất cả. Như vậy để mua cái computer như vậy nó trả phí. Như vậy nếu đời người chúng ta mà lười tư duy để rồi, cuối cùng chúng ta bỏ cái bộ óc này lại với cuộc đời một cách nguyên vẹn như vậy thì chúng ta lại phí nữa. Thành ra các vị nhớ ở một điều là cứu xé tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Trên cuộc đời này những nhà bác học, những nhà triết học, những nhà toán học, tất cả mọi thứ các vị này tư duy ra được không ai tự nhiên có được cả. Các vị nhớ kỹ rằng Edison là một nhà khoa học người Mỹ. Ông đã có 1200 bằng phát minh. Máy quay phim, chụp ảnh, truyền hình, điện đèn hay là micro, điện thoại, tất cả những cái này không có cái
Edison trong đó. Những dây tóc của các bóng đèn này hoàn toàn trong đó đều có sự đóng góp của ông cả. Quá chăng bây giờ chúng ta hoàn thiện hơn những gì ông đã từng phát minh. Ban đầu là từ ông đó, truyền hình, các cái loại điện thoại, điện đèn, tất cả cái này là từ ông. Nhưng mà có một cái điều lý thú vậy nè. Cái dây tóc của bóng đèn này Edison muốn có được, ông đã đau đầu và đau khổ không biết bao nhiêu ngày tháng vì cái dây tóc bóng đèn này. Ông đã tự đặt ra câu hỏi làm sao để kéo dài được, là dây tóc bóng đèn này phải cháy được cả 1-2 ngàn giờ. Và trong đời ông đã biết bao nhiêu lần tư duy cực khổ để cuối cùng ông tìm ra được cái sợi dây tóc cháy được 40 giờ. Trong đó ông tìm cái gì? Sơ dừa nè, bông giải nè, các cái loại khác nè, thậm chí tóc người nữa. Và ông lấy vô số thứ để ông thử nghiệm làm sao để ông tìm ra được dây tóc bóng đèn, để cuối cùng ông chế tạo ra được cái bóng đèn có thể đốt lên đến hàng mấy ngàn giờ. Là một cái điều mà ngày đêm tư duy không tưởng, không thể tưởng tượng nổi những cái điều đó. Như vậy nếu con người chúng ta mà tất cả những sự phát minh này mà nó dễ dàng giống như chúng ta tư duy á, thì ai cũng làm được. Chúng ta thấy nè, Đức Phật chúng ta để tìm ra được một con đường giải thoát giác ngộ này, Đức Phật phải đặt dấu hỏi bao nhiêu lần trên cuộc đời, đúng không? Phải có một cái dấu hỏi. Cho nên cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta cứ tìm tất cả mọi thứ dễ dãi và chúng ta rất lười tư duy á, thì cái đầu của chúng ta càng ngày càng kém thông minh đi. Và bây giờ á, chúng ta lại á, tính dở hơn ngày xưa rất nhiều. Chúng ta có computer này, chúng ta có máy tính, thành ra cái đầu chúng ta cộng trừ nhân chia bây giờ rất là dở. Tại vì chúng ta dựa vào máy móc. So với những người ngày xưa tính nhẩm á, mấy cái bà mà đi chợ mà kiểu mà không có bàn tính mà để bán buôn ha, các vị mà tính nhẩm lại các bà đó, tôi thua các vị. Tôi cho các vị học đại học luôn à, các vị học đại học tốt nghiệp về toán học, các vị ra tính tiền mà cộng trừ nhân chia với bà. Bà là người đôi khi học mới lớp 1 à, nhưng mà tính nhẩm dễ trả tiền, các vị thấy chính xác vô cùng, rất là nhanh, có phải không? Như vậy thì nếu chúng ta lười tư duy, cái gì cũng dựa vào máy móc, thì cái bộ óc chúng ta còn nguyên dạng ở chỗ là chúng ta không có xài. Cho nên ở đây khi mà cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì sở học không có thấu đáo, là không có một người nào giỏi trên thế giới này mà con đường học vấn không trải qua những gian nan và khổ luyện cả. Muốn học được cái gì đó, muốn thành công được cái gì đó, là chúng ta phải biết hỏi tại sao. Những con người biết hỏi tại sao là những con người thường là thông minh và muốn tìm hiểu. Và chính cái chỗ đó người ta mới đào sâu được trong tâm thức của chính mình. Khả năng của tất cả các vị ở đây, tất cả các vị có mặt ở đây, và tôi nói thẳng ra rộng hơn là tất cả mọi người trên thế giới, tự thân của các vị là thần đồng, là thánh nhân, là các bậc minh triết, là những người thông minh, tất cả chúng ta đều có đủ ở trong cái con người này. Nhưng mà chẳng qua chúng ta không đào luyện, không tạo cái phương tiện, hay là không luyện con người của mình để đạt đến mục đích đó mà thôi. Ai cũng có thầm lặng trong các vị đầy đủ hết á. Thần thông các vị cũng có nữa, thiên tài các vị cũng có nữa. Tôi nói thật, các vị ở trong đây ngồi bao nhiêu người là bao nhiêu vị tiến sĩ đó. Các vị không tin hả? Các vị phải nói như vậy. Tất cả chúng tôi đều là tiến sĩ, nhưng mà chẳng qua tôi không học thôi. Có phải gì không? Câu đó hoàn toàn chính xác. Nếu tôi chịu học tôi sẽ được đến tiến sĩ. Khả năng này nó trong các vị, nhưng mà tại các vị không thích, hoặc là không đúng với sở nguyện của mình, hay là mình cũng không có muốn cực khổ trong cái con đường này. Đại khái là vậy. Cho nên cái quyển mình đã biết là để trở thành thiên tài, người ta nói câu thế này: trong tất cả mọi người, thiên tài mà gọi là thiên bẩm á, chỉ có 4% thôi. 96% còn lại là sự nỗ lực của tự thân của mỗi người. Như vậy thiên tài ở đâu? Tôi không được 4% thiên tài, nhưng mà tôi có 96% nỗ lực đó, đúng không? Tôi cũng sẽ trở thành thiên tài. Mà nếu mà thiên tài này xài có 4% đó mà 96% kia bỏ, trở thành thiên tài nổi không? Không thể nào. Cho nên
việc học hay là tất cả mọi việc. Cái khó, thường thường ta nói câu gì đó, tôi nói này tôi cũng mới nhớ ra được á. Cái khó là sao? Hay á, cái hay á, kinh nghiệm á. Cái khó nó ló cái khôn. Chúng ta đừng bỏ qua cái gian khó. Cho nên các vị biết là các nhà văn nè, các nhà thơ nè, những nhà toán học nè, những nhà bác học nè, thường khi phát minh được là những điều giật mình không á. Trước khi ngủ người ta tư duy ngày đêm suy nghĩ vậy. Cho nên á, trong giấc ngủ nhiều khi tình cờ giật mình thức dậy là lấy viết ra ghi. Là như vậy. Có những khi giật mình thức dậy những bài thơ xuất hồn, mà nếu chúng ta không kịp thời ghi, sáng hôm sau tỉnh dậy quên chăng? Có không? Có. Cho nên á, những người nào muốn có những cái xuất thần, nhất là đường văn chương, thì phải có cái bút và cái viết để kế bên mình. Cái đó là vậy đó. Chúng ta tình cờ một ngày nào đó chúng ta gặp một cái gì tự nhiên chúng ta lãng mạn lên à. Và những ý tưởng này nó chỉ thoáng qua thôi, không chọn bút mà ghi liền á, thì không bao giờ có được. Cho nên cái bí quyết này tôi cũng đã có những bài giảng với các vị bằng những cái xuất thần như thế này. Tôi mà tiếp chuyện với ai mà câu chuyện nào mà hay mà tôi nảy ra được cái ý gì đó là xong rồi, là mở máy gõ vô liền, mai mốt nó quên. Cái đó là sự thật như vậy. Tại vì những ý niệm này nó sẽ gợi cho mình được một cái ý gì đó. Câu chuyện này người ta kể một đường nhưng mà mình lại suy tư được một nẻo nào đó. Mà nếu không có câu chuyện này thì lại cái kia không có. Cho nên cái việc mà học để mà gọi là khúc mắc tâm tánh này chỉ có một điều là làm cho con người của mình phải tư duy động não lên. Và tu học là cũng là một chuyện như vậy. Nếu một người tu học tìm một con đường hoàn toàn dễ dãi thì không có các vị đắc đạo trên cuộc đời này được đâu. Và các vị tu học theo tìm một con đường dễ dãi thì bao giờ các vị mới thấu được lời Phật dạy? Không thể. Cho nên có con đường học vấn này là con đường không cùng. Sự tu học là một cái điều mà không cùng. Ngày xưa tôi có nhớ cái câu chuyện này, đó là một giải thoại giữa ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn và Quy Sơn Linh Hữu. Cả hai vị này đều là đệ tử của Tổ Bách Trượng. Và sau khi Tổ Bách Trượng qua đời thì Quy Sơn là người thừa kế được cái pháp của ngài Bách Trượng. Trong khi đó cái ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là một người rất thông minh bác lãm nhưng mà không có ngộ. Thì cái ngài Quy Sơn á, ngài hiểu rất rõ sư đệ của mình là người rất thông minh, học một biết mười, đọc rất nhiều kinh sách, nhưng mà bây giờ Hương Nghiêm vẫn chưa ngộ. Cho nên ngài Quy Sơn mới tìm cách để độ sư đệ của mình. Và độ đây là theo lời dặn thầy mình gửi gắm lại cho Quy Sơn, tức là ngài Bách Trượng. Thì khi đó một hôm ngài Quy Sơn mới gọi ngài Hương Nghiêm đến và mới nói một câu như vậy: ta biết ngươi là học một biết mười, đọc rất nhiều kinh điển, tam tạng kinh điển chỗ nào ngươi cũng lào lào hết, thì hôm nay ta hỏi ngươi một câu. Thì ngài Hương Nghiêm rất là tự tin về cái kiến thức của mình, đã từng học bác lạp, học một biết mười, cho nên mới nói rằng sư huynh cứ hỏi. Và lúc đó ngài Quy Sơn hỏi một câu là: hãy thử trả lời cho ta, mặt mũi khi cha mẹ chưa sinh, ngươi là cái gì? Vậy thôi, giống như câu là bản lai diện mục, ngươi là cái gì? Tức là cái mặt gốc khi cha mẹ chưa sinh, ông là cái gì đó? Hỏi một câu như vậy, Hương Nghiêm không biết đường trả lời. Và sau đó, Hương Nghiêm mới về lật hết tam tạng kinh điển mà mình đã từng đọc đó, đáng có đó, lật ra tra hết, không có câu trả lời về điều đó. Và không có cái nào giải quyết về vấn đề đó. Suy nghĩ mãi không ra, cho nên mới lại gặp Quy Sơn mới nói rằng: nếu mà cái việc gì á, thì sư huynh cứ nói đại ra đi, làm khó nhau chi. Thì lúc đó ngài Quy Sơn mới nói rằng: hôm nay nếu mà ta trả lời câu này thì mai này ngươi sẽ mắng ta đó. Thì á, lúc đó ngài Hương Nghiêm mới thấy rất là khó chịu câu trả lời của sư huynh mình, tức là Quy Sơn. Năm lần bảy lượt nan nỉ Quy Sơn, Quy Sơn đều chối từ. Giận quá, về đem tất cả những kinh sách này đem đi đốt hết, đốt toàn bộ hết và từ bỏ pháp hội tại đó, và đi thẳng vô trong rừng trúc cất một cái am ở trong chổng, không đọc sách không gì hết.
lời là tại sao, tìm ơi đâu, cái câu mặt mũi khi cha mẹ chưa sinh là cái gì. Ông giận tức cái câu đó, cho nên trong lòng ông Vinh ôm đi ôm lại, ôm đi ôm lại hoài. 3 năm ở trong rừng ôm lòng hận mà suy nghĩ cái câu đó như vậy. Một hôm buổi sáng ông mới cầm chổi ông quét. Khi cầm chổi quét rồi, cái cục gạch đó nó bay văng vô trong cái bụi trúc á, nó phát ra tiếng cốc. Tự nhiên ngộ đạo ra, ông ngộ được cái câu là mặt mũi khi cha mẹ chưa sanh là gì. Ông mới buông chổi, ông bay về hướng của Quy Sơn, ông sụp lại. Ông nói là ơn mà cứu cái mạng á, còn hơn là ơn mẹ sanh ra. Nếu ngày xưa thật sự mà Quy Sơn mà trả lời câu này thì trí nhàn ta không có ngày hôm nay. Cho nên xem ơn này như là thầy, đánh lễ gì Quy Sơn 3 lễ. Thì cái đó các vị thấy gì? Cái khúc mắc tâm tánh là chỗ đó. Nếu không có ngồi tư duy trầm suy tư được một cái điều gì thì sẽ không có một sự cao siêu được, thì chúng ta sẽ không thấu đáo một vấn đề được. Cho nên một đứa học giỏi và một đứa học dở nó khác nhau chỗ nào? Cái đứa học giỏi mà cái bài toán nó giải không được nó sẽ giải hoài. Còn cái đứa mà học dở đã dở rồi mà cái bài nào giải không được nó bỏ. Có phải vậy không? Nó là như vậy á. Thấy bài toán khó, bỏ, chưa biết nói gì trong đó. Bài toán này dở tới mức này, không giải được, bỏ, không cần gì hết. Không có chịu tư duy và nghiền ngẫm. Còn cái đứa học giỏi nó như vậy, nó gặp một cái bài khó, nó cứ ngồi nó nghĩ, tại sao, nó cứ cho một cái câu hỏi như vậy đó. Và các vị biết rằng khi học, các vị nên kinh nghiệm, các sách giải bài tập á, với một người học giỏi thì hoàn toàn đó là một cái phương pháp để giúp cho người này hiểu biết và giải toán giỏi hơn. Nhưng mà với người học dở thì nó lại là tệ hơn. Cái đó quan trọng lắm. Tại vì học dở là vậy nè, nhìn vô không hiểu gì cho cái là ca coi như sao, vậy vô chép. Rồi cái không hiểu là ca coi, vậy chép. Cái bài giải đó vô tình làm cho người này càng tệ hơn nữa. Còn cái người giỏi toán là như vậy, có bài tập giải nó để đó, nó giải không được, nó phải tìm đủ cách hết. Và nó nghĩ là có thể giải hướng này, có thể giải hướng này. Nhưng mà giải không ra, thì lúc đó mình mở cái sách nó coi là ngay đây người ta giải cái gì. Chỉ cần ngay đây nó coi vô, không phải là coi cái đáp án, mà nó coi là tại sao nó phải có những cái điều như vậy. Và đôi khi những đứa học giỏi nó lại nghi ngờ những đáp án nữa. Nếu là người mà chuyên gia học giỏi toán đó, là khi nhìn vô đáp án nghi ngờ, tại sao nó lại như vậy, nó không logic được cái chỗ nào. Chứ không phải cả tin vào sách. Và bao giờ nó trả lời được rằng sách giải như vậy là hoàn toàn hợp lý, nó có cái logic rồi, nó mới chấp nhận đáp án này để nó chấp nhận nó làm bài này tiếp tục. Còn bà không, không bao giờ chấp nhận. Ở đây là vấn đề kinh nghiệm học là như vậy. Như vậy nếu chúng ta rằng không có khúc mắc là sở học không thấu đáo là chỗ này. Cho nên khi các vị học Phật Pháp cũng vậy. Nhiều khi tôi nói như thế này, xin lỗi các vị đừng buồn. Tôi nói Pháp giống như mì ăn liền á. Các vị hiểu câu này không? Nhưng mà tôi có suy nghĩ như vậy, nếu để cho các vị thấu đáo, các vị biết bao giờ thấu, các vị bỏ luôn. Nghe mà không thích, nghe không hiểu rồi bỏ qua bên. Đôi khi 10 năm sau chưa chắc gì nghe lại. Cho nên cái thời cuộc này tôi nghĩ như thế này, mọi người mệt mỏi quá rồi, đi làm tư duy mệt mỏi quá rồi. Bây giờ quan trọng nhất là cái gì mà làm có ăn liền là ngon. Chứ hơi nào mà vấn đề mà tư duy mà đợi mà chờ mà thế này thế khác. Những người để ngồi chứ để nghiền ngẫm những giáo lý học thiết cao siêu, thì bây giờ những người không công rỗi nghề hoặc già lớn tuổi không có công ăn việc làm, thì ngồi đó để tư duy chuyện kiều hay là tư duy những câu thiền sử hoặc là triết lý. Còn bây giờ mình hàng ngày mình phải chạy đua với công việc và đồng tiền, đúng không? Như vậy mà về nhà mà nghe một đĩa giảng mà cứ bắt tôi tư duy như vậy hoài, lấy gì ngày mai tôi đi làm? Có phải không? Nhức đầu quá. Ở trong chổng mà nổi mà do giải quyết công việc là cái đầu nó muốn chết rồi. Bây giờ về bắt tôi tư duy, đây là pháp di diệu hen, đây là tứ diệu đế hen, đây là con đường giải thoát hen, đây là thiền định hen. Nghĩ hoài không ra cái đó, thôi mắc em bỏ nó để cho rồi. Có phải không? Cho nên vì cái chỗ đó, cho nên tôi mới nghĩ là mình
phải thức thời mới được, có nghĩa là phải sản xuất ngay mì ăn liền. Cho nên tôi nói thôi bây giờ á, các vị bỏ cơm bỏ nước ra để nuôi tôi, tức là tôi ăn cơm của đàn na thì tôi tư duy dùm cho đó. Nói gì á, để có các vị đi làm về là có người tư duy sẵn, cứ bắt lên nghe là hiểu, nghe là hiểu, thành ra các vị cái đó là sự thật. Cho nên có người nói là tôi giảng không có sâu, tôi nói đúng, tôi giảng mì ăn liền mà sâu gì. Nhưng mà quan trọng nhất là hàng nào bán chạy cứ làm. Xin thưa các vị, ở đây là tôi nói chơi nhưng mà nó có ý. Tại vì sao vậy? Tôi đã từng học với quá nhiều bậc cao tăng. Quý thầy giảng tôi rất là khâm phục và tôi hiểu rất là hay. Và tôi cảm thấy rằng quý thầy nói là không chê vào đâu được. Nhưng tại sao tôi đưa người khác nghe, người khác không chịu? Và người khác cứ đổ thừa rằng không hiểu, không hiểu, không hiểu hoài. Mà mình thì thấy quá hay. Cho nên chính cái chỗ đó tôi mới thấy rằng hoàn cảnh thời cuộc là cái thời kỳ kinh tế, thời giờ mọi thứ nó lại khác đi. Nó khác với cái thời kỳ nông nghiệp. Cái thời kỳ nông nghiệp là làm một vụ mùa rồi người ta có thể ở không dài 3 tháng để người ta ngồi ngắm trăng, đọc thơ, đọc truyện để tư duy nhiều thứ triết lý. Bây giờ không có thời giờ để làm cái đó nữa. Vì vậy ở đây quan trọng nhất là làm sao để giúp các vị hiểu được Phật Pháp là thôi. Ai có nói tôi nói sâu, nói cạn, nói thấp, nói cao gì đó là việc của mọi người. Còn quan niệm của tôi là tôi hiểu tới đâu tôi cần giải bài để làm sao các vị hiểu được Phật Pháp và cần phải tu và thực hành ngay trong cuộc đời của mình, ngay trong công việc, ngay trong độ tuổi và thậm chí ngay trong hoàn cảnh của chúng ta. Không nhất thiết phải lợi chùa ngồi tư duy cả hàng giờ, hàng ngày như vậy. Và không nhất thiết là phải ngồi tối ngày để tư duy ra một cái triết lý để tìm sự ngộ đạo, vân vân. Sự ngộ đạo có xảy ra với tất cả chúng ta nhưng mà một hoàn cảnh khác. Sự đói nghèo, sự bệnh tật, tiền bạc, con cái, học hành, tất cả những cái này động cơ nó thúc đẩy chúng ta cần thiết hơn. Nói những cái như vậy. Vì vậy ở đây, cái câu này rất tuyệt vời. Cái câu Đức Phật dạy tuyệt vời nhưng mà chúng ta chưa có điều kiện để phải tư duy những điều này. Nhưng chúng ta có thể lấy những cái câu này để giúp chúng ta tư duy và sâu sắc hơn trong công việc, trong cái nghề nghiệp của mình đang là, trong con đường học vấn, trong thương trường, trong cái gì đó, để cho mình tư duy sâu sắc hơn. Đừng đơn giản quá trong cái tâm lý của chính mình rồi nó trơn tuột như một cái lá môn, là nước trôi đổ tới đâu trôi tới đó thì nó cũng rất là uổng. Thành ra cái câu này nó giúp cho chúng ta là cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sợ học không thấu đáo, nó là như vậy. Cho nên ở đây có những dấu hỏi, những vấn đề suy tư cần đặt ra từ phương diện đời cho đến phương diện đạo. Các vị đừng lười mỏi. Mặc dù các vị có thể cái gì cần tư duy nên cố gắng tư duy, cái gì trong hoàn cảnh điều kiện khả năng và chúng ta có thể suy nghĩ được nên cố gắng. Đừng để bộ não của mình nó hoạt động, nó tê liệt đi. Một cuộc đời chúng ta không có xài được bao nhiêu trong não mình đâu. Những nhà bác học như vậy cũng xài được một góc nào đó của não thôi. Có thể là xài góc trái, có thể xài góc phải, có thể là những người xài đa diện nào đó. Nhưng mà không ai xài hết cái bộ não của mình cả. Cái điều đó các vị đừng nghĩ rằng mình thế này thế khác. Đôi khi các vị kém suy tư quá được. Cho nên cái não các vị nó lười hoạt động rồi. Bây giờ động não đến cái gì đó các vị hay nhức đầu và thấy căng thẳng. Đó là tại mình, chứ không phải là các vị thiếu não hay là cái gì cả đâu. Rồi cứ uống thuốc bổ não rồi vô, càng vô nó càng đắt. Cái đó là sự thật á. Uống vô nó bổ rồi nó đắt, cứ ngất càng hết nghĩ luôn đó. Đâu phải do các vị suy tư nó thiếu đâu, mà các vị lười suy tư mà nó trở nên cái sự hoạt động kém. Các vị phải thấy hai cái chỗ này, phải không? Rồi cái điểm này tôi đưa ra thì chúng sai thì các vị nghĩ. Thì cái câu này cái ý nó như vậy. Rồi mình tìm đến câu khác. Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Đúng không? Quá đúng không? Hay vậy ta. Các vị ai có bị xây dựng đạo hạnh bị chướng chưa? Thông thường các Phật tử nói một số người chưa tu hành thì mọi việc đều được bình an, phải không? Thế
tới chừng phát nguyện ăn chay, phát nguyện đi chùa, phát nguyện tu á, ma chướng tùm lum hết trơn, phải không? Quỷ khảo tôi, ma khảo tôi này kia, tu nó thử lòng tôi này kia. Hai phương diện các vị cần phải nghĩ. Lời Đức Phật dạy không sai. Xây dựng đạo hạnh, đừng cầu không bị ma chướng. Vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường, đúng vậy. Đức Phật đã từng dạy vô ma khảo bất thành đại đạo mà. Nếu không có sự cản trở những nghịch lý trong cuộc đời thì cái đạo lớn khó thành. Đức Phật đã từng nói rồi. Các vị thấy rằng trước khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, Đức Phật còn trải qua những sự thách, thử thách của ma chướng mà. Có phải vậy không? Thử thách đủ thứ điều, quyền lực, địa vị, sắc dục cho đến tất cả mọi thứ. Nhưng Ngài đã bình thản vượt qua. Thật ra cái từ ma trong Phật Pháp nó không mang một cái nghĩa là cái răng nanh mọc hay sừng mọc hay lưỡi dài hay là tóc xỏ. Thật sự các vị đừng hiểu như vậy. Những gì nghịch duyên trong cuộc đời tu hành là ma chướng. Thậm chí chồng vợ mình mà ngăn trở trên con đường học tu của mình cũng là ma chướng. Con cái công ăn việc làm của mình mà nó làm cho mình phải dở lỡ cho con đường tu tập cũng là ma chướng. Ma chướng là những cái mà nghịch duyên chứ không phải là một cái mặt nào chành bành thè lưỡi ra như vậy. Các vị cứ tưởng tượng cái từ ma trong Phật giáo vậy là nó không có đúng. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên các vị thấy rằng suốt cuộc đời hành đạo của Đức Phật, Đức Phật có bao giờ là chửi Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có nói Đề Bà Đạt Đa ông ác quá ngang, ông hại tu đủ thứ ngang, mà mốt ông chết ông đọa địa ngục ngang ông à, có không? Chưa bao giờ chúng ta nghe nói điều đó. Nhưng mà trong kinh Đức Phật đã từng tuyên bố thế này: sở dĩ hôm nay ta thành được đạo sớm và đạo lớn là ta nhờ chính Đề Bà Đạt Đa đã vô lượng kiếp nguyện làm Bồ Tát nghịch hạnh để giúp đạo ta sớm thành. Các vị phải thấy câu này. Đức Phật không bao giờ thấy cái đó làm cái sự nản lòng, mà đó như là một sự thử thách. Những ma chướng là những gì rào cản của chúng ta. Bây giờ chúng ta chưa ăn chay thì chúng ta thấy bình thường, nhưng mà phát tâm ăn chay cái thèm đủ thứ, có không? Có người chưa ăn chay thì cũng thấy đâu ăn đâu, đi tìm tép mồng ba khía đồ ăn không à? À, giò heo thịt quay rồi đâu ăn đâu, nó ngồi đói bụng sạch chọi hết. Năm nó ngộ vậy đó. Bình thường chúng ta ăn mấy đó chúng ta thấy ngán, có phải không? Nhưng mà lỡ có chuyện gì phát nguyện ăn chay tháng sao? Ăn mà nó cứ theo thèm cua biển hoài, nó cứ thèm vịt quay hoài, thèm thịt heo hoài. Mà sao mà hồi lúc mà không có ăn chay sao mà nó không thèm? Có phải không? Mà tới chừng ăn cái là nó thèm. Cái đó gọi là ma chướng á. Nhưng mà các vị đừng nghĩ á, ai khảo các vị. Có những khi các vị thế này, có những khi ma chướng là sự thử thách của chúng ta, là cái này các vị đang đi ngược với thói quen, rồi các vị bị thói quen nó hành mình. Ma chướng là như vậy. Cho nên là các vị nên nhớ nè, trong cuộc đời ai đã từng tập quen theo là tài sắc danh ăn ngon tiếng tốt đồ quá đó, thì khi tu tập rất là khó. Thói quen nào các vị đã từng tập thì khi các vị đi tu hay là hoặc là muốn tu học thì thói quen nó hành hạ các vị hơn bao giờ hết. Giống như người đã từng tập uống rượu mà khi muốn bỏ rượu hoặc muốn tu tập thì bị rượu hành hạ. Nếu người chưa uống rượu thì khi học tu chẳng có gì là bận tâm với rượu cả. Cho nên các vị nên nhớ rằng khi học tu là tất cả những thói quen của các vị nó hành hạ lại các vị mà thôi. Các vị từng quen ăn uống những điều đó, bây giờ các vị đi ngược lại với cái thói quen về chế độ ăn uống này thì tự cái nhu cầu cơ thể nó đòi hỏi các vị phải như vậy. Cho nên buộc lòng các vị phải nhận ra được điều này để tự chiến thắng lấy chính mình. Chứ đừng nói là ông Phật nào thử hay là cái gì thử cả. Thói quen các vị thử các vị mà thôi. Cho nên các vị phải thấy như vậy. Cho nên ý nghĩa ma chướng trong Phật Pháp nó không mang cái nghĩa của một ai đem đến cho các vị. Tự nghiệp chướng trong nhiều đời, tự cái gì trong nhiều đời, tự thói quen trong một đời và nhiều đời, tự nghiệp cảm của mình do hoặc là mình ít phước, tất cả những cái đó nó sẽ làm những rào cản mà mình cảm thấy khó trên cuộc đời này, khó tu, khó học và khó vượt qua. Ở đây là nên nhớ như vậy. Một số điều, những điều nghịch cảnh không phải do cái vấn đề thói quen mà do mình tự tạo ra nữa. Có những khi ăn chay trong nhà
kia giờ kia, rồi chén này tao, chén này nhà mày, chén này của tôi, chén này của ông, ha, tất cả những đồ này nấu chay, đồ này nấu mặn, nó rối lên nó làm cho người ta cảm thấy phiền phức. Rồi người ta phiền phức, người ta cứ làm cho mình trách móc mình hoài, cái nó tôi ăn chay mà quỷ khảo tôi. Ha. Có những cái tự mình tạo ra, mình không tế nhị và khéo léo trong việc học tu, mình cảm thấy chủ quan cho cái việc mình làm đúng mà. Mình cứ nghĩ mình làm như vậy là tốt, là đúng, mà tại sao những người này lại không thừa nhận? Vì cái quan niệm cho mình là đúng đó, cho nên là mình bất cần, cứ nói gì nói, mặc kệ ông, tôi xem ông như là ma chướng, tôi cứ làm. Nè, đó là chúng ta tự thách thức và làm rào cản. Cho nên á, con người học tu phải tùy duyên và quyển chuyển. Mình thách thức chừng nào thì cái chướng ngăn này càng khó chừng đó. Cho nên thay vì cũng một người học tu được mà người ta không bị cản trở nhiều là bởi người ta khéo léo trong việc học tu. Học tu cũng là một nghệ thuật đó các vị. Một nghệ thuật mình làm sao không biết, mà mình làm sao bảo vệ được việc tu học của mình là được rồi. Không cần nhất thiết phải cho người khác biết là cái này tốt, cái này là cao thượng, cái này là thế khác cả. Và đừng cảm thấy là tôi ăn chay là tôi sạch, người ăn mặn là dơ, tôi dày là quý, người khác là tiện. Tất cả những ý niệm này đừng nuôi trong. Như vậy là mình hạn chế bớt đi giết biết bao nhiêu là rào cản trong này. Cho nên cái việc ma chướng là một cái điều đó chúng ta nên suy nghĩ. Tất cả những cái sự ràng buộc này nó chỉ có hai lý do. Một là do chúng ta dụng về tạo ra, và hai là do những tập khí nghiệp cảm thói quen trong một và nhiều đời nó tạo ra chúng ta. Các vị cứ quán chiếu lại, sự tu học có trở ngại đều là như vậy cả. Đó. Cho nên khi mà chúng ta học tu thì những cái câu như thế này chúng ta ngồi phải suy tư. Suy tư để chi? Để tự mình hóa giải lấy chính cái con đường mình đang đi, và tự mình phải hoàn thiện được một cái cách nào khôn ngoan nhất cho con đường mình đã chọn. Vậy thôi chứ không có gì cả. Cho nên xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Sự thật các vị, đời tu là một điều vô cùng quan trọng. Tu được đến nơi đến chốn là rất tốt. Sự thật, ở trên đời này không ai ép ai tu cả. Tu hay không là việc cá nhân của mỗi người. Và tu được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Chúng ta đừng có một quan niệm rằng tu là phải đi chọn con đường. Chọn con đường thì tốt, mà không chọn con đường thì cứ đi theo khả năng và nhân duyên của mình. Tôi đã giảng cái điều này trong cái đĩa tu xuất gia và tu tại gia, tôi đã nói rồi. Xin thưa các vị, chúng ta thường có quan niệm rằng khi một người tu hoàn tục, chúng ta xem đó là như một gì xấu xa, tội lỗi. Ai quan niệm vậy là hoàn toàn sai lầm trong vấn đề nhận thức và khích lệ sự tu tập. Chúng ta cứ quan niệm rằng một người đi tu giống như một sự bỏ cuộc, một sự thất bại nào đó, hay là một cái gì đáng sỉ nhục, nhục chỗ nào, người ta tội gì. Các vị nên nhớ như vậy. Chúng ta suy nghĩ một cái cách mà nó tiêu cực vậy, cho nên con cái chúng ta nó xin đi tu, má ơi con đi tu nha, ba ơi con đi tu nha, chúng ta làm sao? Mày nhắm mày tu được trọn đời mày. Tại sao phải là đi tu trọn đời? Chúng ta có cái quan niệm này mà cắt đứt những nhân duyên của những người đến với đạo. Chúng ta hiểu được điều này về nghe lại cái bài tu xuất gia tu tại gia tôi phân tích ở trong đó rồi. Hay là cái bài đối trị phiền não, tôi có giải một cái điều là tu sĩ có phiền não không? Trong đó, các vị nghe lại. Nhưng tôi muốn nói một cái đoạn ngắn ở đây thôi. Mai này con cái các vị có xin má ơi, ba ơi, con đi tu, thì nói là được rồi, cứ đi đi con. Tốt lắm, 3 tháng cũng được, 5 tháng cũng được, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Không tu được trọn đời, ít nhất con cũng học được Phật Pháp. Mai này con cũng là một công dân tốt. Không là tu sĩ thì cũng là một công dân biết đạo lý. Có phải ngay chỗ này, trong vô số đứa nó đi tu bằng cái cách đó, nó sẽ còn lọt lại một số đứa. Ví dụ một số người đi tu 1000 đứa, nó hoàn tục 90 đứa hay 900 đứa, thì nó cũng còn lại sót 100 đứa, hay là thậm chí còn sót lại người tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí trong đó một số nào đó tu trọn đời. Như vậy cái lớp lớp người chúng ta cứ đi hoài, cứ để lên sàn, hạt nào nhỏ cứ lọt. Tại sao sàn mà phải buộc cái gì nó cũng nằm hết trên sàn được? Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở đây khi tu học, chúng ta phải cởi mở ra. Chúng ta cứ xem như những người trố
chối bỏ hay những người hoàn tục là cái gì xấu là không đúng. Đức Phật cho phép mỗi một vị có khả năng hoàn tục tới 7 lần. Tôi nghĩ điều đó Đức Phật cho phép hoàn toàn có lý do đó, nhưng mà tôi kể chi nó dài dòng. Nhưng đại khái là tôi muốn nói như thế này: thực tế trên cuộc đời này ít ai có thể hoàn tục 7 lần lắm. 3 lần là sống không nổi trên cuộc đời này rồi, có phải không? Đi vô đi ra 3 lần già chết rồi, chưa kịp gì hết á. Nhưng mà trong luật Đức Phật đã như vậy, nhưng mà trái lại chúng ta lại khắc khe hơn Đức Phật. Chúng ta khắc khe như vậy vô tình cắt đứt biết bao nhiêu nhân duyên của những người đến với đạo, có thể 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Chúng ta làm giảm đi sức trưởng thành của Phật Pháp mà chúng ta tưởng tượng rằng hay lắm. Cái chỗ này quan trọng. Chúng ta thấy tại sao Phật giáo Thái Lan phát triển một cách cao độ và mạnh mẽ như vậy. Tất cả những công dân Thái Lan khi lớn lên phải đi tu ít nhất là 3 tháng. Khi có 3 tháng tu rồi, trong chùa cấp cho một cái giấy chứng nhận. Có giấy chứng nhận này mới đi xin việc làm được, mới cưới vợ được, mới làm tất cả các thứ khác được. Không có giấy này không ai nhận làm bất cứ một việc gì, thậm chí không ai gả con cho mình hết. Như vậy thì cái này như thế nào? Trong 3 tháng đó anh tuyệt đối anh không vi phạm bất cứ một điều gì hết. Khi phạm bất cứ một điều sai phạm nào, anh lặp lại 3 tháng tiếp tục. Đây là quy luật của Thái Lan. Vì vậy hàng triệu người đi tu bằng cách đó thì nó sẽ sót lại được hàng trăm người, 200 người, 1.000 người, 2.000 người đi tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí trọn đời. Thấy cái chỗ này không? Vậy mà chúng ta cứ tưởng tượng như thế là mày nhắm mày đi tu được trọn đời không? Rồi nghĩ ai biết mình ngày mai là cái gì? Có phải vậy không? Cái câu đó làm cho người ta phải ngại ngùng là tôi mới 15, 17, 20 tuổi, làm sao tôi biết được mấy chục năm nữa? Cho nên các vị không khéo, các vị làm mất đi những người đến với đạo bằng cách này cách khác. Mà chúng ta đừng cho cái đó là hay. Về nghe lại ý nghĩa bài tu xuất gia tu tại gia đầy đủ, không giảng thêm cái điều này nữa. Cho nên ở đây cái việc xây dựng đạo hạnh, đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng là chí nguyện không kiên cường, sự thật. Chúng ta khi từ bỏ cái cuộc đời của một chiếc áo nhà tu là có sự yếu đuối. Yếu đuối với con đường tu hành chứ không phải yếu đuối với những cái khác. Vì vậy cái gì nó cũng có cái thử thách của nó. Học, thi cử, đó là chuyện đương nhiên. Vượt qua được kỳ thi chúng ta sẽ được lên lớp. Không thể nào mà học mà lên lớp mà không có thi cả. Chúng ta phải biết được chỗ này. Cho nên thi là cái để đánh giá được chất lượng và khả năng học của chính mình. Vì vậy người tu cũng vậy. Những lần vượt qua bao nhiêu sự trở ngại của con đường tu hành cũng để đánh giá chính mình. Ngày nào còn đủ sức vượt qua thì cứ vượt, ngày nào không đủ sức nữa thì bỏ cuộc, đó cũng là chuyện bình thường. Ở đây hoàn toàn có những người nói rằng tu mà bỏ cuộc như vậy mất hết tất cả, giống như ăn chay 20-30 năm tự nhiên bác sĩ kêu gì đó đề nghị ăn mặn, ăn mặn cái mất hết tất cả. Các vị cứ nghĩ vậy đúng không? Đúng không? Không có đúng chỗ nào cả. Tôi ví dụ nè, cái bao tử các vị ăn 3 chén mới no, đúng không? Bây giờ các vị mới ăn có 1.5 chén à, cái các vị có lý do gì đó các vị không ăn nữa. Cái các vị không ăn nữa, các vị nói rồi mất hết tất cả, phải không? Các vị suy nghĩ đi, nó chưa no nhưng không phải là nó không có gì. Ví dụ bây giờ tôi thay vì tôi ăn 60 năm tôi mới chọn con người của tôi, lúc đó tôi mới chết đi. Mà bây giờ mới ăn 30 năm mà giống như ăn 3 chén cơm mới ăn 1.5 chén à. Rồi bây giờ có một lý do gì đó không ăn tiếp tục được nữa thì mất hết sao? Không có đúng. Ăn chay một bữa có ý nghĩa một bữa. Nếu nói như vậy những người ăn chay kỳ á là mất hết rồi, đổ sông đổ biển hết, khuyên khích ta ăn chi, dụ người ta hả? Có phải vậy không? Chúng ta có những cái sai lầm. Giá trị của ăn chay không phải mang cái nghĩa là tính ngày hay là cái gì đó nó đi như vậy, mà chúng ta phải thấy được nó có ý nghĩa trong từng bữa ăn và lúc nào làm được cứ làm. Còn khi nào không làm tiếp tục thì cái phước báo mình nó dừng tới đó, và tạo nghiệp này nó tấp chấp nhận tạo nghiệp, thì cái vấn đề này chúng ta phải tính khác. Chứ không thể nói rằng những quá trình này nó bỏ đi. Thì tu hành cũng vậy, ai tu được 5 năm, 10 năm, 20 năm là cái duyên của người đó. Khi người đó hoàn tục hay một bất cứ lý do gì đó
thì cái nhân tố này nó sẽ còn trọn vẹn trong lòng đó. Nếu quá trình tu học được nhiều công đức, nó cũng giữ ở đó. Có một cái duyên khác nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển trong đời này và nhiều đời khác nữa. Thành ra sự học và tu, các vị cứ tu và học, đừng có bao giờ nản lòng, hay là đừng bao giờ suy nghĩ những cái máy móc như thế này. Nhưng tôi nói trước cho các vị, con đường tu là một con đường đầy cạm bẫy và thử thách. Chúng ta cứ thi, ngày nào chúng ta không thi nổi, chúng ta cứ bỏ cuộc, đó là chuyện bình thường. Đừng xem sự bỏ cuộc như một sự nhục nhã gì đó là sai lầm. Tại tự chúng ta đưa lên một cái suy nghĩ, chúng ta tưởng tượng mà thôi. Con đường tu này chúng ta không có lỗi. Ai tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên cái việc học tu ma chướng là cái chuyện mà chúng ta thấy là không thể không có. Bất cứ một người tu nào là vậy. Quan trọng nhất trong cuộc đời tu mà ma chướng lớn nhất đó là tình ái. Bởi vì tình ái không có tội. Cho nên chính cái chỗ đó mà nó là cái điều mà làm cho người ta dễ dàng rơi vào trong sai lầm nhiều nhất. Đức Phật không có tội về tình cảm. Đó là bản năng tình cảm, đó mới chính là con người mà. Nhưng mà Đức Phật đã từng nói ra quan trái đau khổ ở trong đó. Mà người tu thì có một cái điều quan trọng là người tu cần phải chối bỏ những cái tình cảm cá nhân như thế này để trở nên một con người gọi là sống vì tất cả. Thì ở đây nó có hai lý do để nói. Mai này có một ngày nào đó tôi giảng với các vị với cái đề tài là tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống độc thân, thì tôi sẽ cho các vị những thông tin này để chúng ta hiểu rõ hơn, chứ không phải là giảng hôm nay ha. Và cái điều này tôi nói một cái phần rất quan trọng trong cái bài tình yêu hạnh phúc và quan trái, tôi có nói rồi, các vị tìm hiểu lại. Nhưng mà trở lại vấn đề này, tất cả các thử thách này để giúp cho chúng ta trưởng thành về trí tuệ và đạo đức. Người tu phải có những thử thách. Nếu tu cuộc đời bình thường và im ả trôi qua thì ai tu cũng được. Nó là như vậy. Cho nên khi tu được và tu không, không mang cái nghĩa là đánh giá người ta tốt xấu. Mà ai không tu tiếp tục thì thôi. Miễn người ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, hoặc là không phạm giới luật, là cái điều đó chúng ta phải thừa nhận. Cái chuyện đó không có bao giờ mà chỉ trích những cái mà quá đáng và không đúng. Cho nên chúng ta đừng cắt đứt những nhân duyên của những người phát tâm tu bằng cái con đường như thế này là rất là tiếc. Biết đâu cái sự tu tập đó nó sẽ là cái thắng duyên, nếu những người có thắng duyên tốt. Nhưng cái chuyện tu tập ban đầu nó sẽ giúp cho người ta đi tu trọn con đường. Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng có cho người ta những cái câu mà nó gọi là khó nghe như vậy à. Các vị hiểu điều này không? Thông cảm, rất thông cảm, để khuyến khích cho con cái mình tu học. Cho nên câu mà xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Thật sự khỏi cầu, cầu không cầu gì nó dẫn đến như vậy. Đó là quyết nguyên tắc. Muốn đi đến trên con đường này, các vị từng chơi game các vị biết mà, đúng không? Không, muốn đi đến mục đích này tự nhiên đơn giản, chạy te te cái đến đó cái thắng à. Đâu có đơn giản như vậy. Các vị khỏi cần cầu những cái điều đó, nó tự nó ra mãi mãi như vậy đó. Qua được thì tốt, qua được con nào hay con đó, qua được lỗ nào hay lỗ đó. Còn ở phía trước nó hàng trăm con, hàng trăm lỗ đó đó. Tức mà đi chơi. Người nào qua được nhiều hay nhiều, cái đó là nó như vậy. Khỏi cầu nó vẫn là như vậy. Chuyện tu là nó giống vậy các vị. Cứ từng ngày phải vượt qua những thử thách một, và từng ngày chúng ta phải tự chiến thắng với mình trong từng ngày một. Chắc lại mình nhớ vậy. Cho nên ai hỏi tôi là nghi thế nào, tôi nói với các vị là tôi không bao giờ tôi nguyện tu trọn đời gì hết. Ngày nào tôi đặt cái bước chân xuống như này, tôi biết tôi đặt rồi. Bước chân trên tôi đang dở lên, tôi chưa biết nó là cái gì. Chừng nào tôi đặt nó hỏi tới đâu, từ nào tôi đặt xuống tôi tính. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta phải tự hoàn thiện và tự cố gắng từng bước chân một. Chứ đừng nói là tôi sẽ nhảy tới đó trong với thời gian nào. Ai nói như vậy tôi thách thử đó. Tôi cá cái gì cũng cá đó. Muốn đạt được mục đích phải đạt được từng bước chân một này nè. Chứ đừng có nói nhảy một cái là tới. Làm được điều đó người ta thành hết rồi, thành Phật hết rồi. Chứ không có lang thang như chúng ta như thế này đâu. Phải nhớ là như vậy. Cho nên cái câu này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ, tu hành là một sự thử thách, ma chướng hay là những trở ngại của nó là chuyện bình thường. Đừng nản lòng.
Đừng xem những thử thách là một nản lòng. Ai có ý chí và suy tư được tích cực điều này thì chúng ta sẽ giúp mình vượt qua được tất cả những gian nan và thử thách, và sẽ có khả năng thành công. Nhớ là như vậy, chứ đừng đi tìm một con đường yên ả, không bao giờ có đâu. Tiếp theo, thứ năm là việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Cái câu này y như câu thứ hai, nó giống như cái câu thứ hai là ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Giống như vậy, chúng ta khỏi cần bàn, hai câu này ý nghĩa tương đương. Câu thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Câu này các vị hiểu không? Đâu ai hiểu sao, giải thích tôi nghe thử chút coi. À, phải làm luôn. Xin thưa các vị, tôi cũng ngồi tư duy điều này đó. Thật sự cũng ngồi suy nghĩ tới lui những cái điều này đó. Có những câu rất đơn giản nhưng tại sao lại là như vậy? Thì tôi cũng suy nghĩ lại chính tôi, nó có chuyện như này, kể nó giống giống thôi chứ cũng không là giống lắm. Nhưng mà tôi nghĩ nó giống như thế này. Tôi thường tự nhủ, tôi nói cuộc đời giảng sư rất là bạc bẽo. Các vị hề không hiểu câu này đúng không? Có những cái nó bạc bẽo thế này, nói để vui thôi chứ không phải nói để trách nha. Có những lúc người ta đau khổ, người ta cứ điện liên tục bất tận, thậm chí tới 2-3 giờ khuya người ta vẫn điện như thường. À, bây giờ chuyện con nó xảy ra vậy, chồng vậy, vợ vậy, này kia ha. Rồi bây giờ phải làm sao thế này thế khác. Tôi mà cứ bắt tôi giải quyết hoài mấy chuyện đó hoài, mệt mỏi lắm á. Nhưng mà nói ra đây, thậm chí có những khi tôi phải chấp nhận một cái cuộc quá giải tới 3-6 tháng, chẳng phải là vừa. Nhưng mà khi quá giải tốt rồi, mọi việc xong rồi, 1 năm sau chưa có điện lại hỏi thăm tôi. Xin thưa các vị, nói để nghe chơi chứ không phải là trách. Tôi không có buồn vui gì mấy cái chuyện đó đâu. Khi người ta không điện hỏi thăm, tôi cảm thấy mồ Phật. Chúng sinh được an lạc rồi, an cư lạc nghiệp rồi ha. Tôi mừng ha. Tôi có buồn. Nhưng mà cái điều này tôi suy nghĩ là thông thường là con người vậy. Ở đời các vị có những dạng người như thế này. Khi người ta làm ăn được, hay là người ta đã mình mới cho tiền, hay là cái gì xong xuôi rồi đó, người ta đi một cái nơi biển biệt mà không biết đi đâu, và không có liên hệ gì hết. Lâu lâu cái nghe điện về, à chị ơi khỏe không, anh ơi khỏe không, là mình chuẩn bị biết có chuyện rồi đó. Có chuyện gì? Chuẩn bị móc túi nữa chứ làm gì. À, miễn mà anh ơi chị ơi khỏe không là biết chuẩn bị rồi, à, mày hết tiền mày móc túi tao chứ không có gì hết trơn. Có phải không? Cái câu này á, điều này để chúng ta suy nghĩ cái gì? Giao tiếp thì đừng cầu lại mình, gì cầu lại mình mất đạo nghĩa chỗ này. Mình làm chỗ này mình không còn giá trị nữa. Tình nghĩa phải có sự tôn trọng. Nếu cả hai không có sự tôn trọng, mà chúng ta gọi là cái tình này đi trọn á, chỉ có cha mẹ hay là con cái thôi, chứ không thể nào mà tình bạn song phương mà làm được cả. Tại vì cha mẹ thì không có tính sổ với các con đâu, không có hơn thua hơn kém cái chuyện này. Nhưng mà nếu chúng ta giao tế ở ngoài, gọi là giao tế làm ăn, bạn bè và mọi thứ, thì không khéo người ta sẽ cho mình cái câu là lợi dụng thôi, thì người ta sẽ có cái sự khi dễ mình trong lòng, thì đạo nghĩa còn gì nữa. Tôi nghĩ câu này nó như vậy, không biết có phải vậy không. À, ở đây là tôi nghĩ tạm thời là như vậy, bởi vì có những cái nghĩ không ra. Cho nên ở đây câu giao tiếp đừng cầu lại mình, vì lại mình mất đạo nghĩa, thì nó như vậy. Cho nên chúng ta chơi với ai, đừng để người ta có một cái câu gọi là thấy người sang bắt hoàng làm họ, là chỗ này. Cho nên có những khi chúng ta chơi rất là trượng phu. Khi được nể kính rồi thì cái gì cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta đã trước khi chúng ta chơi mà chúng ta đặt ở trong lòng một cái điều là phân tích hơn kém trong đó quá, thì nó không có đạo nghĩa. Tình ở trong này nó là những cái mà để gọi là suy nghĩ để tự lợi dụng với nhau là chính. Thành ra ở đây đừng dễ vui và đừng đơn giản để làm mất giá trị của mình bằng những cái rất là thông thường như thế này. Cho nên chúng ta ai cũng phải có sự tự trọng, để khi chúng ta giao tế với nhau phải có sự tương kính. Và bên cạnh đó, nếu muốn có sự tương kính thì chúng ta phải có chữ tín trong cuộc đời. Trong cuộc sống chúng ta phải có cái chữ tín này mới là quan trọng.
Nhớ là như vậy. Phải có chữ tín với tất cả những cái người chúng ta đối nhân xử thế, thì ở trong đây chúng ta mới có thể bền bỉ và lâu dài được. Câu này tôi suy nghĩ nó chỉ tới đó thôi. Nếu các vị có những gì cao siêu hơn hoặc nghĩ ra được tốt hơn thì cứ bổ sung vào ha. Tiếp câu thứ 7, có ai bổ sung thêm không? Xin mời. Ê, coi như là tạm dừng tới đó đi ha. Thứ 7 là với người đừng mong tất cả đều thuận chiều theo ý mình, vì được thuận chiều theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Có không? Có. Cái này phụ nữ chiếm nhiều. Hả? Phần lớn á thì á, cái này là cái nữ tính thôi. Mới đầu chỉ là muốn chiều để được việc, hay là muốn chiều để thể hiện nữ tính, nhưng lâu dần nó thành cái quai nào không hay. Nó là vậy. Mới đầu chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ làm với nữ tính để được yêu thương, để được cái gì đó. Nhưng mà con người người ta được voi đòi tiên là chỗ này. Hoặc là một câu rất đơn giản là được nước làm tới. Là vậy. Vì những hành động, những cái nhất là với vấn đề chung sống vợ chồng, hay là giữa cha mẹ con cái đâu cũng vậy. Tất cả những cái điều này chúng ta thấy rằng ai mà được thuận chiều nhiều quá, cái lòng tự kiêu và tự phụ người đó lớn lắm. Nó lớn một cách rất là vô tình, một cách rất là âm thầm. Một ngày nào đó nếu có một lời nào đi ngược lại hoặc có thể ngăn đón điều này, là chúng ta có thể là trỗi dậy cái bản ngã, và chúng ta sân si và chúng ta tức giận liền. Cho nên á, nếu ai khéo hiểu được cái điều này thì đừng leo thang bằng cái cách này. Con người chúng ta tự cho phép mình bằng những cái rất là vô tình các vị. Rồi thời gian trôi qua lần lần nó tập nhiễm mình thời nào không hay. Các vị biết vua chúa đó, ngày xưa, hay là cái điều này nó rơi vào trong những người có quyền hành, quyền hành trong nhà, trong xã hội, trong công ty, trong các vị. Các vị nào không nhận ra được điều này trở thành một cách kẻ tự phụ và tự kiêu trong điều này rất là lớn. Cho nên những ông giám đốc dễ sân nè, những người lãnh đạo dễ sân si nè, những người vua chúa ngày xưa là nói nghịch chí vua là chém đầu, bởi vì bản ngã quá lớn. Mình nói ra một điều như một quyền hành, và mình trong cái lời nói đó mình muốn tất cả mọi người đều phải nghe và chấp nhận. Giống như là nói chó là phải nghe chó, mà nói mèo là phải nghe mèo. Dầu á, ông thấy con chó, ông nói con mèo, nó cũng nói mèo mèo đó. Cái đó là nó như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy nè, trong một hoàn cảnh chúng ta được yêu thương, chúng ta được chiều chuộng, thì cái bản ngã và sự kiêu sa chúng ta nó lồng vào trong đó. Cho nên thậm chí con cái và cha mẹ nữa, nếu được tưng chiều quá đáng, mai này cái gì mình ngăn nó bỏ nhà đi liền, hoặc thậm chí nó chống đối liền. Đó là đi ngược với cái thói quen nó từng được yêu chiều. Và sự tu tập của chúng ta phải để ý chỗ này. Ở đây khắc phục được một tập khí, một tật xấu là một điều tu tập. Cho nên á, người Phật tử cần phát hiện ra, đừng để tự ngã và kiêu ngạo bằng những cái như vậy, tự hại mình khổ thôi. Nên tập mình có một cuộc sống làm sao cho có bản lĩnh tế nhị hiền hòa mà phải tốt đẹp. Chúng ta đừng thấy á, ví dụ được chiều hoài riết rồi thỉnh thoảng khi sốc một cái bản ngã mình nổi lên, hoặc kiêu sa nổi dậy, hoặc bị tổn thương về bản ngã và tự ái, thì người biết tu là phải nhận ra ngay. Phải nhận ra đúng rồi, mình được chiều, mình thế này thế khác, bây giờ bản ngã mình leo thang thầm lặng như thế này. Người tu sĩ cũng vậy, ai vô cũng chắp tay lại thầy mô Phật cung kính, cái bản ngã âm thầm tự lên hồi nào không hay. Ai gặp cũng thầy, ai gặp cũng thầy, ai gặp cũng thầy, là tự nuôi cái bản ngã mình một cách rất vô tình. Mai này ai kêu gặp kêu bằng anh nóng liền, có phải không? Chịu không nổi rồi á. Được cung kính quen rồi, gặp một số người khác họ không cung kính giống như vậy thì cảm thấy rất là khó chịu. Nếu một người tu phát hiện ra được cái điều này thì phải nhận ra được điều gì? Chúng ta được tăng dần bản ngã trá hình. Cái việc cung kính hay không là cái việc của Phật tử. Có sai lầm, có tội hay không là tùy những vấn đề Phật tử. Nhưng mà trước hết chúng ta phải tự phát hiện mình ra được cái đã. Cái chuyện Phật tử cung kính hay không mình phan hãy nói người ta. Nhưng mà xét lại lòng mình có bị đau khổ hay khó chịu, hay là có bị tổn thương ngay lúc đó không? Để
mình nó có một sự âm thầm, dù là sự kiêu ngạo trong cái vấn đề Phật pháp cũng là một thứ kiêu ngạo mà thôi. Đó. Cho nên ở đây có cái điều mà giống như là tôi đã từng cho thí dụ trong một cái bài giảng gọi là giải thoát là gì, tôi đã giảng tại Adelaide đó. Thì tôi có nói như thế này,